Xe đi mấy em, mở thêm kênh Bigo kiếm thêm đi, lâu quá không lại Bigo, mua card VIP không lại uổng quá. Camera bị gì mà không đi rồi. Xe đi mấy em ơi, xe đi không chừng họ có yếu sinh lý nha. Muốn BCA em. Nó chơi trò mèo vờn chuột thôi anh ơi. Nó chơi trò mèo vờn chuột mà mình chết mới đau chứ. Hôm nay đam gì anh, em bị mù chữ hả? Xe đi mấy em ơi. Xe đi nha. 200-300 xe mới vô bài nha mấy em. Ngày nào không thấy Di Đam buồn VC hả? Qua bên Facebook nè, ngày nào cũng đam hết, Bigo hên xui nha. Anh Duy sinh năm bao nhiêu Google em? Mình chào em. Xe rồi anh ơi, vậy cảm ơn em nha. Anh Duy có cái món hay ăn vặt. Nhà nhiều đồ ăn quá biết sao giờ. Bàn luận vớ vẩn, mai tao qua bắt hết. Thì qua mai qua đây đi. Tao đấm mày ba cú rồi mày còn sức bắt không? Tao nói rồi, một cú bên trái, một cú bên phải, với một cú móc hàm nha. Xe đi mấy anh chị em ơi. Còn admin Bigo làm việc mạnh mạnh vô nha. Đừng ngại ngùng mấy em. Chủ đề gì vậy anh Duy? Đọc caption em. Chiến tranh thương mại Mỹ Trung và mẹ nấm nha. Em đang bị buồn, anh hát tặng em bài được không? Lên Google search bài thoát gầy anh hát đó em. Anh biết võ hả anh Duy? Thì cứ tới đi mấy em. Đưa anh đấm ba cú vô bác sĩ trả lời nha. Tư lệnh quân khu to hay tư lệnh quân đoàn to hơn? Nhân dân to nhất mày ơi. Tao có đi làm quân đội để mày hỏi tao. Anh Di khoái để tóc dài hen, tại tóc tao đẹp mày. Xe đi mấy em ơi. Đêm qua căng anh nhỉ. Má, đêm qua phe Mỹ mạnh quá nha. C4 mát đóng cục cả hũ thì làm gì, lấy cái búa ra đập em. Sao anh không ăn đợt kết thì tao hỏi mày sao không có tiền mua mẹt. Xe đi anh chị em ơi, nói chung mà vô phải có đội xe nha. Phải có đội xe đi chung với anh Duy, anh Duy mới like nha. Mua gì uống tăng cân hả? Sale đâu hốt mấy em. Xem phim thoát gầy đi em. Nha. Lên YouTube á, search thoát gầy ra coi đi. Bàn về chuyện thằng phản đồ đi anh. Lên báo đọc tìm cho tao hai chữ Chu Hảo. Còn nếu mà Chu Hảo không được nổi tiếng, lên mạng search cho anh hai chữ Bùi Tính nha. Nói chung anh không có nhìn mấy con si vít em ơi, mày hỏi tao đẹp hay xấu tao cũng mới được trả lời luôn á. Mua gì lên cơ nhanh anh Duy, coi phim thoát gầy đi, trong đó anh chỉ kỹ rồi em. Đừng hỏi nữa nha, cứ cơ và cân là thoát gầy, mới mốt mỡ là thoát béo nha. Đó, còn
mà hỏi xe đó là thoát nghèo nha. Còn nếu mà hỏi lean đi, tăng cơ giảm mỡ là thoát xấu nha. Nguyên Ngọc mới hot, Nguyên Ngọc chưa có nem. Nguyên Ngọc thì nổi tiếng với tác phẩm mà là cái gì, đất nước đứng lên rừng xà nâu thôi. Thoát ế sao anh, mốt có luôn em, mốt có luôn nha. Tập mấy năm có cơ anh, thoát gầy em ơi. Duy Sàm, mày thoát khùng đi mày ơi. Thoát gầy còn ra nữa không anh? Coi 50 phút chưa phê hả? Vụ làng sống ra khỏi đảng sao anh? Kệ mẹ nó em ơi. Tao đọc bên mấy cái trang phản động một ngày ra có 5 người hà. Đúng không? Mày có biết một ngày vô đảng là bao nhiêu người không? Mà tao chỉ hỏi mày một câu thôi. Vô đảng là thanh niên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Đúng không? Ra đảng là mấy ông già bất mãn. Thì mày thấy cái gì mà nó vip hơn cái nào? Nó mình chỉ nói chừng đó thôi, nhận định là các bạn nha. Mình không hề nói chuyện với chuyện bỏ đảng là đúng hay không đúng. Mình chỉ đưa cho bạn một bức tranh để từ đó bạn so sánh. Một ngày ra khỏi đảng 5 chú, một ngày vô đảng 1 nùi. Mà vô đảng là những thanh niên trẻ tuổi cơ bắp gần bằng tao. Còn ra đảng là mấy ông già chống gậy bất mãn hết. Hay không mấy anh chị em? Bao nhiêu like cho câu này, tao bảo đảm trên đời thì không có thằng nào mà đam nó ngắn cổ mà nó xúc tích cái vụ mà bỏ đảng hết. Mặc dù tao không phải là đảng. Nà. Trả lời chính xác không mấy anh chị? Còn nhận định là các bạn cứ nhận định đi. Ok, thoải mái, mọi người có quyền tự do ngôn luận, tự do chính kiến trên khuôn khổ của pháp luật, đó là hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có thoát y không có luôn em. Đâu mấy ông nội chính trị bên Facebook đâu, Duy Nguyễn Đam vừa rồi mấy điểm, trả lời lẹ đi. Sơn Tây đang làm mưa làm gió bên nhà Lưu Ly nè anh Duy, kệ nó cho Lưu Ly ăn hành bữa đi anh ơi. Ông đó dạo này ông mập quá. Còn bíp protein không anh, quay co đi em. Chào Bích Trâm nha. Chính xác đi à, chính xác đó em, trời đất ơi thánh đam mà. Chưa nghe hả, mệt quá. Mới nói cái vụ bỏ đảng rồi, Bích Trâm vô trễ ráng chịu. Tội đam hay gì cho 9 điểm trời. Cho luôn 10 điểm đi. Vào đảng tham nhũng, ra đảng đu kèn qua Mỹ. Làm sao? Má già rồi đu nổi không mày? Tao thấy nước Mỹ chỉ dành cho người trẻ tuổi thôi chứ không dành cho mấy ông già nha. Tao nói thiệt luôn á. Cái đó là quan điểm của tao và suy nghĩ dựa trên kiến thức của tao. Mày trẻ tuổi mày qua Mỹ, mày làm mướn, mày đẻ con ra, hy sinh đời bố mà củng cố đời con. Còn mày già khú đế rồi mày qua Mỹ tới ông nội tao hả mày? Trời đất ơi, ăn trợ cấp người ta không thấy nhục hay sao? Trời, tuổi đó đi làm ai mướn? Đúng không? Nên mình khuyên thiệt mấy mấy cô chú lớn tuổi, con cái đi Mỹ kệ nó gửi đô la về được rồi. Đừng có ham đúng theo nó. Theo nó nhưng chó già giữ nhà thôi chứ có được gì đâu. Đúng không? Tiếng Anh, tiếng U thì có thể không biết nữa. Văn hóa, tập quá thì không biết. Lái xe thì không biết. Như cục giò rồi. Hiểu không? Chào mấy anh chị em, xe đi mấy anh chị em ơi. Xe đi mấy anh chị em ơi. Anh Duy nói Mỹ táo không là gì? Nói gì vậy? Sao người Việt ở Mỹ chủ yếu là làm nail vậy anh Duy? À đơn giản thôi anh. Nghề nail là nghề là lao động chân tay. Học nó nhanh giống thầy hớt tóc vậy đó. Mình học nó nhanh mình dễ làm. Đó, mình dễ làm nghề đó với phần nghề đó người Việt nhiều anh. Mình qua đó mình nương tựa lẫn nhau hiểu không? Với một cái nữa là cái bàn tay người Việt Nam nó tương đối nó khéo léo, nó phù hợp với ngành nghề như vậy. Đó, ví dụ như người Việt Nam quýnh pizza cũng hay nè, làm nail cũng hay nè, đó. Nó là như vậy nha anh. Chứ giờ có ăn học gì đâu, làm kỹ sư bác sĩ gì người ta sao nó mướn. Nghề đó nó dễ làm. Thằng xàm vậy cũng có người coi thì đó, mày cũng đang coi đó. Có ý kiến cái cò gì không?
Sao không có chia sẻ em nhỉ? Anh vô nhà của em, xong anh vô cái like của em, anh mới chia sẻ. Chứ nhiều khi nó hiện trên new feed, anh vô anh coi nó không có chia sẻ. Quay tay cũng dẻo nữa. Quay tay là nghề của nàng nha. Anh thích gái quay rồi, chứ anh không thích tự quay em ơi. Nó nói thiệt, ai nói anh tục anh chịu nha. Nhưng mà quay tay gì má đau, oro đi, đúng không? Dạo này không like lắm, video bận quá em. Học bách khoa thì làm sao để giàu? Coi tao nè. Anh Duy chơi ba băng được không? Lực của tao quýnh chín băng còn được đây mà nó chi ba băng. Mày thấy tao quýnh chín băng chưa? Theo lịch của anh một năm mà vẫn không có cơ danh thì mày theo lịch của tao mày bỏ súp sao mày có cơ được, đúng không? Mày tập cho chết mẹ rồi mày về mày thở không khí, cơ nào có, hiểu chưa? Tập xong á về phải thoát gầy, nó nằm dắt cái chân cẳng coi phim thoát gầy, thấy tập sao ăn sao uống cái gì học theo nghe chưa. Chào Trang Trần xe đi em. Tập gym lo, tập gym bày đặt nói chuyện chính trị chính em, mày ngu như chó đúng không? Tập gym mà thằng nào tập chả được, nhưng mà cái đẳng cấp nói chuyện chính trị không phải thằng nào nói cũng được, đúng không? Khi mà đã đạt được cái đẳng cấp A thì mày phải lên A cộng, từ A cộng mình lên tiếp 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 nữa thì cuộc đời mày mới thăng tiến. Mày xong ăn cái gì mày ngu thế, đúng không em? Gò con chuột thằng lớp 1 nó gò cũng được thôi, tao cũng gò như nó, tao khác biệt gì so với nó, đúng không? Mình phải khác biệt ở mặt tư duy, ở mặt nhận thức. Mình phải đem cái kiến thức cả đời của mình, đem tuyệt kỹ cả đời của mình, cả về game, cả về đời, chia sẻ với những thế hệ trẻ gamer Việt Nam và tuổi trẻ Việt Nam, giúp cho họ có sự nhận thức đúng đắn về thời cuộc, nhận thức đúng đắn về đất nước, để có một tình yêu nước nồng nàn đó, để thoát gầy dẫn tới thoát nghèo, giúp cho Việt Nam phú cường thịnh vượng trên trường năm châu. Thiệt mày ngu quá. Đúng là Gia Cát Lượng có một câu yến tước không thể nào hiểu được cái chí của đại bàng. Đề nghị uống súp để thoát ngu, đúng đúng đúng, rất chí lý nha. Môi trường Mỹ phát triển như thế mà sao người Việt không thấy ai thật nổi tiếng để quay về chửi Việt Nam như đúng rồi. Anh thông cảm, đúng không? Môi trường Mỹ nó phát triển 300 năm, còn người Việt lụm cà lụm cụm bò bên đó mới có 35 năm mà. Đúng chưa? Thì 35 năm không đủ để phát triển một con người. Tại vì sao? Tại vì Bác Hồ đã nói vì sự nghiệp 10 năm trồng cây, vì sự nghiệp 100 năm trồng người. Thì bây giờ người Việt ở bên Mỹ mà muốn phát triển bèo bèo cũng phải là 50 năm. Nè, xong rồi đời con thì mày ra nha. Đời con họ sẽ sinh ra được cái nền giáo dục của Mỹ, họ học tập ở Mỹ, y tế của Mỹ, môi trường xã hội của Mỹ và nói tiếng Mỹ, làm trong công ty Mỹ, nhận đô la Mỹ. Còn đời cha đó thì qua bên đó ăn nhờ ở đậu thấy mẹ luôn, ở trại tị nạn này nọ kia. Xong rồi phải học thi quốc tịch, học bằng lái, nói chung tất cả mọi thứ đều là người Việt hết. Họ chưa có kịp tiếp xúc với cái nền văn hóa Mỹ một cách sâu và rộng nhen. Anh phải hiểu như vậy. Chứ anh đừng có ép người ta quá, anh giống như bản thân giờ anh với em qua bên bển đi. Mẹ cũng khổ như chó thôi chứ biết gì đâu, đúng không? Anh với em không thể nào biết từ bây giờ đi đi nhà vệ sinh công cộng có tốn tiền hay không. Đó. Thí dụ như anh với em đi qua đó đi du lịch mắc đáy đi, nó để cho đúp liệu si ở đâu ngoài đường bay vô đáy đã, xong kéo quần lên đi ra, ai biết nó lôi lại nó lên gối giật chỏ làm sao, nói mày không bét mánh này cho tao. Về đi em. Sếp ơi mai có kèo gì không? Kèo gì là kèo gì mày? Gái Việt qua Mỹ có tương lai không Duy? Tương lai là sao? Bây giờ quan trọng ai đi? Ví dụ như con nhỏ giỏi đi á thì may ra nó có tương lai. Còn nhỏ dở đi á thì thấy nó cũng vậy thôi à. Mấy người Mỹ kể cả Mỹ cũng phải cày như chó chứ có sẵn đâu mà sướng. Đúng rồi. Nói chung mà nãy tao coi chương trình livestream của ông Luli á, tao thấy ông nói được đúng con câu duy nhất, còn mấy câu kia tao thấy ổng bị khùng khùng. Đó, cái câu mà ông đúng là câu gì mấy em biết không? Ông nói là tại sao bên Mỹ có thằng tỷ phú nó tài sản nó tới 135 tỷ. Đúng chưa?
thì chắc chắn phải có thằng nó nghèo như chó luôn, để nó cộng lại với nhau nó ra được cái lượng tiền thu nhập bình quân đầu người là 4.000 đô một tháng. Cái đó là chân lý đó em, cái đó là con số. Nên cái sự phân hóa giàu nghèo bên Mỹ nó cực kỳ kinh khủng đi em, đúng không? Thì em nghĩ coi, một cái ông á, mà một năm một tài sản trong người ông một cái lượng tiền lớn như vậy, thì có bao nhiêu thằng nó phải làm mướn dẫn cái đít lên để mà trả nợ cho ngân hàng. Nó tôi thấy câu đó là ông nói chuyện rất đúng trên góc độ về kinh tế. Còn cái chuyện ông nói mấy mấy xuất khẩu lao động này sống khổ này nọ đấy, ông tào lao thôi, ông đú với gái hết mẹ tiền rồi giờ đặt xào xạo đó, hiểu chưa? Với phần ông ngại người ta xin tiền đó mày ơi, thằng cha đó tao biết quá mà, không có khổ đâu, bớt than đi ông nội, đi xuất khẩu lao động về dựng toàn là nhà tỷ tỷ không mà khổ. Đâu mà lừa ai chứ, lừa thằng Duy Nguyễn này là không có xong đâu nhen. Tôi nói thiệt với bạn á, miền Bắc, nhất là mấy miền Bắc, đi xuất khẩu lao động về dựng nhà tỷ bạc đầy. Đi nhiêu, tôi nói thẳng luôn á, một thằng lâu rồi, hồi trước là nó làm một tháng là bên Nhật á, nó được 50 triệu. Nó gửi về đâu, nó ăn mười mấy triệu á, nó gửi về cũng 30, cho là 30 tháng đi. Thì năm nó gửi 300, nó đi 3 năm nó gửi 900. Nó đi 5 năm thì nó gửi nhiều, đi 2 lần nó gửi có tỷ bạc. Nói chung là xây nhà tỷ là chuyện nhiều lắm luôn, không phải ít đâu. Đất thì khỏi mua, đất tổ tiên ông bà để lại, cứ thế mà xây thôi. Nó xây cái nhà đó xong quăng cái sổ đỏ vô ngân hàng, lấy ra 1,5 tỷ cả nhà cả đất, làm ăn rồi nọ nọ. Biết làm ăn thì khá, không biết làm ăn thì cũng nghèo à. Bởi vậy đi xuất khẩu lao động về có cơ ngơi, nhưng mà cũng hên xui nha. Nó mà mấy bạn thấy mình nói chuyện khách quan, thí dụ như ông đi ông đóng 120, 150 gì đó ông cũng trả mẹ rồi, tùy chỗ đi nước nào nữa. Anh Duy ơi, mua xe mẹt có được chọn màu nội thất không? Nói chọn cho vui thôi mẹ ơi, ở bên Đức nó mới được chọn, ở Việt Nam mình xe nó nhập, mày mua thì mày mua, mày không mua thì mày phắn thôi, chứ mày chọn nó không có màu rồi sao, đúng không? 50 triệu thì cũng phải làm hụt mặt ra chứ không sướng gì đâu. Thì đã làm ở đâu trả hụt mặt bạn. Đi làm mà bà còn đòi sướng thì tao chịu luôn, đúng không? Đi làm thì ở đâu trả hụt mặt. Sức tăng cơ bao nhiêu vậy anh? Sale hốt mấy em. Nói chung anh livestream có một đoàn vệ binh sale nó chạy đằng sau nó nghe. Gì? Anh xàm VL. Méo biết gì mà nói nhiều, gái mẹ em mới có lờ để xàm thôi, anh làm gì có lờ em, anh là có lờ là anh làm nghề khác rồi nghe. Em cứ chửi anh hoài, có vợ rồi đi xuất khẩu về rồi vợ nó đưa thằng khác, ai bị mày ngu, thứ nhất là mày ngu, thứ hai mày cũng đâu có hiền. Mày đi xuất khẩu lao động ở bển mày cũng chịch mèo mã gà đồng mấy chục con bên đó, vợ mày nó kiện mày sao đây, đúng không? Bây giờ mình nói chuyện phải nói cho nó công bằng chứ, hả? Mấy em nói chuyện cái kiểu một chiều kiểu mà mấy bạn kêu là bưng bô chả biết nữa đó. Từ từ nghe mấy em, giải phóng năm 75 sau đến 90 vẫn còn nhiều người vượt biên. Tao nói với mày rồi, vượt biên có hai lý do, một là sợ nghèo, hai là sợ chết, có vậy thôi à. Tại vì những năm đó những năm chiến tranh, sợ đi lính chết, sợ ở Việt Nam ăn bo bo nghèo hết. Tháng gửi gì được 20 triệu là ngon rồi, đúng, đồng ý với bạn. Bạn nói chuyện rất khách quan. Bạn em đi lao động một năm gửi về 10 tỷ. Cái này thì mày chém gió rồi. Anh Duy có phần mềm nào quảng bá công ty và sản phẩm không anh? Có, phần mềm là xác thịt của Duy Nguyễn nè. Có Đào Minh Quân coi kìa anh. Thằng này tao nghi nó bị report đó, đặt tên giả. Anh làm vậy ai đủ kệ nó, giờ người ta không đủ mình thì mình đi đủ người ta thôi, chứ mắc gì mà nằm một chỗ mà chờ người ta đủ làm sao. Tao cũng không hiểu mày là cái quan điểm và cái triết lý của mày như thế nào nữa. Mặt anh xấu VL thì kệ tao, mặt tao xấu hay đẹp gì tao cũng đâu thay đổi được đâu, đúng không? Đó, mà cho tao hài lòng với cuộc sống của tao đi. Tao livestream có 300 mấy chục người coi, đúng không?
Tao ở nhà triệu đô đi xe 7 tỷ, mày hài tao cho tao hài lòng cuộc sống của tao đi. Mày cứ bay theo mày cắn tao hoài. Khổ ghê vậy đó. Ghiền hả mày? Việt Nam bây giờ phải xuất khẩu lao động qua Lào thì nó muốn đi đâu nó đi. Thí dụ như đi qua Lào mà nó rẻ, nó không ăn chuyện làm nữa thì nó đi em, chuyện nó bình thường. Ý kiến cái cò gì? Anh không cảm thấy đó là vấn đề, đúng không? Ông hồi xưa Việt Nam này khổ chết mẹ luôn, sống mà không được sống nữa. Bây giờ được quyền đi lại cũng ý kiến. Bây giờ tôi đặt vấn đề cho Bích Trâm nè. Thí dụ như nó ở dưới quê nó làm được 3 triệu, nó đi theo cái đoàn là đi đi qua Lào nó làm được 5 triệu thì nó đi cả đó, đúng không? Bình thường mấy mấy nội tỉnh miền Trung nó biên giới sát Lào có gì đâu mà ý kiến cái cò, đúng không? Tôi thấy chả có gì ý kiến cái cò cả. Còn mấy ông đại ca nào Việt Nam Cộng Hòa bước ra nói chuyện, đúng không? Ngày xưa mẹ nhận viện trợ của Lào luôn mới đau chứ hả. Mình chỉ cho Bích Trâm một cái điểm, ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa nhận viện trợ của Lào và phải cảm ơn Lào về khoản viện trợ đó, chứng cứ nó còn nằm đó trên tấm thờ tấm tấm bia của Hồ Con Rùa đó. Vậy nói thì sao đây, thì bây giờ thằng Lào nó ngu nó cho thì mình nhận thôi, đúng chưa? Còn bây giờ Việt Nam mình tốt bụng quá xây nhà quốc hội cho Lào 100 tỷ đó, nói sao đây, đó là chuyện quan hệ giữa hai bên nha. Con nhỏ kia cái chỗ này chỗ nói chuyện mày cứ ụ hoài là tôi cho mày ra đảo ụ bây giờ đó, không biết con hay thằng hay BD nữa. Thì nói chung mà cái tụi ba que mà nó nói về vụ từ chức đó thì thôi kệ đó, nó không có tư cách nó nói, đúng không? Nhưng mà mình xét bỏ cái vấn đề tư cách đi, nghe nó nói thì cũng có phần có lý đó. Làm không được thì xuống cho người ta làm, đó là lẽ thường, đâu gì đâu phải mắc cỡ, đúng không? Trời ơi, có 300 mấy mấy chục mạng coi mà comment chạy nhanh nha mấy ông nội. Vì ông Nguyên Ngọc sau khi đốt rừng Sà Nu đã quyết định rút ra khỏi đảng trước khi bị đuổi kìa anh cảm nghĩ như thế nào về chuyện này? Cái đó là chia tay sớm lấy danh dự thôi mày ơi, có con khỉ gì đâu. Thí dụ như mày nghe tin con bồ nó đá mày thì mày đá nó trước để cho mình có sĩ diện thôi, chứ có gì đâu hay ho. Chuyện đó chuyện bình thường, nói chung cũng bị bồ bỏ thôi, hiểu không? Có những chuyện rất là đơn giản mà sao tụi em đặt vô cái vấn đề nó khó khăn, làm như gì nó phải ghê gớm, cần phải phân tích trời. Nói chung quốc nhỏ này đi, không biết thằng hay con, nó vô đây nó xàm quá mấy em. Cảm ơn. Bưởi chứ táo gì trời. Anh cho nó ra đảo rồi mấy em, nó vô đây rồi tối ngày nó ụ hoài. Chào bạn, rất hay nha bạn ơi, rất hay thì like và tim đi, follow luôn nha. Anh nghĩ sao về tình hình bán đảo Triều Tiên? Nó móm rồi em ơi. Dạ, câu hỏi của em là vụ gì? Chào David Tuấn. Trẩu Bigo sao, bên Bigo sao giống trẩu quá, ai biết nó em. Không mát với quay cái nào tăng cơ nhanh vậy huynh, coi thoát gầy đi sư phụ. Đây coi, à, sống đang xem mà vụ 100k biết không, theo anh thằng thợ điện hay chủ tiệm vàng nên bị phạt? Nó đang bị phạt cả hai rồi kìa thằng, nhưng mà thằng chủ thợ điện á, thì nó được khiếu nại, không phải khiếu nại mà nó xin miễn trừ cái tiền phạt đó em. Cái vụ đó giờ vô tới quốc hội luôn rồi đó, vụ đó giờ đem vô quốc hội bàn luôn mới ghê chứ. Cái gì anh Duy một tuần cử mấy lần? Thường thường nó hỏi tao một tuần quan hệ tình dục mấy lần chứ một tuần cử mấy lần, lần sao mày. Bên đó nghe nói đấu BK lần sao? Đấu BK là một cái thức bào tiền của mấy thằng fan đó mày. Tức là tao với mày hai thằng đấu BK với nhau thì fan đứa nào cho nhiều tiền hơn thì nó thắng. Mà thằng thắng á, thì được quyền yêu cầu thằng thua làm gì đó. Thí dụ như cởi truồng chẳng hạn. Hoặc là gì lấy con gấu bông ra nắc nó làm tình 5 phút.
hoặc là lấy dưa leo nhét vô chỗ kính. Còn có mạng nó chế ác, nó lấy đá nó nhét chỗ kính 5 phút thằng kia teo luôn mày. Nó nên Bigo nó hơi tục nha mấy em. Còn xong rồi cái có con mạng chế ác nữa, nó gọi điện thoại rủ người yêu cũ đi khách sạn và quay clip. Tức là ví dụ như tao với mày BK đi, mày thua thì phải gọi điện thoại cho người yêu cũ đi khách sạn quay clip cho tao coi. Đó. Còn mày thắng thì tao làm ngược lại, hoặc là tao làm cái khác. Ví dụ mày thắng tao cho mày mẹt, ví dụ vậy đi. Giống như cá độ đó mấy em. Bên đó gái đẹp lắm, nó chứ cũng thường thôi mày ơi. Lúc đầu tao thấy cũng đẹp mà giờ tao nhìn hình thiệt rồi tao cũng gọi là tụt mốt rồi. Trời ơi mày hỏi dài quá Trương Chí Tâm. Thôi mày trả lời đi Trung ơi, mày đọc mày trả lời đi. Cái gì dài thọn vậy? Mẹ. Anh ơi, một tuần con gái nên tập mấy buổi tốt nhất? 4-5 buổi em. Anh Duy, anh nghĩ tiền điện nhà trọ giảm, người lao động có được như tin đăng không? Ai biết mày ơi, giảm được nhiều vậy? Nếu không làm tụi kia có lấy đài đậu không? Nói chung là lấy đài đậu thì cũng lấy, nhưng mà đi biêu điếu trên Bigo mày không uy tín vậy thôi. Chơi thì thua không chung này nọ. Chứ đậu nó cho rồi sao nó lấy được. À, giảm cân thì dùng quay hay mát? Đương nhiên là quay rồi em. Mốt coffin thoát béo nha. Đủ xe chưa? Đủ xe anh trình bày vấn đề chiến tranh thương mại Mỹ Trung mấy em. Còn có 1.800 mà điện rẻ bèo tháng gì trời. Tụi bay đi học thì tụi bay ở trọ đúng không? Ở trọ thì tụi bay đi học ở trên trường, tối về lăn đùng ra ngủ thì có nhiêu tiền điện đâu. Ban ngày lo đi làm, đi ở nhà cài game chi than điện. Sáng tác câu thơ game đi anh, có câu gì đó ngực nở eo thon phân mỹ nữ vai u thịt bắp định anh hùng. Chào chú Hoàng, lôi hàng vô đi chú Hoàng ơi. Phim thoát béo để anh Hoàng đóng, sao biết hay vậy? Chào Ngọc Trang. Hai người Đài Loan, hai người Việt Nam qua Đài Loan ăn thịt chó bị phạt thấy mụ kìa. Đúng rồi, cái đó anh có đọc rồi em. Võ thuật 10 năm với tập tạ 10 năm đánh nhau ai thắng anh? Hai thằng thua mẹ nó hết rồi. Thằng nào đi làm 10 năm cầm 10 tỷ nó thắng mày ơi. Thời buổi này mà còn đem mấy cái sàm lông nó ra mà luận anh hùng, mẹ thua luôn. Thời này đồng tiền là quyết định tất cả. Mày nghèo thì mày phắng, mày võ công cái thế cũng vậy thôi. Cùng lắm tao trả mày bảo vệ hoặc security tháng 10 triệu hết mày. Đúng không? Còn mà security mà muốn lương cao thì ngoài giỏi võ ra cái nghiệp vụ nó phải ghê nữa. Ừ. Con gái tập mông từng mấy buổi? Thôi đưa đây anh nặng cho em ơi. Nó chơi chứ em sợ trên mạng game nữ tâm kinh nha. Đam vụ xuất khẩu lao động cho Sơn Tây nghe đi anh. Khùng quá mẹ tao có đi xuất khẩu đầu Đam. Ổng nói đúng rồi Đam mẹ gì nữa. Nhận đi. Mày cứ người ta nói cái gì mày cũng Đam hết là mày thằng đấu tre. Thì người ta nói Việt Nam cái kinh tế chưa phát triển được thì mới gọi là đi xuất khẩu lao động thì nó đúng quá rồi chứ còn gì nữa. Đam cái gì Đam là đâm ra chảy chày chảy cối. Không có nên như vậy mấy em. Toàn trẻ trâu không chú giọt nha. Không dám trẻ trâu đâu chú. Mẹ trẻ trâu chứ nội công nó khủng long đó. Tập cận bình thăm quân đội và nêu sẵn sàng chiến đấu có phải là lời cảnh báo tới Đài Loan không anh? Rõ ràng nó cảnh báo Đài Loan, nó cảnh báo luôn thằng Mỹ. Đúng đó em. Sau này anh Lai không có lính à? Có chứ em, lính nó pha nước cho anh quá trời nè. Có bán sức trả góp không anh? Góp đủ tiền rồi anh giao sức nha. Có BC nào không có beta nalin không? Có quá em, Esten. Mua mẹt bằng gói hỗ trợ tài chính 20 triệu một tháng có hợp lý không? Làm sao tao không hiểu. Duy ơi, có thằng Đào Minh Quân ra khỏi nhà Duy đi em. Không là nó đặt tên như thôi chứ nó hiền lắm chị.
Trung Quốc làm gì có cửa với Mỹ. Hôm qua hình như tấm lóc thằng tên Sony Nguyễn ta phải này không ta, sao bà biết Trung Quốc không có cửa với Mỹ đúng không? Nói chung thì hai nó quýnh nhau kệ mẹ hai nó, mình không có phe thằng nào hết á. Nhưng mà mình không có đồng ý cái quan điểm bạn nói chuyện cách nó rất là coi thường Trung Quốc. Nếu mà thằng Trung Quốc nó không có cửa với thằng Mỹ và thằng Mỹ quýnh lên chi, bạn có bao giờ mà đi đập cái thằng không có cửa với mình không? Không bao giờ hết đúng không? Như cỡ bạn ra đường bạn chào mình xin lỗi kệ mẹ bạn, mình không thèm nhìn đó. Mình chỉ nói bạn cái lý luận nó bình thường thôi, các bạn thấy mình phân tích nó hợp lý không? Nếu mà thằng Trung Quốc không có cửa với thằng Mỹ vậy thằng Mỹ nó quan tâm Trung Quốc làm chi vậy? Nó đánh kinh tế Trung Quốc làm chi vậy? Nó cô lập quân sự Trung Quốc làm chi vậy? Nó qua Việt Nam nó chầu 2 lần một năm làm chi vậy? Tôi chỉ hỏi chừng đó thôi mà trả lời giùm tôi một cái đúng không? Kinh tế quân sự cũng không bằng, bộ kinh tế quân sự không bằng quân lộn không lại hả? Bây giờ có cái đạo lý đó không? Nếu mà có cái đạo lý đó tại sao ngày xưa Việt Nam quýnh thắng được Mỹ đúng không? Ngày xưa bạn biết kinh tế Việt Nam với Mỹ nó so nhau bằng cái gì không? Việt Nam không bằng được mẹ một thành phố của Mỹ luôn, chứ đừng nó một tiểu bang. Về quân sự thì khỏi nói rồi, nó có tới hạt nhân, nó có tàu hàng không mẫu hạm, nó có tới máy bay B-52. Việt Nam mình có cái gì? À, cùng lắm là viện trợ của Liên Xô được chút đỉnh thôi, hiểu không? Nên bạn đừng có so sánh như vậy, bạn so sánh như vậy là mấy bạn là chỉ là mấy thằng trẻ trâu chơi game thôi, hiểu chưa? Mẹ có gói hỗ trợ tài chính trả trước 1/3, xe trả góp 20 trong 8 năm, thì nói mẹ nó mua xe trả góp đi. Tự nhiên mày nói mua mua xe bằng hỗ trợ tài chính, tao nghe tao chả hiểu gì luôn á. Thì mua xe trả góp mày thích thì mày mua, mà có điều kiện thì mày mua thôi, đâu có vấn đề gì đâu em. Nó là bình thường nha. Một ngày Trung Quốc có một người tỷ đô xuất hiện, xem hàng đêm Di Nguyễn nói thông minh sắc sảo, ứng xử nhanh mà chính xác, phản biện bảo vệ tổ quốc là quá giỏi. Góp ý nhỏ nên gì? Góp ý nhỏ nên hình trang phục lịch sự một chút, không nên chữ tục. Yên tâm đi, không biết ai này chị kêu bằng tên chắc chị đúng không? Di Nguyễn có chửi nhưng mà không vào tục. Nó chị phải tách biệt được cái gì là chửi và cái gì là tục. Con người Di Nguyễn không tục, bạn thấy không? Mình chửi thì có chửi, mình không tục nha, mình khẳng định với bạn luôn. Còn nói về hành trang á, thì xin lỗi, thằng nào mặc đồ đẹp hơn kêu ra đây. Mình chỉ nói bạn một câu thôi, bạn chỉ nói để trong cái thế giới này live stream này chỉ thấy thằng Benny Trương là thằng mặc đồ lịch sự nhất, nhưng mà bộ đồ của nó đối với Di Nguyễn chỉ là đồ rẻ tiền đó. Nếu mà muốn so về trang phục á, Di Nguyễn này chấp hết, dám nói một câu xanh rờn luôn. Di Nguyễn chơi cà rá bát là Valentino không đó, chơi dây nịt là cũng là Valentino luôn. Còn nói về áo vest và áo sơ mi á, là nhà may Chương Sài Gòn nha, Chương tay lo đó, quảng cáo cho Chương luôn, nghe chưa? Chú chỉ biết tập gym thôi, còn lại câm mồm. Còn cái nữa, tao biết live stream và mày biết coi, sao mày không kể vô mày? Tao biết tập gym là đúng, nhưng mà tao còn biết phát live stream và mày cũng biết vô coi nghe. Năm gì, năm 75 Việt Nam xuất khẩu lao động thành công 400k bao que. Sao mày biết 400k bao que được? Chấp nhận sự khác biệt đi chị ơi, chương trình nói chuyện vui mà, đẹp trai mà nhiều chuyện vậy làm sao? Livestream không nói nhiều sao livestream? Mẹ mẹ có bị khùng không? Trời đất ơi, tôi thiệt có tài ăn tài nói, 100 người có một mấy anh chị em. Có những đứa nó lên livestream nó đơ như cái cơ, nó không biết ứng biến mẹ gì hết á. Mình livestream mình thấy mình xuất thần vậy nè, mà nó vô nó còn góp ý. Ủa anh livestream sao nói nhiều vậy? Xin lỗi, cái não mày có chất xám không vậy? Hay là não mày nó phẳng lì? Người ta kêu là não phẳng, ok. Nó mà nói chuyện với bạn rất bình tĩnh và rất nhẹ nhàng, là bạn thấy cái đẳng cấp mình nằm đâu rồi nha. Chứ nhiều thằng lên livestream sọc dưa nó 2 câu nó nóng luôn à. Nó đừng nóng, đừng nóng em. Đó, nóng là thất bại nha. Bài hận đồ bàn là sao xếp? Tao đâu có khe bài đó đâu. Hận đồ miền Trung đường về đây, máu như loang thấm chứ phai dấu. Xuôi thuyền chiến thuyền chế bồng Nga, chế bồng Nga bị úp sọt chết ngắt.
chế bồng nga đem quân qua quýnh mình đó mấy em, bố láo thiệt. Nói chung là nước Chiêm Thành nó bị xóa sổ rồi đó, bị Việt Nam mình xóa sổ nha. Bây giờ 500 mấy view rồi kìa, các bạn muốn mình trình bày vấn đề của chiến tranh thương mại Mỹ Trung không? Thôi mình nói gọn đi ha, để chúng ta xoay qua chủ đề đó, để không mình viết caption mình trình bày đúng nó cũng kỳ. Thứ nhất á, giờ như bạn thấy đọc báo chí đó, thì thằng Trung Quốc nó đang bị thằng Mỹ áp thuế, đó là một trong những ngón đòn để chiến tranh thương mại. Thì mình trình bày tóm tắt với bạn vậy thôi. Tại sao thằng Mỹ đánh Trung Quốc mà không đánh khác? Đó. Tại sao thằng Trung Quốc từng là đồng minh của Mỹ mà bây giờ bị Mỹ cho lên đường? Đó, mình chỉ nói cho bạn nó tại ba chữ thôi, đó là Tập Cận Bình. Tại cái ông này đưa ra những cái học thuyết rất là nguy hiểm cho Mỹ đó. Ông này thứ nhất á, nói là học thuyết là vì Trung Quốc là trung tâm của thế giới này nọ kia, Trung Quốc mộng lắm em đó, một vành đai một con đường chạy đua quân sự củng cố Biển Đông đó, khôi phục lại những vùng lãnh thổ đã mất đó, giúp cho Trung Quốc là một nước siêu cường về kinh tế, cạnh tranh ngang hàng với Mỹ đó. Những cái điểm này của Trung Quốc của Tập Cận Bình đưa ra, nó làm cho Mỹ cảm thấy à, cái thằng chủ tịch nước này, mày bữa nay mày hết chỗ rồi nha, cái thời tao chơi với Hồ Cẩm Đào là một biết điều lắm cho mày, xong giờ mày đem mày chơi mày nóng luôn ghê vậy. Thì lúc đó đó Mỹ nó cảm thấy cái vị thế số 1 nó sẽ bị nguy hiểm nếu mà nó không bập thằng Trung Quốc ngay bây giờ. Đã vậy thì nó bập thằng Trung Quốc chỉ đơn giản là bập kinh tế trước, chứ nó chưa bập quân sự được. Đó, nó bập về kinh tế và nó cô lập về quân sự. Thì nó bập về kinh tế thì cái lá bài này nói chung là nó cũng duyên nợ mấy em. Thằng Mỹ nó bập thằng Trung Quốc nó tại là Tập Cận Bình, nhưng mà thời Obama thì chưa có bập đâu. Qua tới thời Donald Trump này lên, Donald Trump là một cái ông tổng thống mà nói chung làm gì không có công thức mấy em. Ông thích gì ông làm đó thôi, nói chung kiểu ông là tổng thống mà coi không truyền thống á. Nên ổng là ổng đánh kinh tế Trung Quốc, ổng tưởng rằng quýnh kinh tế Trung Quốc sẽ sụm, đây là cái đòn chủ quan của Mỹ. Nhưng mà khi đánh kinh tế Trung Quốc rồi, Trung Quốc thấy nó cũng bình thường, mặc dù nó có tác động nè, nó cũng có tác động nó xây sẫm về mặt kinh tế rồi, thị trường chứng khoán rong kinh này nọ đó, đó đồng nhân dân tệ bị rớt, ok, đó là những cái vấn đề mà nó làm cho Trung Quốc nó bị choáng bởi cái đòn thương mại của Mỹ. Nhưng mà chừng đó là Mỹ nó chưa ăn được Trung Quốc đâu. Chưa ăn được. Chị xin văn túc thêm cái này. Theo số liệu thống kê của bên Trung Quốc á, là cái giá trị hàng xuất khẩu của thằng Trung Quốc đi qua Mỹ nó chỉ chiếm 2% cái tổng số hàng Trung Quốc xuất khẩu qua bên thế giới, trên thế giới, nên nó bị ảnh hưởng 2% đó đó, thì nó nhầm nhọ gì, ta không xuất qua mày, ta xuất qua khác thôi chứ làm gì ghê vậy. Đó, tới lúc này nè, Mỹ nó mới phát hiện được nó bị hở sườn. Chết mụ nội không, tao lỡ chém gió hơi quá. Mà bây giờ á, má chém gió quá trời rồi, kia nó rút nó có chiêu rồi. Thì bạn biết Mỹ nó chém gió chỗ nào không? Thứ nhất, nó nói là nó lấy lại sự công bằng cho nước Mỹ. Nó gì? Nó tạo công ăn việc làm cho nó Mỹ và nó đem công ty của Mỹ đầu tư về Mỹ. Đó, và nó theo một cái chiến lược tranh cử của tổng thống Trump đơn giản là American first, tức là người Mỹ trên hết, nên nó sẽ bèm hết tất cả những cái đồng minh của nó để nó lấy sự công bằng. Những đồng minh của nó ở Bắc Mỹ nó phải bước NAFTA, ở bên châu Âu nó chuẩn bị là nó xem xét lại những vấn đề về những chính sách trong cái khối Eurozone, khối gì NATO. Còn phía thằng Nhật nó cũng ngồi nó xem xét là định song phương thương mại tự do, mậu dịch tự do, nên nó tạo cho những cái đồng minh truyền thống của Mỹ nó có một cái sự sợ, tại vì nó đã đánh thằng Trung Quốc về kinh tế được rồi thì có thể nó đánh thằng những nước khác cũng bằng kinh tế, bằng cái con đường thuế quan. Nó tạo ra một cái làn sóng là những cái đồng minh của Mỹ á, nó dần dần nó liên kết lại với nhau, nó tạo ra một cái liên minh tình thế đó. Nội các của tổng thống Donald Trump thấy được cái vấn đề đó nên mới chết mẹ rồi, không được, thôi 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 được rồi, để ta phải nói chuyện riêng với từng nước. Nó đánh thằng Trung Quốc bằng cái đường thứ hai nữa là trong cái hiệp ước NAFTA, nó sửa lại hay nó thêm luật gì đó, đại loại là bạn hiểu như vậy. Nó ra một cái quy định mới là nó không có áp thuế mấy cái này lên,
đó, nó điều chỉnh cho nó phù hợp với thời đại, trong đó nó ràng buộc một cái, đó là những cái nước mà trong hiệp ước NAFTA đó, mà bây giờ mà chơi với một thị trường không tự do, cái chữ thị trường không tự do đóng một kép, mở một kép, đó là ý nó nói về thị trường của Mỹ đó. Ủa lộn, xin lỗi bạn, thị trường Trung Quốc. Thì cái nước nào trong NAFTA đó mà chơi với thị trường Trung Quốc á, thì nó sẽ phải đưa cái hợp đồng giữa cái nước đó với Trung Quốc cho hai nước còn lại coi. Ví dụ đó, trong trường hợp này thằng Canada chơi với Trung Quốc thì nó phải đưa cái hợp đồng của nó với Trung Quốc cho thằng Mỹ với thằng Mexico coi. Nếu mà hai cái nước đó mà không đồng ý thì nó kích thằng Canada ra khỏi NAFTA. Đó, cái đó là cái cách nó cô lập những cái đồng minh khác với thằng Trung Quốc. Và ngược lại, phía thằng Trung Quốc cũng đi ve vãn những đồng minh khác. Phía thằng Trung Quốc đi ve vãn với châu Âu, và gần đây nhất là nó ve vãn với Nhật. Tại vì giữa Trung Quốc với Nhật bây giờ nó có một cái tình thế nó na ná nhau. Cái nền kinh tế số 2 với số 3 đó các bạn. Đó, nó có một cái sự na ná nhau là thằng ông Donald Trump ổng hăm á, là ổng sẽ đánh thuế cái hàng Nhật. Tại vì Nhật nó được được hưởng lợi rất là lâu. Đó, hưởng lợi rất là lâu từ những đời tổng thống trước, mà bây giờ ông Trump ông không chịu như vậy. Ông nói là phải quốc thế này cho nó biết điều mới được, cho nó gọi là nó công bằng cho nước Mỹ, để cho ngân sách của Mỹ nó tăng lên đó. Nên tổng thống Shinzo Abe mới qua bên Trung Quốc, chuẩn bị nay hay mai gì qua rồi quên ngày rồi mấy em đó. Mà cái điều này á, là trước giờ chưa bao giờ nó có, nhưng mà bây giờ là cái thị trường Trung Quốc là cái thị trường lớn nhất của Nhật, nên Nhật nó phải qua Trung Quốc nó bàn lại với nhau về những vấn đề kinh tế song phương nên như thế nào, nên hỗ trợ nhà máy như thế nào, và những cái động thái mà bên lề nó dẫn tới 200 doanh nghiệp Nhật sau cái thời sau cái gì sau quyết định của ông Shinzo Abe, là ông dẫn theo 200 cái doanh nghiệp Nhật chạy qua Trung Quốc để ngồi đó bàn bạc với nhau về tình hình. Mà cụ thể nó có một cái nguồn tin mà chúng ta biết được, đó là Toyota hứa đó là sẽ mở rộng nhà máy sản xuất bên Trung Quốc ở hai thành phố lớn lên mà lên lên gì sản lượng là 200% tổng lượng Toyota trên toàn thế giới đó. Nói chung hàng đó nó bàn với nhau. Mà cái điều này á, là từ lúc Shinzo Abe lên đây lên cầm chính quyền của Nhật tới bây giờ là 6 năm đó. Chưa bao giờ có, chưa bao giờ có đó. Chưa bao giờ có, nhưng mà bây giờ nó có là cũng có sự tác động trên thương mại. Nên mà nếu mà thằng Trung Quốc mà nó tìm được thị trường của thằng Nhật và nó tìm một số thị trường khác á, thì nó trường kỳ kháng chiến với thằng Mỹ luôn. Đâu có sợ đâu, tao chỉ ảnh hưởng mày có 20% thôi, tao đâu phải ảnh hưởng 100% tao ngán mày. Nó nên thằng Mỹ nó hơi coi thường Trung Quốc ở cái điểm đó. Thằng Trung Quốc nó chỉ bị ảnh hưởng thôi, và thậm chí thằng Mỹ cũng bị ảnh hưởng, cả hai thằng đều bị ảnh hưởng, chứ chưa có thằng nào là cục ngã cả. Các bạn hiểu không? Bên cạnh đó đó, thằng Mỹ nó đang quất thằng Nga nữa. Nó quốc thằng Nga cái vụ nó hâm cái vụ hạt nhân. Mà thằng Mỹ bây giờ nó rất là nhiều cái vấn đề nó phải đối phó. Nó bị vấn đề của thằng Nga, và nó bị vấn đề của thằng Ả Rập. Ở vấn đề của thằng Ả Rập là có thằng hoàng tử trẻ trâu, nó cái thằng hoàng tử trẻ trâu đi úp sọt nhà báo, nó cái nhà báo phản động của Ả Rập. Đúng không? Cái nhà báo phản động của Ả Rập đó mấy em. Viết bài nói xấu chính quyền, nói chung là hoàng gia của Ả Rập. Xong mà nhà báo đó là nhà báo lưu vong ở bên Mỹ đó, không biết có gọi là có họ có quốc tịch chưa thì gì không có rõ, nhưng mà chắc có thẻ xanh rồi, em hiểu không? Xong rồi á, nó dụ cái thằng nhà báo từ bên Mỹ đó chạy qua bên cái Thổ Nhĩ Kỳ, vô đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ để đăng ký kết hôn với vợ, xong rồi nó bị ám sát trong đó, chết chặt mấy khúc nó không biết nữa, bị lộ ra, nó bị lộ ra mấy em, đúng không? Nó bị lộ ra. Thì bây giờ sao đây, thằng Mỹ là gì, nó phải bảo vệ nhà báo đúng không? Thứ nhất nó có hai lý do, đó là nhân quyền, ông cho giết người chỗ đó là tôi phải bảo vệ nhà báo đúng không? Thằng Thổ Nhĩ Kỳ nó phản ứng nữa, tại mà giết trong nhà tao đó. Nhưng mà thằng Mỹ nó lại có một cái hốc, nó là có một cái xương, có một cái xương mà nó hốc, đó là cái quyền lợi về bán vũ khí của nó với thằng Ả Rập quá cao, nghe đồn đâu hơn 100 tỷ đó mấy em, quá cao. Nên thằng Mỹ nó mắt nhắm mắt mở, nó chưa đưa ra quyết định chính thức, nó chưa đưa ra cái quan điểm và cái nhận định chính thức nó về cái vụ nhà báo đó. Nên nó bị tai tiếng cái chỗ đó nữa, nó nói ông là ông mở mồm ra ông nhân quyền này nọ kia, vậy tại sao thằng Ả Rập nó độc tài như chó vậy, đúng không?
nó thái tử nó thuê mật vụ đi giết luôn, đầy đủ chứng cứ đàng hoàng luôn, người ta chết thiệt luôn rồi. Thổ Nhĩ Kỳ nó cung cấp được tin tức camera, điện thoại nghe lén đủ kiểu hết, mà sao ông có động thái gì hết trơn vậy đó. Nên Mỹ nó cũng bị dính nó một số cái vấn đề của thế giới như vậy em. Mệt quá. Rồi, cái đó là về kinh tế. Còn về quân sự đó thì nói chung là cái quan điểm của Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đó, Tập Cận Bình đang nắm quân đội luôn. Đó, Tập Cận Bình là phải là đi tiếp con đường của những cái chủ tịch nước trước là hiện đại hóa quân đội. Tức là hiện đại hóa quân đội để cho quân đội nó giảm biên chế lại, nhưng mà đổi lại nó phải được trang bị những vũ khí cực kỳ tối ưu và hiệu quả để có thể thực hiện những cái nhiệm vụ quốc tế mới. Đó. Mà nhiệm vụ quốc tế mới là gì? Thứ nhất là bảo vệ lãnh thổ, và thứ hai là thống nhất những cái vùng lãnh thổ chưa thống nhất được. Vậy thì những cái vùng lãnh thổ nào được gọi là chưa thống nhất được? Thứ nhất là đảo Điếu Ngư, đó là Senkaku đang tranh chấp với Nhật đó. Đó là lý do mà hiện tại mà mối quan hệ giữa Nhật với Trung nó bị lạnh đó, là tại cái đảo đó. Còn mối quan hệ giữa Nhật với Trung nó bị lạnh trong quá khứ đó, là hồi xưa thằng Nhật nó đi chiếm Trung nha. Rồi cái đảo Đài Loan, cái đảo Đài Loan nó chưa thống nhất được, đó là nhiệm vụ của người Trung Quốc bây giờ. Và cái thứ ba nữa là hiện thực hóa đường lưỡi bò, cái này nó chua hơn nè. Trong trong ba cái nhiệm vụ đó đó, Duy thấy á, là cái nhiệm vụ mà Biển Đông mà nó chua nhất đó. Nên Mỹ nó hiểu được cái vấn đề Biển Đông, nó hiểu được cái cục xương của Trung Quốc nằm ở Biển Đông nè, nên nó kích bên này, nó kích bên kia, nó kích tới kích lui để cho ASEAN đứng về phía của Mỹ, mà nói chung cũng phải đứng phía nữa. Mà nói chung để cho ASEAN chống Mỹ đó, cô lộn xin lỗi bạn, chống Trung Quốc, chống Trung Quốc. Nhưng mà bạn tưởng tượng nè, ASEAN là một liên minh gồm 10 nước, giờ là 11 nước đúng không? Nhưng mà nói thiệt với bạn, chống Trung Quốc có hai nước thôi. Tôi nói thiệt với bạn, chống Trung Quốc tới bây giờ còn hai nước thôi, còn 8 nước kia thì kệ mẹ mày chứ, tao chống nó làm gì đó. Vậy thì hai nước nào chống? Thằng Việt Nam rồi chống cứng nhất, thằng Philippines thì chống hơi hơi đó, nhưng ít ra là hai nước này nó có quan điểm là nó chống Trung Quốc, tại vì cái quyền lợi của nó đó là nó gắn liền với những cái đảo trên Biển Đông, hiểu không? Thì thằng Mỹ á, nó cảm thấy Philippines này cô bắp rồi, mày chả ăn được cháo gì trơn, biết bây giờ nó phải qua nó ngồi nó tính sao với Việt Nam. Tại vì nếu mà Việt Nam đồng ý thì thằng pháp lý của thằng Mỹ ở Biển Đông này nó mạnh, nó bảo phải hiểu vấn đề đó. Còn nếu mà Việt Nam này không đồng ý thì pháp lý của Mỹ Biển Đông này cũng bình thường thôi. Bây giờ thằng Trung Quốc nó nói là ừ, chủ quyền của nó, thí dụ như thằng Mỹ, thằng Việt Nam phản đối chủ quyền của tao, rồi thằng Mỹ nó đi vô nói là chủ quyền quốc tế, cái thằng Việt Nam với Trung Quốc quốc tế con mẹ mày đó, thì thằng Mỹ thằng thằng nó nói câu đó xong rồi cái thằng Mỹ nó không đủ lý đúng không? Nhưng mà bây giờ chỉ cần Việt Nam nó là tao cho nó tới đó, đâu có thằng kia sợ liền chứ mày, hai thằng ta nhìn lộn, thằng Việt Nam nó câu tao cho nó tới đó, cái đó là Trung Quốc nó nóng mặt nha. Nhưng mà nếu mà nói như vậy á, thì mình cũng gọi là mình ngoại giao nó rắn với Trung Quốc quá, nó sẽ ảnh hưởng tới những vấn đề kinh tế, hiểu chưa? Mỏi miệng quá. Rồi cái thằng Mỹ á, thì nó muốn kiềm chế Trung Quốc, nhưng mà muốn kiềm chế Trung Quốc thì phải có đồng minh Việt Nam, cái đó là quá rõ ràng rồi đó. Rồi có một sự kiện mà Duy cũng nói lại, đó là con Trung Quốc, thằng Mỹ nó mới tháng tháng nhiêu tháng 9, cuối tháng 9 nó mới đi ngang cái đảo Gạc Ma gì đó, nó đi khẳng định gọi là lãnh hải quốc tế, nó đi gọi là gì tuần tra gì gì giao thông hàng hải gì đó, từ nó dạng dạng vậy, nó chạy gần tới cái đảo của Trung Quốc, nó chiếm giữ đảo Gạc Ma gì á, Hoa Châu Viên gì đó đó. Thì Trung Quốc nói là đảo của tao biến, đất của tao biến, biến thằng kia nó không nghe tiếng Trung, mà khổ một cái Trung Quốc nó phát âm tiếng Anh dở quá, thằng kia nó cũng chả hiểu gì cả, nó cứ chạy chạy chạy, xong cái Trung Quốc nóng máu quá cử hai cái tàu ra chặt đầu nó một cái, tức là chặt đầu là tạt đầu đó bạn, thằng tàu Mỹ đang chạy tàu Trung Quốc tạt đầu cách nhau có chừng 50 mét là đụng nhau rồi, nó thằng Mỹ hoảng hồn sợ quá ve chạy luôn. Xong cái cú đó cái Mỹ nó cảm thấy chết mẹ rồi, Trung Quốc nó thủ cứng quá, bây giờ tao đây tao yếu yếu quá mẹ, phát động chiến tranh, không phát động chiến tranh thì cũng chưa chắc là có lợi, thôi qua hỏi ý, hỏi ý đại ca Việt Nam coi làm sao. Vài bữa sau gì
ông gì, bộ trưởng bộ quốc phòng, bộ trưởng bộ quốc phòng Mỹ qua Việt Nam họp kín, không biết họp kín vụ gì, chắc cũng có vụ này, nó đại loại là vậy. Nên cái vấn đề giữa thằng Mỹ, thằng Trung, thằng Việt Nam có, nó có ảnh hưởng trực tiếp cả mặt lợi lẫn mặt hại đó. Nếu mình ngoại giao không khéo theo một chiều ngã Mỹ là lên đường đó, nhưng mà mình cũng có thể lợi dụng cái cơ hội này để củng cố vị thế ở Biển Đông đó. Mấy nhà lãnh đạo làm sao làm, mình chỉ bàn tới đây thôi nha, mỏi miệng quá bạn ơi. Cái gì nổ Bích Trâm, tự nhiên vô Bích Trâm nói nổ má ơi làm sao. Thì cái đó là cái quan điểm và cái đó là suy nghĩ của mình, thì các bạn có quyền có ý, có suy nghĩ và quan điểm của các bạn kệ, đúng không? Còn bạn nào chửi mình thì bạn nó giống như chửi cha mẹ bạn thôi. Anh có xem ảnh ba sọc duyệt binh mới đây chưa? Láo, ba sọc làm gì còn binh mà duyệt, tào lao. Việt Nam không theo Mỹ đâu, không theo thằng nào hết, đúng, cái chính sách đó là đúng. Vậy đại ca Việt Nam sao rồi Duy? Đại ca Việt Nam đang là gọi là ngồi trên núi mà coi hai con hổ đấu nhau đó. Nói chung á, đại ca Việt Nam mình đi đêm với Mỹ cũng ghê lắm á, chứ không phải giỡn đâu nha. Cái này là tin tình báo nha mấy bạn. Đại ca Đông Lào của mình đi đêm với Mỹ cực ghê. Cái vụ mẹ nấm là đi đêm với Mỹ rồi đó, lộ quá rồi đó, lộ lắm. Nói chung là cái vụ mẹ nấm thì nó sặc mùi chính trị, nhưng mà nó mang lợi ích về kinh tế các bạn ơi. Nói chung cái vở diễn thôi, hôm nay nghiên cứu thấy vở diễn. Cho nghỉ chút xíu nha, mỏi miệng quá. Nói về Campuchia đi anh, ôi Campuchia có mẹ gì để nói mẹ ơi, khổ quá. Vừa hợp tác vừa đấu tranh, chính xác. Mối quan hệ giữa mình với Trung Quốc là gì? Vừa hợp tác vừa đấu tranh. Tin Việt Nam cho thuê 99 năm có không? Lúc đầu là có, nhưng mà giờ mấy ông chính phủ ông rút rồi, ông nói 70 năm. Gì? Trung Quốc là vợ lớn, Mỹ là bồ nhí nên lén lút. Em nói cái này cũng đúng. Em nói cái này cũng ok đó. Tại vì cái căn bản á, là thằng Mỹ nó là cựu thù, đúng không? Thằng Mỹ nó có hai vấn đề mà Việt Nam cần phải đề phòng. Thứ nhất là cựu thù, và thứ hai thằng nào đồng minh với nó rất nguy hiểm. Anh sẽ dẫn chứng cho một số cái vấn đề mà đồng minh với nó chết nè. Đồng minh với nó là Việt Nam Cộng Hòa chết năm 1973, nó tiễn lên đường luôn. Đồng minh với nó là Trung Quốc, còn bây giờ bị nó quýnh đó. Đồng minh với nó là Nhật, nó bị đâm đó. Ủa lộn, đồng minh với nó là Ả Rập Saudi, thằng Ả Rập Saudi bị Mỹ đâm một cú rất thốn. Đó là cái gì các bạn biết không? Bình thường hóa, gọi là gì, gỡ bỏ cấm vận với Iran. Nó cú rồi cú đâm đó, khổ vậy á. Đồng minh nó là Israel cũng bị đâm một cú rất đau. Đó là trước khi mà Obama mà gọi là hết nhiệm kỳ, Obama đã ký một cái sắc lệnh cho thằng Palestine 300 triệu đô uống trà sữa đó. Các bạn thấy không? Đồng minh Iraq thì nó tiễn dông luôn. Iraq là nó không có phải là nó đâm chọt mà nó đưa lên đường luôn, khổ vậy đó. Nên cái vấn đề đó, bao nhiêu nước nó dính tới Mỹ nó lên đường rồi thì Việt Nam phải đề phòng thôi. Nó nên lén lút cho nó cũng đúng, không công khai với nó được. Ủa, ông thứ nhất ngày xưa là ông từng đánh tôi, ông là cựu thù, bây giờ thì không nhắc là chuyện xưa nhưng mà chuyện nay phải tính chứ, đúng không? Tôi tin ông 100% lần nữa là lên đường với ông nữa là sao? Nước Lào có gì hot không anh? Không em, mày nghĩ gì về Trọng Lú vừa kiêm chức tổng chủ tịch nước? Nói chung giờ tao nói mày như vậy, đúng không? Bây giờ chủ tịch nước mà mày kêu là lú á thì tao cũng chả dám nói chuyện với mày luôn. Tao nói thiệt luôn á, chủ tịch nước kêu là lú thì tao thua, tại vì chủ tịch nước là hầu như là dân Việt Nam ai cũng biết hết. Còn mày là chó địa phương nào tao chưa biết nữa. Mà mày là một người no name mà mày kêu chủ tịch nước của tao là lú thì tao cũng biết đam sao cho nó hay luôn. Thua. Đam này coi như đam không giải. Nghe.
Đông Lào là Việt Nam anh. Ừ đúng rồi, Đông Lào là Việt Nam, mình kêu cho nó sang mồm á. Thôi lóc nó chứ em kệ nó, để nó quá ngu đừng lóc nó nữa. Mày tối ngày mày kỳ thị người ngu đúng không? Bây giờ xã hội văn minh á là mình không có kỳ thị nha, cho dù nó ngu nó khôn gì mình cũng phải đối xử nó bình thường, mình không được kỳ thị người ngu, tại vì mình kỳ thị người ngu nó sẽ thành phản động nó hả, khổ vậy đó. Taliban nổi lên chống Xô Viết. Đúng rồi, Taliban đồng minh của Mỹ sao lên đường luôn đó. Phuro đi anh, trời được cái Phuro có đầu nói. Bị bộ đội Cụ Hồ lùa đi mất tiêu rồi. Diễn đàn của ta cần phải có những thành phần ngu thì mới có tiếng cười chứ, cũng đúng. Đại ca uống gì để tăng cân dậy? Thoát gầy em. Lên Google search hai chữ thoát gầy nha. Lực lượng tinh nhuệ của nước nào mạnh nhất vậy anh? Ai biết mày ơi. Phuro là gì vậy? Nói chung là Phuro là một lượng chính trị được Mỹ nuôi để cạnh tranh quyền lực với Việt Nam Cộng Hòa khi mà Việt Nam Cộng Hòa không còn nghe lời Mỹ nha. Phuro là vậy đó mấy em. Hàng ngày có trung bình 100.000 người Trung Quốc tràn vào Việt Nam. Nói chung á anh nghĩ số đó ít quá em. Anh nói chung á, anh nói với em một một ngày mà có 10 có gì 10.000 người Trung Quốc mà đi vô Việt Nam anh thấy ít quá. Mấy ông Việt Nam này mở cửa khẩu bự bự vô đi. Trời đất ơi, em nghĩ coi, dân nó 1,4 tỷ đúng không? Mà nó qua Việt Nam nó mua sắm, nó xài tiền, nó đi du lịch mà đi ngày có 10.000 người. Thấm con mũi gì? Nhân lên 10 lần đi. Đó, quan điểm của anh là một người làm kinh tế và một người yêu đất nước Việt Nam này. Anh kính mong Trung Quốc mà vô Việt Nam càng nhiều càng tốt nghe, mà vô mà nhớ cầm theo tiền nha mày. Đó, tao sẵn sàng cung ứng dịch vụ hàng hóa bán nước cho mày để mày giải khát đó, miễn sao tao có tiền thì thôi. À, cái đó là quan điểm của anh, tại vì anh không phải là người sợ tàu ấy. Anh ghét tàu chứ anh không sợ tàu, mà anh ghét thằng nào anh phải bào tiền thằng đó đó, hiểu chưa? Hy vọng em hiểu những gì anh nói nha. Còn bây giờ nó đi qua mà đi qua cửa khẩu đúng không? Đi qua cửa khẩu sợ chó gì? Chỉ sợ nó lội rừng nó qua kìa. Cái đó mày ghê. Đó. Má nó cửa khẩu nó không đi mà nó lội rừng nó qua đó. Đó. Nó đi qua xe ô tô chuyện nhỏ. Mày đi qua xe tăng tao mới sợ. Đà. Thấy không em? Bây giờ làm kinh tế mà nó gần thì phải khai thác nó. Chứ bây giờ em nghĩ coi Việt Nam này có bao nhiêu nước gần. Thằng Lào nghèo đất dái. Thằng Campuchia cũng vậy. Thì đợi hai nước này qua Việt Nam du lịch thôi, nằm mơ đi. Đi được có vài đứa à. Trung Quốc mới giàu hơn. Đó. Thì mày qua đây đông đông đi. Đó. Mày qua đây đông đông đi. Qua càng nhiều tao càng sướng. Qua tới phòng gym tao luôn nghe. Chứ hôm nay phòng gym tao trả con tàu nào tập hết trơn. Tao không có tiền. Không phải. Phuro không phải là tàn quân sóc lại bạn. Cái Phuro đó nó là cái lực lượng chính trị mà nó đối lập với Việt Nam Cộng Hòa, nó cũng do Mỹ nuôi luôn nha, để nó cạnh tranh Việt Nam Cộng Hòa trong những chính sách mà Việt Nam Cộng Hòa không nghe lời Mỹ. Rồi sau năm 1975 á, thì Ngụy quân Sài Gòn bị thua thì cái tàn quân nó chạy tùm lum hết, thì trong những cái tàn quân đó có những lực lượng nó gia nhập vào Phuro, bạn cần phải hiểu cái chỗ này nha, chứ bạn chứ chứ không phải là Phuro là tàn quân Việt Nam Cộng Hòa không đâu. Audi A8 mà xịn hơn Mạc 400 mà. Sao xịn hơn được? Hai cái cùng cấp mà Mạc 400 đời mà Mạc 400 thì Audi A8 A3 đúng không? 3 lít bằng nháo. Còn nếu mà Audi A8 mà 4, 4 lít rưỡi thì nó bằng với Mạc 500. Tàu qua mang nhiều USD nhé, bậy bậy nó mang nhân dân tệ ông nội. Mà không biết nữa. Nó mang nhân dân tệ, nó mang USD ta. Chắc nó mang được cả hai á. Tùy nó trữ cái gì thôi. Sao tới năm 1917 Mỹ mới tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất anh? Mày khùng hả mày, mới vô trận mấy thằng kia nó còn súng. Thì để cho nó quýnh trước đi, nó mệt rồi mình vô mình quýnh sau mình dễ ăn. À, bạn nào ba que cho hỏi Việt Nam Cộng Hòa không có lãnh tụ nào được tôn thờ vậy.
Việt Nam Cộng Hòa là vị lãnh tụ ba. Ông Nguyên Ngọc bỏ đảng rồi đó, cãi ổng, ông già khú đế rồi. Nói chung ổng bất mãn, hiểu không? Bất mãn, đòi nhà, đòi đất này nọ, xin chức này chức kia, không được đáp ứng, đâm ra nó vậy, kệ ta đi. Không ra cũng bị đuổi thôi. Trả lời trọng tính kia, nó hỏi gì em? Thằng đó nó hỏi xàm lắm, anh làm biến trả lời nó. Anh trả lời em mà, tại vì em là nữ, anh ưu tiên thôi chứ. Có động tác nào tập xuống bụng nhanh không? Có động tác uống bộ ba thần thánh đó bạn. Thông báo các đồng chí là bên Beagle mình 1.400 nha. Rồi bên Facebook mình cũng gần 500. Ba sạch là gì vậy anh? Tắm sạch, chơi sạch và vệ sinh sạch. Chào anh, chị Đỗ Kim Đức. Cuối thời Liên Xô, dân tộc chủ nghĩa nổi lên, đến Nga cũng đòi độc lập. Bình luận anh trai Chu Hảo đi anh. Trời, có cái đâu bình luận. Ông đó, ông phản đảng mà, xong rồi bị đảng kỷ luật. Vậy thôi, chỉ nói chuyện bình thường mày ơi. Sống trong tổ chức nào chả có mấy phản tắc, đúng không? Trong công ty để nó phản còn cả nùi đây, nói chi cái đảng cả nùi. Cái đảng nó đông lắm em. Cái đảng nó, đảng đảng mấy triệu đảng viên lận mà. Thì ông Phú Rô cũng chỉ là mà, ủa lộn, ông Chu Hảo cũng chỉ là một người trong số đó thôi. Ông cũng nói chung ông cũng làm chức lớn đó, thứ trưởng này nọ kia đó, rồi xong rồi đâm ra bất mãn rồi nói năng bậy bạ, sai đường lối tổ chức chủ trương, hiểu không? Thì bị kỷ luật thôi. Nãy giờ nói mỗi người người khoảng 4 triệu đảng viên. Cỡ đó tao cũng rành nữa. Chào chị Thủy Phạm. Xe đi mấy chị em ơi. Xe cho wheel cao nghe. Pro phải tầm chính quỷ cái nhỉ. Đâu có đâu, mình tập gym bình thường, làm ăn này nọ thôi. Wheel cao làm gì? Wheel cao để có nhiều trẩu đam cho nó vui thôi chứ nhiều gì mày. Mày hỏi mấy câu mới đừng trả lời luôn. Triều Tiên với Hàn Quốc bình thường em. Chưa có biến động gì ghê gớm hết. Masan bao nhiêu ạ? 1.800.000 em. Anh Duy bao nhiêu tuổi rồi? 33 em ơi. Anh nghĩ gì về nền giáo dục Việt Nam hiện tại? Thấy nó cũng bình thường như thời tao học thôi chứ có gì mới đâu. Đúng không? Nền giáo dục Việt Nam này cũng đào tạo ra người tài, lâu lâu lọt ra người khùng vậy đó, nhưng nhỏ Phương Nguyên gì đó đang đi học hành học trường gì ngoài đây nè, trường chung với trường em tao, giờ nhỏ đâu mất tiêu rồi. Cái trường gì cao đẳng quá công nghiệp gì quá thực phẩm gì đó, nó học đó đó, giữa chừng đi phản động bị đuổi học luôn, giờ đâu mất tiêu luôn rồi. Nó vậy đó, hiểu nó là sao. Rồi đấy thằng bố học đại học Bách Khoa nữa, thằng gì thiên đường đường lên đỉnh Olympia đó, Quỳnh Phi Hổ, Quỳnh Phi Mèo gì đó, tự nhiên xăm trên tay hai chữ sát cộng, giờ vô tù luôn rồi. Nó nghĩ sao đấy, mà nó cũng đào tạo ra những người giỏi đi thi Miss Olympia này nọ, đậu điếc này nọ, xong định cư nước ngoài, rồi thì giờ nghĩ sao đấy, thì cũng đào tạo ra những người giỏi đó, xong rồi về quê hương làm trong nhà nước hoặc là ở ngoài hoặc là làm kinh tế tư nhân. Nghe nói Việt Nam sắp có đường cao tốc Bắc Nam phải không anh? Sắp sắp vậy thôi chứ chắc cũng phải chục năm nữa. Tao cũng hy vọng là nó có cái đó để tao đi chơi đây. À, Phương Nguyên qua Mỹ rồi hả? Sao nhỏ nó chìm luôn rồi hen? Nhỏ nó chìm lỉm luôn rồi, mấy năm trước còn nổi tiếng,
tại nhỏ nó cũng xinh gái đúng không? Nó phát tờ rơi đúng không anh? Ừ, nó với Nguyên Kha đó. Chào Trâm Anh. Có mấy đứa bị anh Duy Đam bể sọ, xông vào nhóm kín kêu chửi đổng hèn lắm anh ạ. À, thì kệ nó thôi chứ giờ nó vậy thì chịu. Có đi BK không Duy? Không không, BK đâu ai cho đậu đâu, đi làm chi? À, 8 năm nữa có rồi nha em. Hy vọng là có để anh lái mẹt đi từ Nam ra Bắc luôn em. Chứ đất nước mình giao thông chưa có tốt. Mới vô diễn đàn cuộc sống xem. Ủa làm sao? Con đó làm gì được qua Mỹ anh? Ai biết đâu em, anh nghe tao nói thôi chứ giờ anh không thấy nó đâu hết trơn hết á. Anh không có rành mấy nhân vật. Nói chung là anh thì biết chuyện thôi chứ còn nhân vật này nhân vật kia anh không có rành lắm. Chán chết là sao Trâm Anh không hiểu. Nguyên Kha là nghệ sĩ hát tân cổ phải không anh? Tao đâu biết đâu. À, diễn đàn cộng sản hả? Chán chết là sao? Trong đó nói gì mà bạn chán? Toàn chống cộng kiếm cơm chứ có ai lo cho nhân dân thật sự đâu. Mày nói đúng. Cái này là tao đồng ý mày 100%. Mày nói rất đúng. Chú gì? Chú mày thất cử thấy tổng thống Mỹ hiện tại thế nào? Nói chung tổng thống Mỹ hiện tại thì nó hơi khó đoán. Đó thì có thể là tổng thống Mỹ hiện tại này sau này sẽ là một gọi là người hùng mang lại cho nước Mỹ sự thịnh vượng trở lại. Mà thứ hai là cũng có thể là một tội đồ đẩy nước Mỹ nó mất đi vị thế độc tài độc tôn. Đúng không? Ví dụ như bây giờ Mỹ nó gặp ai nó cũng đấm kinh tế chỗ đó hết thì người ta liên minh rồi, người ta cái sự ảnh hưởng của Mỹ về thế giới nó sẽ không còn nữa. Đúng không? Ông muốn ảnh hưởng về thế giới thì ông phải cho người ta ăn, người ta mới theo. Còn bây giờ ông đòi ăn đồng chưa đủ thì nó không theo nữa. Chào em Duy Men, chào anh chị. Tắt cái máy lạnh cái nó bật lạnh teo chim luôn trời. Chờ xíu nha mày. Ngồi không nó phà trường đậu phà xuống. Phương Nguyên qua Mỹ lụm lon chống cộng rồi. Ủa vậy hả? Không rành. Thấy tụ uống cho nhỏ đó. Không biết gia đình nó làm sao ta. Nhiều khi gia đình nó ngày xưa là người là thân nhân chế độ cũ, nhiều khi thù hận gì đó cũng nên. Anh Duy giờ qua Mỹ không khéo bị ba sọc ám sát. Tao làm gì đâu ám sát tao trời. Mày cứ kích động. Mình có khách mời nào bên Mỹ không ta? Bữa nay anh Jason với anh Sơn Tây không vô hả? Gì vậy ta? Đúng rồi bạn, tụi nó nói mình dốt không hiểu lịch sử. Mặc dù mình từng bị nhồi sọ khi ngồi giảng đường đại học. Ủa thì bạn bị nhồi sọ sao bạn kể lại chặng đường bạn bị nhồi sọ đi. Cho anh em ở đây hiểu nha. Vì Việt Nam chuẩn bị phóng tên lửa lên mặt trăng ghê vậy. Kêu Putin, việc đờ mờ kêu Putin bằng nó. Thì kệ nó đi bạn ơi. Ngoài ngoài Bắc đang đắp chăng. Sơn Tây đang ở bên Lưu Ly. Má Lưu Ly hôm nay lâu giờ kêu nghỉ đi. Trời đất ơi, mai đi làm nữa không nổi. Nói chung trẻ trâu không am hiểu nên lầm đường lạc lối đó anh. Nhưng mà anh nghĩ chắc gia đình nó cũng có cái gì đó em, có truyền thống đó, thường thường là như vậy á. Gia đình cũng phải sao nữa chứ. Bây giờ nản lắm rồi, làm sao Trâm Anh tâm sự nghe chơi coi. Chứ Trâm Anh nói chuyện không ai hiểu gì hết trơn cả. Anh Di qua Mỹ bị cưỡng hiếp là cùng. Nếu mà có cưỡng hiếp anh nhớ lựa người đẹp đẹp chút nha. Giảng viên rất nhiều người phản động. Vậy hả?
Chủ nhật là Luli chơi full line. Chết mẹ rồi, ông cạnh tranh với mình nữa. Hèn chi nãy giờ ông thấy hàng nặng đô ta. Hàng thì đông, muốn mà nặng đô. Cái gì? Mày biết gì chơi chủ thề thiên tài trung nữa hả? Ủa, thiên tài trung thì kệ mẹ thiên tài trung, chứ tao cần chó gì phải biết. Mày khổ ghê vậy đó. Nói thiệt với mày luôn á, người thân với tao tao chưa biết hết hoàn cảnh của họ nữa. Còn cái chuyện Trump ổng là tổng thống của Mỹ á, thì mình nói chuyện mình biết chút, mình biết thì mình phân tích chút đỉnh thôi. Mày vô mày đam gắt quá. Đúng không mấy bạn? Anh em chơi với nhau không mà nãy giờ nó chửi mình như quỷ vậy bạn. Bạn nghĩ coi nãy giờ mình nói chuyện có gì quá đáng không? Đúng không? Mình đang phân tích Trung Quốc với Mỹ. Thí dụ như tao giờ tao phân tích Mỹ mà tao phân tích đúng bản chất quá thì có thể là mày không thích, nhưng mà mình là phải tôn trọng chính kiến của người ta, đúng không? Mình phải tôn trọng cái sự khác biệt chứ không phải là mình đi mình chửi người ta. Bây giờ là thế giới văn minh rồi, Việt Nam hội nhập rồi, đúng không? Việt Nam sắp là cường quốc kinh tế rồi, sắp là nền kinh tế thứ 40 của thế giới rồi, thì mình phải nhân danh một người Việt Nam ưu tú gánh vác vận mệnh của giang sơn và đất nước, thì chúng ta cần phải thể hiện mình là một người trí thức đó, quang minh lỗi lạc, sống tốt đời và đẹp đạo, nghe chưa? Tự nhiên các bạn vô bạn chửi quá trời vậy bạn. Thí dụ như mình lỡ mình đụng tới mẹ bạn thì mình hổng, bạn chửi mình chấp nhận. Còn nãy giờ mình phân tích ông Trump mà mình cũng đâu có làm gì ổng đâu, mình cũng đâu có chửi ổng là thằng trẩu tre hay là gì ghê gớm đâu, hiểu chưa? Bạn có thấy bạn khó quá không? Đúng không? Bạn có thấy là bạn cực đoan quá không? Sống không cực đoan được mà. Mình phải là giờ là xã hội dân chủ rồi, đúng không? Mình là phải tôn trọng cái sự khác biệt. Thì mày nói cho đúng thì không đúng thì bạn nói đi, đúng không? Bạn khổ ghê vậy đó. Mình nói là mình nói theo suy nghĩ của mình nói theo nhận định của mình, chứ mình không có trách nhiệm phải nói theo ý của bạn. Thì bạn cảm thấy mình nói không đúng thì bạn cứ lên bạn nói đi, bạn cứ trình bày bản trình bày của bạn đi, thì mình đọc lên cho mọi người cùng nghe. Mà xã hội văn minh làm vậy chứ sao? Không lẽ giờ xã hội văn minh là bạn bắt mình phải nói theo ý bạn, hiểu không? Nó tự do ngôn luận mà, nói không đúng người ta cười vô mặt. Thì tôi thiệt với bạn, tôi chả thấy ai cười hết, tôi chỉ thấy bạn nãy giờ bạn cù lôi thôi, đúng không? Bạn tối ngày bạn công kích cá nhân, bạn chửi mình nãy giờ thôi, chứ ngoài cái chửi ra bạn làm được cái gì đâu. Mà tôi chưa thấy bạn làm được cái gì hết á. Tôi cũng hy vọng bạn thấy bạn làm được cái gì đây rồi. Uống táo đợi bạn nè. Rồi vô đi. Đó, có tới gần 2.000 anh em làm chứng. Đúng không bạn? Nãy giờ mình không có làm gì trơn, kia vô chửi mình ngọt xớt rồi. Sống vậy đâu có được bạn. Mình thì mình không phục bạn đâu, không phục. Ba sọc nói chọc gì đó. Ba sọc chọc cái gì? Ba sọc thì chọc cộng sản đi, khổ ghê vậy đó. Vậy tôi hỏi ông nè, ông làm ba sọc mục tiêu của ông là gì? Bây giờ tôi chỉ hỏi ông, mục tiêu của ông là ông chống lại Đảng Cộng sản, ông phục hưng Việt Nam Cộng hòa, đúng chưa? Đó là mục tiêu của ông, tại sao ông không chống Đảng Cộng sản, phục hưng Việt Nam Cộng hòa mà ông đi chống dân dân? Đúng không? Tôi là dân mà. Tôi là dân mà tự nhiên ông chống tôi ngọc ơ à. Ông phải chống cái phía đó lập của ông chứ. Ông phải chống cái phía mà làm cho ông mất, gọi là mất đi lá cờ chứ. Đúng không? Tôi chả hiểu ông muốn nói gì luôn á. Duy có nghe tới ông tướng tàn bạo Lê Nguyễn Ngọc Loan. Ủa, tàn bạo sao? Nói chung ở Nguyễn Ngọc Loan thì có một cái vụ mà ông bắn biệt động Sài Gòn mà ở ngoài đường phố Sài Gòn mà không qua xét xử. Nói chung là cái cú bắn của ông cũng là sụp đổ cái sự nghiệp chính trị của ông luôn rồi đó. Cái gì về đảng nó cũng ghét thì ok, thông cảm. Thông cảm bạn, nói chung là nếu mà bạn là ba sọc thì cái gì về đảng bạn ghét thì tôi thông cảm vậy thôi. Nhưng mà cái đó là chuyện của bạn. Bạn không thể nào bắt nhân dân ghét theo bạn được, đúng không? Đó là cái gì? Đó là dân chủ. Mọi người đều có quyền tự do. Bạn có quyền ghét đảng, bạn có quyền chống đảng. Nhưng mà bạn không thể nào bắt người khác phải chống và bạn bắt người khác phải ghét. Còn người ta không chống, không ghét thì bạn đi chửi người ta. Nó đâu phải vậy đâu. Làm sao để tan mỡ đầu ti vậy sếp? Kiếm người
núp đi. Em thấy đảng tội ghê, toàn bị chửi oan mà không đập lại. Đó, đó là cái quan điểm của Long Liberty. Rồi Duy đồng ý, chứ không nói gì cả. Đó là cái quan điểm của Long Liberty, giờ nói sao đây? À, tại vì Duy cũng thấy vậy thật, đúng không? Thí dụ như bạn thấy rồi, tất cả những lực lượng xuyên tạc, tất cả những lực lượng phản động ăn rồi mở mồm ra đảng không? Đúng không? Nhưng mà nhà nước người ta đâu có phản đam đâu. Nhà nước người ta vẫn lo công việc người ta hàng ngày. Người ta không có đi phản đam. Mà tôi chỉ thấy mấy ông tối ngày ăn là mấy ông chọt không, nội vậy là mấy ông không đẹp, tôi chỉ thấy chừng đó thôi, đúng không? Thứ nhất là mấy ông xuyên tạc là tôi thấy tầm bậy rồi, ông nói gì nói cho nó ok, dân nó mới nghe chứ. Anh phân tích thảm sát mậu thân đi, đâu có gì đâu phân tích, anh nói với tụi em rất là nhiều lần rồi, cái thảm sát mậu thân là thằng Mỹ nó lỡ tay mấy em, nó lỡ tay nhưng mà nó cũng bất lực rồi, lúc đó là thành phố Huế đó đã bị giải phóng đó, thành phố Huế đã bị giải phóng dịp Tết rồi, cộng sản ở trong đó thủ cứng quá rồi, thêm mà dân người ta che chở cách mạng nữa mới đau chứ đó. Nên Mỹ nó cũng hết cách, nó không thể nào lấy thành phố Huế một cách bình thường được, mà nó phải dốc toàn lực đó, nó dốc toàn lực bằng tất cả những hỏa lực của nó có, đúng không? Ở ngoài biển thì tàu nó bắn vô đó, rồi ở trên bộ thì pháo binh nó nã vào đó, rồi máy bay ở trên nó công kích xuống nên nó thùng nát hết mẹ, tan nát hết cả thành phố Huế trong cái đống gạch đá đó. Lúc đó là Mỹ nó thôi giờ tao lỡ tay rồi, tao destroy cái thành phố của mày rồi, thôi giờ tao xây lại nghe. Xong rồi sau khi mà Việt Cộng chịu không nổi, Việt Minh đó mấy em, Việt Cộng cũng được, kêu gì cũng được hết á, Bắc Việt cũng được luôn nữa đó, quân giải phóng cũng được nữa, nói chung kêu gì cũng được, kệ mày nghe. Cảm thấy địch rác quá, chịu không nổi rút. Khi rút rồi á thì thành phố Huế theo cách gọi quân giải phóng là bị chiếm, còn theo cách gọi quân Việt Nam Cộng Hòa là đã giải phóng. Sau khi giải phóng rồi thì moi móc mấy cái nhà trong đó ra đó, chết quá trời. Đó, thôi chết lấy xe ủi luôn đi. Xe ủi đất xúc này nọ đào những cái hố lên cho thế thôi. Nó là chuyện vậy. Rồi xong rồi sau sự việc đó thì Mỹ nó tuyên truyền nó là Việt Cộng thảm sát. Nó vậy thôi. Mà không phải riêng thành phố Huế, nói chung là nó tuyên truyền Việt Cộng thảm sát rất là nhiều nơi mấy. Đơn giản, chiến tranh. Lúc đó là bộ chính trị của phía Việt Nam á, nghĩ rằng cố gắng giải phóng trong năm Mậu Thân. Nhưng mà đánh giá tình hình nó chủ quan quá, không thành công ấy. Nhưng mà được cái những cái trận Mậu Thân ở Huế nó tạo một tiếng vang rất lớn đó, trong phong trào phản chiến quốc tế. Nó làm cho người Mỹ nhận định về chiến tranh đó. Cái này nói nữa nó dài lắm, nói chung là tụi em muốn nghe thì nói thôi, chứ nói mấy cái này nói đi em chán luôn rồi đó. Hôm nay thấy anh Duy nói chuyện hiền hơn mọi ngày. Nói chung anh hiền đó giờ mà. Anh đâu có giữ với ai đâu. À, lúc đó mày chưa đẻ nữa sao biết hay vậy? Không không những năm đó hai bà Trưng ta cũng biết nữa. Hai bà Trưng là Trưng Trắc, Trưng Nhị đúng không? Có chồng là Thi Sách đúng không? Sau khi Thi Sách chết rồi bà Trưng Trưng mới đập cái miếu, không phải miếu thờ mà giống như là cái trận mà ra quân á. Đọc những cái câu rất là hay, một cái gì mà một một che một một là trả nợ thù nhà, hai là lấy lợi gì gì lịch sử gì cho họ Hùng đó, ba là lấy lợi danh dự cho chồng gì đó, tôi quên bà nó rồi, nhưng mà đại loại là trong giai đoạn đó đánh quân Đông Hán đó, đúng không? Biết sao kêu Đông Hán không? Đông Hán là cái thời đó, là thời sau cái thời mà Lưu Bang á, là nước Trung Quốc kêu nước Hán mà hả, thằng Đông Hán là cái đất của Đông Ngô, Đông Ngô thời Lưu Bị á đó, nên kêu Đông Hán đem quân qua đó em mình cướp mình rất là lâu đời, xong hai bà Trưng nổi dậy, hiểu chưa? Khởi nghĩa hai bà Trưng đánh đầu cho phong trào của gọi là phong trào kháng chiến của dân Việt, không chấp nhận sự cường quyền bóc lột, đúng không? Tinh thần giữ vững dòng máu Lạc Hồng đó, các vua Hùng đó công dựng nước thì hai bà Trưng cùng nhau để phải cướp lại nước, không có để cho tụi nó đè đầu cởi cổ của mình.
nó cũng thể hiện cái sự nhân quyền, cái nữ quyền chứ, đó, nữ quyền không chấp nhận là lệ thuộc đó. Rồi sau này Việt Nam mình á mới có một câu khác khác là gì, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh đó. Thì tôi hỏi mày chỉ một câu thôi, vào cái năm đó bây giờ có thằng nào còn sống không, đúng không? Mày dễ mẹ, bây giờ nói chuyện lịch sử mà mày hỏi thời đó mày đẻ chưa, vậy tao chỉ hỏi mày đó, vậy thời Hai Bà Trưng ở đây ai đẻ, trả lời đi, trả lời đúng cho mày 10 tỷ. Trời ơi, nói chuyện lịch sử khổ thế, mấy em có biết gì gọi là khoa học không? Bây giờ mình nói chuyện Hai Bà Trưng là nó cũng hơi 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 new rồi đó, bây giờ mình nói chuyện cổ hơn nè. Mấy em có biết trong địa chất học người ta nghiên cứu những cái trầm tích không đó, nghiên cứu những cái nứt đất lên gì, những cái nứt, những cái vết mà gọi là gì kêu bằng gì ta, địa địa gì anh không biết nữa, quên mẹ rồi, lâu quá không nhớ. Nó những cái nếp ở trong vỏ trái đất á, nó chồng nó lên nhau, nó xéo lên nhau như vậy, nó tạo ra những cái vùng núi lửa không đó, biết cái đó không? Giờ thằng nào đẻ trong thời đó con người chưa có nữa, đúng không? Vậy tại sao con người này biết có khủng long, đúng không? Khủng long nó đây cả 100 triệu năm, con người nào mà đẻ thời đó? Vậy thì con người không đẻ được, con người không có cái phương pháp khoa học rồi để nghiên cứu à? Nó cái đó là khoa học đó mấy em, đúng rồi, mảng kiến tạo, cảm ơn bạn, từ chuyên môn lâu lâu nó quên mà. Hỏi đi em, cứ hỏi thoải mái, cái gì anh biết anh trả lời nha. Cho 10 tỷ coi, bây giờ cho 10 tỷ thì thằng nào sống trong thời Hai Bà Trưng tao mới cho được chứ. Mày phải chứng minh được trong thời Hai Bà Trưng, mày đưa căn cước công dân của mày ra coi. Năm sinh có phải năm 40 không? Phải năm 40 thì tao mới cho được chứ, giờ tự nhiên sao cho. Lúc đó không chừng con dấu là con dấu của Tô Định nha. Đó. Thời Hai Bà Trưng là dấu dấu Tô Định, chữ ký là gì? Toàn quyền Trung Quốc Tô Định. Giống như chứng minh nhân dân của bạn phải có chữ ký đúng không, ở dưới là ông nào gì, chứng minh nhân thì bằng lái xe ta, quên rồi. Năm Mậu Thân lính Việt Nam Cộng Hòa đẩy lùi được Cộng sản anh, Việt Nam Cộng Hòa cái móc thằng Mỹ nó đẩy chết mẹ nó luôn chứ, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa chả trận nào quýnh ăn được Cộng sản cả, tao nói thiệt với mày luôn đó. Đúng không? Nói chuyện quýnh lộn mà chỉ có Pháp với Mỹ ra nói chuyện thôi, chứ Việt Nam Cộng Hòa đánh đấm cái gì? Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đi theo Pháp, mà Việt Nam Cộng Hòa xứng là với Pháp, bị Việt Minh quýnh cho sờ mà lờ cái trận Điện Biên Phủ luôn. Tao học lịch sử tao chưa biết cái trận nào Việt Nam Cộng Hòa thắng được luôn đó nha. Thí dụ như Việt Nam Cộng Hòa mà có giành lợi thế trước quân giải phóng là có. Chứ còn nói chuyện mà Việt Nam Cộng Hòa mà giành lợi thế trước người Cộng sản tao chưa thấy trận nào hết á. Mà chỉ tao một trận coi, đúng không? Vì có bằng lái voi thì mới sống thời Hai Bà Trưng. Không phải, nói chung là mình tranh luận là mình nói chuyện là phải có chứng cứ, đúng không các bạn? Mình phải chuyện có chứng cứ. Chứ mình không phải là cứ nói chuyện một chiều được, bạn nói chuyện cứ lý là tôi nghe thôi, đâu gì đâu. Hoàng Sa giờ là của Trung Quốc chiếm đóng, đảng ta vẫn Mỹ dân là của Việt Nam. Mày ngu như chó, cái đó không phải là Mỹ dân, mà cái đó mình là phải nói như vậy, để sau này cái pháp lý nó còn nằm ở chỗ mình. Còn bây giờ bản thân mày là người giai cấp lãnh đạo, mà người dân là giai cấp lãnh đạo đất nước, giai cấp làm chủ đất nước, mà mày nói thôi giờ Hoàng Sa của Trung Quốc luôn rồi, thì con cháu sau này sao nói lại được, thằng ngu, má ngu hết phần lợn luôn. Trời đất ơi, mày như vậy là mày chấp nhận không, chấp nhận được đúng không? Hoàng Sa Trường Sa là phải của Việt Nam, tao chỉ còn nói vậy thôi, cốc không biết lấy được không lấy được, nhưng mà mình là phải nghĩ như vậy, và mình phải khẩu hiệu như vậy để cho thế giới thấy rằng người dân Việt Nam không cam tâm là mất Hoàng Sa. Tại ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa BD quýnh không lại là mất Hoàng Sa thôi, nhưng mà tôi bây giờ tôi không chấp nhận đó. Bây giờ là tôi là người Việt Nam, tôi không chấp nhận mất Hoàng Sa là của Việt Nam đó. Giờ mày ra tòa, mày ra Liên Hiệp Quốc, mày hỏi Trung Quốc có chỉ nói một câu thôi, mày giành cái méo gì, dân của mày nó chấp nhận mất rồi kìa, mày xổ cái gì, ở đó mày kêu đảng làm sao,
Đó, mà trong khi mày bóp vái đảng một cách rất đau. Mấy em hỏi chuyện Mỹ dân Mỹ cái đầu tụi mày chứ Mỹ. Mấy cái chuyện này chuyện đất nước anh hơi bức xúc mấy em. Thí dụ như mấy em nói mấy chuyện sàm lông gì anh không bức xúc. Nhưng mà cái chuyện này là hồn thiêng sông núi nha. Cái chuyện này là đất nước Việt Nam mà tụi em không được có cái tư tưởng như vậy. Cái tư tưởng như vậy tụi em sống trong một cái chế độ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là cái thằng phản động thôi. Anh nói rất nghiêm túc đó. Cái chữ Việt Nam Cộng Hòa BD là cách nói chuyện của Duy thôi, đúng không? Chứ không phải là Việt Nam Cộng Hòa là BD. Tức là nói chung là Việt Nam Cộng Hòa không có tin ý ở trong mấy cái việc mà giành lãnh thổ trên biển. Thứ nhất là mất một số đảo ở Trường Sa trong giai đoạn của ông Diệm, nó mất cho Campuchia nữa. Rồi cái thứ hai là nguyên cái Hoàng Sa mất hai lần, lần 556 với lần 574, toàn là những năm mình chơi cha cho chú, quyền lực của mình mạnh, đúng không? Quân đội của mình mạnh. Có được sự viện trợ của Mỹ này nọ kia mà không có tranh thủ được cái sự viện trợ của Mỹ để củng cố cái chủ quyền, đúng không? Nó chỉ nói vậy thôi. Nhiều gái sinh theo ba sọc buồn của anh. Xin lỗi với mày, lúc nó rên nó có ba sọc bốn sọc gì đó, nó rên nó là bản chất của người phụ nữ thôi. Tự nhiên gái ba sọc bốn sọc gì bị khùng. Anh Luli dành không mà khách của em hết phải không? Không có con nào vô đam luôn á, nãy giờ trổ cả nồi luôn anh. Đúng rồi, thì bây giờ bà Phan Hà cứ dẫn chứng gì nói sai thoải mái. Chứ giờ bạn chửi là không ai nghe bạn ơi, không chửi nha. Mình không ai thèm chửi bạn chứ mình chửi bạn là bạn nhục lắm á. Kể chuyện thâm cung của Việt Nam Cộng Hòa đi Duy Nguyễn. Nghe người ta kể thôi à, chứ đâu có rành đâu, kể bậy kể bạ kỳ. Xài bao cao su, hai đầu bắn hai tia đi. Ủa có nữa hả? Thẩm rành mấy này nha. Gì hồi đó có đánh Trung Quốc đó nha, thì đồng ý là có đánh nhưng mà tại sương mù nó dày đặc quá, canh tàu độ không kỹ nên phe ta bắn phe ta, có hai cái tàu chiến bắn lộn chìm luôn, thằng Trung Quốc ở trên nó cười thôi. Thì cái đó mình không có quy kết, đúng không? Mình thì mình không có biết được cái đó là cố tình hay là vô ý đó, mình không quy kết được cái chỗ đó, nhưng mà mình chỉ nói là có thể là cái năng lực chiến đấu nó bị hạn chế do thời tiết khí hậu nó khá xấu á, canh tàu độ nó lộn nên phe ta bắn phe ta, không có hàng. Nói chung hàng hàng, hàng kia thì cũng có nhưng mà hàng hàng bình thường có nhiều lắm chú ơi, nãy giờ con đam cũng mệt quá chứ đó. Sử do kẻ thắng viết rõ ràng chứ không phải là lịch sử kẻ thua, đúng không? Thì có trách trách đựng thua thôi chứ giờ trách làm sao giờ. Bạn nói đúng rồi đó, lịch sử là phải do kẻ thắng viết thôi, tại ta người ta quan tâm người thắng cuộc thôi chứ, đúng không? Bây giờ bạn có mặt trên đời cũng chẳng quan trọng mấy triệu con tinh trùng kia nó chết chết cậy mẹ nó, quan trọng con tinh trùng duy nhất nó xuyên thủng được trứng, nó tạo ra hợp tử và đó nó tạo ra bào thai, đó là bạn. Vậy thôi, tôi chỉ quan tâm với con đó thôi, còn mấy chục triệu con kia mày chết do thủ dâm hay mày chết đi lạc đường hay gì đó cậy mày, đúng chưa? Cái đó là góc độ sinh học. Còn góc độ lịch sử thì tôi học lịch sử của đồng minh chứ tôi học lịch sử của phát xít, đúng không? Mày phát xít Nhật mày thua, tao méo còn phải học lịch sử của mày. Có dân tộc Nhật mày học 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 học, học thì học, không học thì thôi, đúng không? Tao cũng đâu học lịch sử của Hitler đâu. Nên rõ ràng mình phải thực tế, bạn đừng có rên. Bạn nó đúng, đúng không? Đúng nhưng mà không đủ nha, Duy nó đúng nhưng mà Duy nó không đủ. Nhưng mà Duy không có thời gian, mà Duy đang ngắn gọn thôi là đúng, ok. Thắng làm thua, vua thua làm thắng làm vua, thua làm giặc cỏ. Chứ bây giờ thua mà đòi viết sử nữa hả? Chưa thấy. Bạn viện dẫn cho mình một trường hợp thua mà đi viết sử đi, đúng không? Hay quá gì. Ủa sao kỳ ta, nhỏ này nãy bên ông Luli kêu anh Luli qua mình kêu tên. Ủa giờ bằng tuổi hả?
anh Duy đam thằng lợn Phan Hà đi, nói chung nó không có trình độ. Nãy giờ nó comment là Duy biết thằng đó không có trình độ, không trình độ khó đam lắm. Đam gì giờ, không có trình độ thì mấy bạn vui vẻ cho nó đi, vui thôi quên nha. Có thằng hỏi về gạt ma kìa anh. Rồi cái vụ gạt ma muốn biết làm sao hả? Gạt ma là năm 88 nha, lúc đó là phải hành xử theo công ước năm 82 đó ba, chứ không phải cái thời ăn lông ở lỗ năm 74 đâu á đó nha bạn. Bà phải hiểu gạt ma năm 88, năm 88 nó xuất, năm 82 nó xuất hiện về công ước về 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 luật biển, là tất cả mọi quốc gia dân tộc muốn tìm sự chính nghĩa thì phải hành động theo công ước đó. Mày hiểu gì nói không? Mày nói chuyện bố láo quá, cho cái gì cho đậu mày. Mày có đậu đâu mà cho mấy thằng cấp 1 như mày dái còn méo nữa, đậu cái con khỉ. Ví dụ như thằng cấp 50 nói câu đó là tao tin, chứ còn mày thằng cấp 1 biến. Đúng không mấy em? Bigo mấy thằng cấp 1 là mấy thằng chưa có gì hết á. Tạo cái ạt vô ra cấp 1 rồi. Dám chừng tao hỏi mày nạp cạc ở đâu còn chưa biết nạp nữa, mày đặt hăm dọa cái chuyện cho đậu. Nó bảo gạt ma mà Việt Nam thua vẫn biết xử đó. Mày khùng hả mày? Bây giờ á Việt Nam thua là thua ngoại bang. Đúng không? Việt Nam là Việt Nam thua là thua ngoại bang, chứ làm sao mắc gì xử không được. Vậy nói như mày lịch sử Việt Nam khỏi viết à. Tại Việt Nam lịch sử Việt Nam mình thua ngoại bang rất là nhiều lần. Rồi sau đó mình mới phản công mình giành lại được. Đúng không? Nên viết bình thường. Gạt ma cũng phải là thua nữa, mà đối với tao đó chỉ là một cái sự thất thế thôi, nó không phải là thua. Tại vì á mấy tụi bay trước khi đam tao phải hiểu cái luật biển năm 1982 nó quy định, thứ nhất là về vùng hải lý hải này lên cái nấy tùm lum hết, nhưng mà ở Gạt Ma là một cái đảo nửa chìm nửa nổi thì nó có cái luật nó quy định cái chủ quyền. Thứ nhất lịch sử sinh sống ABC, mẹ nửa chìm nửa nổi ai sinh sống ở đó, đúng không? Có thằng nào sinh sống được cái đảo mà triều lên thì nó chìm, mà triều xuống thì nó nổi không? Rõ ràng là không có. Vậy thì sao đây? Cái điều căn bản nhất để xác định chủ quyền là mày phải cắm được cái cờ đó, cái cờ bay 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 đó. Mày phải xây dựng, mày đập được cái tượng đá, mày dựng cái tượng đá là giống như cái bia mộ nhà ông nội mày vậy đó. Đó, trên đó để quốc cái quốc quy vô, xong rồi để tên nước vô, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này nọ vô, thì cái đó mày mới là chủ quyền. Đúng chưa? Mà cái bối cảnh năm 1988 là cái đảo nửa chìm nửa nổi, chả có chủ quyền gì cả. Thì thằng Việt Nam nó ra ngoài đó nó cắm cờ, thằng Trung Quốc nó đi nó cắm cờ, thì hai thằng xui cái nó cắm cờ cùng một lúc, đúng không? Nó cắm cờ cùng một lúc thì nó dẫn ra xung đột với giành lộn, đúng không? Lúc đầu á thì quýnh lộn tay không, Trung Quốc nó thua, xong rồi nó chạy lên tàu nó xả súng máy, thì Việt Nam mình lúc đó là không có súng, chỉ có hai cái AK thôi đó, thì đứng ra không chịu đầu hàng, má không chịu đầu hàng, cầm nắm tay nhau trên cái đảo Gạt Ma tạo thành một cái vòng tròn bất tử, từng người ngã xuống, máu của họ tô thắm lên ngọn cờ Tổ quốc. Bây giờ mày đi ra Nha Trang có cái tượng đài vòng tròn bất tử nha mày. Mày không có hiểu cái gì cả. Nói chuyện là phải có luật. Còn năm 74 nó chưa có luật, thì đó là lông lỗ, chiếm thoải mái. Còn bây giờ mày đi chiếm đi. Sao chiếm được? Mình nước nhỏ mình đi chiếm nó, quốc nó bên cái bài đầu. Mình phải làm đúng. Nó làm sai mình kiện nó sao? Mệt quá à. Mà lúc đó Việt Nam mình giành ba đảo, Lang Đao với Cô Liên nữa, đúng không? Giành ba đảo, bị tuột một đảo, giành được hai đảo kia. Nói chung mà cũng có trắng tay đâu mấy em. Sao mình đánh tay ăn Trung Quốc vậy anh? Thì mình trên đó đâu khoảng 18 người hay gì đó, Trung Quốc nó cử xuống chừng 18 người quýnh lộn. Thì quýnh lộn 18 người, quýnh 18 người thì chưa lý gì mình thua, đúng không? Nhưng mà không phải, Trung Quốc nó cố đấm, hiểu không? Nó bị đấm vài cái, nó quạo, nó bỏ lên tàu, nó đậu cái tàu gần đó đó, nó bỏ lên tàu, trên tàu nó có súng, súng máy chứ không phải là súng thường nha mày. Đó. Mở miệng giả man luôn á. Coi chừng mai mốt bệnh cao máu anh ơi, tập gym khó cao máu lắm em. Vì bớt nóng mà thấy tao giống nóng không?
Sao không đi dạy môn lịch sử đi chú? Dạy lịch sử tiền đâu mua mạc mày. Campuchia cũng có đảo nữa anh, có sống có mày. Ngày xưa nó tính giành Phú Quốc với mình luôn đó. Quê anh ở đâu thế? Quê hương anh mang hình nan rẻo quạt, từng ru anh những điệu hát trên sông. Nay nhớ lại, anh dỗi bước xa trong, ngắm hoàng hôn, chiếc lá chiều xót lại. Biết ra đi là muôn lần nhớ lại, nhớ những ngày thơ dại sống vui tươi, nhớ hàng cây lơ lả ngã giữa trời. Nhiều lắm em, đọc tới ngày mốt luôn á. Hôm nay Duy Nguyễn tâm trạng tốt. Nói chung tại không có hàng giữ mối thôi, chứ có hàng vô ông Đam gãy cổ hết luôn á. Việt Nam Cộng Hòa bán đảo cho Cam lấy quân đánh thuê phải không anh? Ai biết mày nói đi, tao đâu có rành vụ đó đâu. À, xã hội chủ nghĩa có ưu việt sao cả thế giới không ai theo hả mày? Tại mày ngu thôi chứ thế giới nó theo cả nồi. Mặt mày nói ra chắc mày cũng chả biết xã hội chủ nghĩa là gì luôn, đúng không? Xã hội chủ nghĩa thế giới theo nhiều lắm nha mấy em, trong đó có Mỹ nữa, trong đó có châu Âu, đúng không? Trung Quốc, Nga, Việt Nam, Cuba, nhưng mà từng nước nó sẽ theo từng cái trường phái xã hội chủ nghĩa khác nhau. Bắc Âu giờ giống xã hội chủ nghĩa lắm đó. Nó xã hội chủ nghĩa mà. Cái gì? Tao lại mày. Mày nói họ cười. Nào là súng máy, nào đánh lộn nhau. Cái đĩ mẹ mày. Mày nói chuyện với những thằng ngu nha mày. Tao không thấy mày tranh luận mà thấy mày chửi lộn không à. Thì giờ sao đây? Giờ muốn chửi lộn hay muốn tranh luận? Nếu mà muốn tranh luận á, thì tranh luận với tao. Còn muốn chửi lộn, mấy em quất nó. Tụi em có quyền chửi thoải mái, coi như Như Nguyễn không thấy nha. Vậy thôi, ai rảnh đi chửi lộn với mày, mày làm idol là không có đi chửi lộn nha. Làm gì để tăng cân nhanh bạn? Lên Google và bạn gõ hai chữ thoát gầy. Trong đó có một bài viết rất hay nha bạn. Khóa mỏm nó lại Duy, kệ nó để cho nó sủa, cho nó nghèo chơi chứ khóa làm chi. Để cho nó câu, cho nó bỏ thời công ăn chuyện làm, nó mất thời gian ra cho nó nghèo chơi. Mình cũng được một view mà. Các bạn cũng có đối tượng để các bạn giải stress. Cái chuyện mà mỗi bên đều có lợi hết, tại sao không làm nhỉ? Đủ tiền sắm thêm siêu xe chưa anh? Chưa em ơi. Làm gì có tiền mà mua siêu xe. Anh lóc nó giùm em đi, đọc mà thấy dơ. Không cần đâu em. Em muốn thấy nó em lóc nó cũng được nữa. Có will có tiền nhé. Cũng được. Nước nào cũng vậy. Giàu quá chính phủ nó ép chết. Đúng không anh? Là sao? Tự nhiên giàu quá chính phủ nó ép chết làm sao mày? Mua Ducati đi anh. Nói chung mà tao đi mẹt 7 tỷ rồi, tao không quan tâm Ducati mày ơi. Duy Nguyễn có biết Điệp Liên Tú không? Không biết bạn ơi. Để tối nay tôi lên Google thì biết thôi. Làm con Rolls Royce chơi, tiền đâu làm trời. Tiến lên Lambo luôn. Nếu mà mua Lambo chơi Rolls Royce cho nó chắc.
Xe đi mấy anh chị em ơi, xe đi kiếm hàng mới mới rồi, hàng này không có thơm gì trơn rồi. Ai mà giàu quá sợ nó chi phối chính phủ thôi thì kệ người ta. Mấy kiểu sơn tây mà đam học hành hay thuế má hay phúc lợi xã hội em đam khô máu. Rồi rủ sơn tây vô kìa, có khoa kiếm. Mấy bạn kiếm anh sơn tây đi, bạn ghi là có khoa kiếm là sơn tây thích rồi. Bàn về vụ lưu hành 7 tỷ đi gì, ô 7 tỉnh. Nói chung là ok, nói chung là chính sách đó duy đứng trong độ kinh tế gì ủng hộ á. Tại vì giờ cái tiền tệ nó lưu thông vậy, nó giúp cho cái việc mà xử lý hàng hóa nó nhanh đó. Nó xử lý hàng hóa nó nhanh thì người thương gia người ta được lợi. Đơn giản thôi, có khỉ gì đâu. Gấu xài bộ ba thần thánh giảm mỡ. Giờ tăng mụn nó bắt đền mình giải quyết sao? Bộ ba thần thánh giảm mỡ mà tăng mụn mua đi body cho nó giải mụn em. Quan điểm của em, Việt Nam dần dần cũng bước lên, bước theo Liên Xô nếu không được trừng trị tham nhũng. Ở đúng rồi, rõ ràng. Mày nói đúng. Bán thuốc gì vậy em? Bán thuốc làm cho đẹp người chị ơi. À, cho em hỏi nhà hát 1.500 tỷ xây ngay thời gian này có phù hợp chưa? Tao không biết mày. Câu này mày hỏi tao không trả lời được. Tại vì tao không biết những cái dự án khác nó như thế nào. Đúng không? Nếu mà mình xây nhà hát với những dự án khác nó đồng bộ với nhau thì nó mới đi vào hoạt động được. Chứ còn giờ xây nhà hát xong mấy dự án khác chưa sát, chưa xây thì nhà hát mày nằm giữa bãi cỏ à. Làm sao nó hoạt động tốt được? Nói về vụ đổi 100 đô đi anh. Nói vụ đổi 100 đô thằng bị phạt thì nó hơi xui đó. Nhưng mà giờ nó làm đơn nó miễn phạt rồi em. Nhưng mà qua cái vụ này đó mấy anh chị em phải có kiến thức nha. Hiểu chưa? Đó. Phải có kiến thức để mấy anh chị em đổi tiền ở trong ngân hàng á, đừng đổi bậy bạ mấy tiệm vàng đi, mà gọi là thứ nhất á, là mình bị phạt và thứ hai thằng tiệm vàng nó cũng bị phạt luôn. Đi du học ở Mỹ nên nên làm ăn hay về nước, tùy em thôi, em cảm thấy môi trường nào tốt thì em chơi, không thì đi đi về về làm tiền đô mà sẽ về xài tiền Việt. Tháo dỡ cầu 14.000 tỷ có hợp lý không anh? Đụng với cái cầu nào mắc vậy? Cái cầu nào 14.000 tỷ mày? Cầu nào mắc kinh vậy? Duy xem bài của giọt Hùng Trần chửi ba sọc chưa? Đồng nghiệp ghim em đó dạ chưa anh? Chúng nó linh vụ tệ 7 tỉnh với chú HD để kêu gào. Kêu gào cái gì khổ quá. Anh Duy nói chung là quan điểm của anh Duy á, thì thấy hai cái vụ đó nó hoàn toàn nó đúng. Nhưng mà trong cái vụ 7, trong cái vụ 100 đô đó thì cái việc mà luật á, nó không có đến được người dân. Người dân người ta không biết. Người ta cứ nghĩ là ừ đổi vậy chắc không sao. Đó. Nên mình cố gắng mình xử lý làm sao cho đúng người đúng tội. Đó. Đừng có phạt cái chỗ luật như vậy. Thì người dân người ta không biết. Mà phạt người ta 90 triệu á, thì nó hơi tầm bậy. Còn thằng nào cố tình á, thì phạt 900 triệu vẫn đúng. Nha mấy em. Còn cái chuyện mà 7 tỉnh, cái chuyện mà tiền tệ là đúng rồi, tụi nó sợ Trung Quốc em hiểu không? Nhưng mà nói thiệt cho em nghe nè. Cái nó tụi nó cũng phải là sợ Trung Quốc nữa, nhưng mà cái nó tụi nó chống phá nhà nước. Đó. Tại vì nhà nước đưa ra một chính sách gì đó, nó sẽ tìm cách nó chống phá để cho nó tạo cái sự gọi là hoang mang trong người dân, rồi là nó ly nó kêu một cái từ chính trị. Anh thì anh ghét nói chuyện chính trị lắm em. Anh rất ghét, nhưng mà phải nói chuyện này cho em mới hiểu. Nó kêu á là gì, ly gián giữa đảng với dân à, để chi, để hòng cô lập đảng và sau đó thực hiện cái chiêu bài là gọi là diễn biến suy thoái trong đảng để ly khai đảng để cho đảng yếu đi. Nó là nói chung là cái chiêu bài chính trị. Mình dân nhau mấy em, nói chuyện vui thôi, kinh tế thôi, chính trị chính em mẹ gì để cho tụi nó tự chết đi, nó đừng có dây vào nghe tao nói thiệt luôn á. Kệ đi nha, mình là công dân tốt, mình yêu đất nước quê hương Việt Nam mà được rồi. Đúng không? Mình đừng vi phạm pháp luật rồi, ok rồi đó. Tham nhũng Việt Nam mà dẹp được mới lạ. Thì không cần dẹp được em, đỡ đỡ chút đỉnh thôi, chứ giờ mẹ bắt dẹp hết thì sao anh dẹp được? Không bao giờ dẹp được. Nói chung là nước nào nó cũng tham nhũng, nhưng mà tham nhũng ở cái mức độ nào?
Vậy thôi. Dẹp được chút đỉnh là mừng thấy mẹ rồi. Thì Dương nói quay thịt bò tươi đâu rồi anh? Ai biết. Thì Dương trong túi quần tao nè. An Nhiên lên Duy. Rồi An Nhiên có lên thì mời. Ai lên thì phải nói em biết. Chứ giờ tự nhiên người ngồi dưới em mời lên cũng đang tắm sao. Ừ đúng rồi. Nhà nước lên án vụ lên lên tiếng vụ 100 đô anh có đọc. Thì nói chung là cũng mấy ông đó phát biểu á, thì cũng giống giống như Duy nhận định trước đây. Đó là cái chuyện 100 đô phạt là đúng nhưng mà chưa hợp lý. Tại vì căn bản là mấy thằng cha này cũng đâu biết luật đâu. Phạt tao tới 90 triệu tiền đâu đóng. Nó phải chia ra mức. Xử cho đúng người đúng tội. Mình nghĩ anh thợ điện không bị phạt đâu. Em cũng nghĩ như vậy. Không bị phạt đâu. Không có nút camera anh ơi. Em có nút camera mà. Muốn lên thì mời em lên thôi chứ. Chị bận làm việc rồi cưng. Thấy chưa, sống ở Mỹ khổ lắm. Bữa nay thứ mấy? Thứ bảy cũng phải đi làm nữa. Trời ơi, mẹ tôi về Việt Nam sống cha nó cho rồi đi. Sống ở tư bản gì bị bóc lột như chó vậy đó. Thiệt tình. Sống vậy là uổng lắm em. Nó làm không mốt cái tuổi đời mình nó qua rồi đâu kịp hưởng gì đâu. Mình ở Việt Nam em thấy phải phay em như Nhi Nguyễn. Quá tập gym lại tiêm suốt ngày. Bây giờ nhìn Duy trẻ lắm. Tại vì cuộc sống của Duy nó cân bằng nhẹ đầu nhẹ ấp. Nhật làm chết trên bàn Nhật luôn á. Bởi vậy nói thiệt bạn á, bạn cái chuyện gì cũng vậy thôi, đi Mỹ với đi Nhật gì nó cũng là vấn đề hai mặt, suy xét cho nó kỹ. Vì mày nói nước nào cũng có tham nhũng, vậy tao hỏi mày, Mỹ, Canada, Anh, Nhật, Úc họ tham nhũng được thằng được không? Ủa vậy hả? Ủa tao tưởng là mày đi rồi chứ, mày bị tao nói như vậy mà nãy giờ cũng còn coi nữa hả? Thì thôi mình cho nói bạn vậy nè, thí dụ như á, bạn nói là Mỹ, Anh, Nhật, Pháp, Úc không có tham nhũng, mình méo tin. Đúng không? Cần mình dẫn chứng không? Hả? Dẫn chứng không? Cái chuyện mà thằng Mỹ nó tham nhũng như thế nào á, bạn hỏi ông Sơn Tây á, cha đó người Mỹ á, hỏi ông đi, tham nhũng thế nào? Ông kể cho nghe. Đó. Tư bản bóc lột hay sao, chủ nghĩa bóc lột thằng chó nữa, bạn cứ chửi hoài. Khổ ghê đó, tôi nói bạn rồi. Tôi cóc cần biết là xã hội chủ nghĩa bóc lột hay tư bản chủ nghĩa bóc lột. Nhưng mà cái tôi binh là tôi binh đất nước tôi. Tôi cũng không có chà đạp gì tư bản hết. Đúng chưa? Nãy giờ bạn thấy mình chà đạp gì tư bản không? Tôi chỉ binh hai chữ Việt Nam thôi. Còn bạn á, chắc là bạn đang đứng về phía tư bản. Đúng không? Thì bạn quay lưng với đất nước Việt Nam. Ok bạn, chuyện đó tôi không quan tâm. Nhưng mà tôi á, tôi không có đụng chạm gì tới bạn hết. Còn bạn nói một câu nào bạn cũng chửi mình là thằng chó này, thằng chó kia hết. Nếu mà nó là thằng chó là sao bạn ngồi bạn nghe nó kỹ vậy? Bạn cảm thấy mà cha mẹ bạn đặng đẻ ra, đúng không? Mẹ cha của bạn trong một đêm giông bão cũng phải làm tình chết mẹ luôn, cũng gãy cái lưng luôn mới phóng được mấy con tinh trùng khuyết tật thiếu múi để nó vô nó gặp cái trứng mà chưa chưa dậy thì hoàn chỉnh của mẹ bạn để sản sinh ra một người như bạn, mà bạn sống tới thời buổi bây giờ nữa mà bạn ăn rồi bạn cứ chửi người ta, mà bạn đi nghe một cái thằng chó mà nói chuyện nãy giờ bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi, bạn có cảm thấy vinh dự với song thân và liệt mẫu không? Đúng chưa? Tôi chỉ hỏi bạn chừng đó thôi. Chứ còn bây giờ bạn nói nguyên một đất nước mà không có ai tham nhũng hết thì thôi bạn nói đó, con nít 3 tuổi nó tin tôi chả rảnh đâu mà tôi tin. Mút him đi, không có mút được, bên này đâu phải Bigo đâu mà mút. Anh đảng viên phải không? Không mày ơi. Tao mê gái lắm. Tao đọc báo mấy đảng viên nó vô nó chịch gái con phát một toàn là bị kỷ luật với bị đuổi việc không à. Tao sợ. Nên thôi kệ mẹ nó, tao vì gái mà tao không vô đảng mày ơi. Chửi cũng phải văn hóa. Đúng em, đối với anh muốn chửi là cũng phải có văn hóa. Cho anh lên chút. Không có lên không có đuổi khách anh em nha. Rồi cho Luli lên trình bày chút xíu nha. Ủa, tôi đang đông khách, ông lên ông đuổi khách tôi nghỉ chơi ông luôn. 2 phút nha, rồi 2 phút là xuống nha. Mấy bạn nán lại nghe cho anh Luli lên 2 phút nha các bạn.
Ok, bây giờ anh vừa ông nói cái này bên diễn đàn của anh rồi nhưng mà nó ít người sang diễn đàn, em nói nó lan tỏa hơn. Cho anh nói 2 phút. Má thằng nào Vậy tao đây, tao bênh gọi là xã hội chủ nghĩa, tao chửi tư bản chủ nghĩa đây. Tư bản chủ nghĩa chúng mày đấy. Mày cứ tưởng tượng đi, một thằng đàn ông cong đít lên cho thằng Tây đen nó đóng cho long lỗ đít ra mà cuối cùng vẫn phải vào đóng thuế. Mày có thích không? Ở Việt Nam chuyện đó là không có. Thằng nào mà giỏi hơn tao, mà nói chuẩn hơn tao lên phản đam cái vụ này. Ở Mỹ một con gái điếm rồi nó cũng thu thuế. Đấy, nằm ngửa ra cho thằng khác chơi mà cuối cùng vẫn phải đóng thuế. Thấy bóc lột chưa? Ở Việt Nam có cảnh này không? Ở Việt Nam ca với gái đi điếm có phải đóng tiền không? Còn nếu như chúng mày ở Mỹ hay là ở bất cứ nước tư bản nào, mày đi làm ca ve đực thôi, cong lỗ đít lên cho nó đóng cũng phải đóng thuế. Chúng mày sướng không? Nếu mà muốn sống ở tư bản cứ việc, đừng nói gì về Việt Nam nữa. Ok thôi anh xuống, chỉ có mỗi ý đó thôi. Thằng nào bỏ lột rồi tư bản hơn? rồi nó yếu sinh lý gì em thích đó. Không, bạn Phan Hà mà thấy không, tao nói chuyện với mày rất lịch sự đúng không? Ông bự con quýnh mày cũng chết nữa. Thứ hai, ông nói chuyện ông có nể đâu. Mày phải hiểu, tao là người rất là dễ thương, đúng không? Tao nói chuyện rất là lịch sự. Mà tao nói thiệt chứ với mày á, mày chơi với thằng Duy Nguyễn không được, mày khỏi chơi với thằng nào. Mẹ sống trong sướng không biết sướng, để cho tao nói thẳng mới chịu. Nào là gì đưa lỗ đít cho đóng, ví dụ ghê cho mày. Rồi rồi thêm anh Dũng Trần nữa kìa, thằng nào bảo Mỹ không có tham nhũng gặp tao kìa. Rồi anh chị em nào lên yếu sinh lý nữa không? Khuya rồi yếu sinh lý đi. Để hồi Di Đam ngoài chết tụi nó đó. Kêu bên Sơn Tây vô đi mấy bạn. Bây giờ hôm nay phe Mỹ ít quá. Tiếng trước người sau hả? Mời một người lên live nó bị như vậy đó. Định kiếm ai mà mời mời người nào nữa đi. Ai lên đam yếu sinh lý mà hay như Sơn Tây nữa không? Chỉ ra cái gì mà thằng kia nó nói nãy giờ á. Chỉ là ngắn gọn đi, thách đấu nó đi. Tao lên, mày lên thì qua bên Facebook. À, cha Luli này lên cái tụt mẹ 50 view mới đau chứ. Bây giờ mời một người lên nó mới hết là tiếng bạn ơi. Nhanh 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 tụt view xe đi mấy ông nội. Ngộ ghê á. À, tôi lên thì đi qua bên Facebook mới lên được. Bigo sao lên? Đúng không? Qua bên Facebook nghe. Facebook sạch Facebook của Di kìa, xong vô coi like nè, đang like Facebook nè, Facebook mới mời đam được. Thức khuya làm cơ bắp khó phát triển đúng. Thấy anh ngồi tranh luận với người khác, quan điểm có thắng cũng không được gì, mày ngu. Mày ngu, bây giờ mình tranh luận mình thắng thì mấy người ở dưới người ta coi, người ta thấy được đâu là chân lý người ta nghe. Chứ không có theo phản động hết sao mày? Ngu thật. Mày cứ nghĩ tới cái lợi của mày không à. Mày phải nghĩ tới cái lợi của dân tộc chứ. Hiểu chưa? Gì? Can you speak English? No. Mày vô room tao phải nói tiếng Việt Nam mi mày. Bị đặt bích bích biến. Không. Gì? Ai đông có nó stand vô lắng của kệ mày. Đấy. Mày vô room tao mày nói chuyện mày không hiểu ngôn ngữ của tao, mày phắng đi chứ mày đây làm gì? Bực mình thêm thằng này nữa. Trổng nước ngoài. À, anh Duy cho em hỏi tại sao Việt Nam truy nã tội phạm mà mấy nước bao che là sao anh? Thì nó bao che nó có lợi nó mới bao chứ em. Facebook nặng tải xem khó, mà thua ông luôn.
Facebook anh là gì anh Duy kìa, anh có ghi trên màn hình kìa em, Duy Nguyễn. Duy Nguyễn THOL. Gì? Đỉ ở Việt Nam méo đóng thuế à? Thế mấy thằng công an sao không bắt nó? Bắt hoài đó mày, mày đi mày đuôi không biết đọc báo hả? Bắt biết bao nhiêu lần luôn. Chào anh chị Hiếu Võ. Ông kêu ông sơn tây ông lên. Ủa ông lưu đi ông lên thêm lần nữa coi tiếng nó có trở lại bình thường không? Ông lên lần tiếng đi luôn rồi. Lên chém gió thêm 1 phút 2 phút đi coi tiếng nó có bình thường lại không anh? Ok, anh nên anh Mà lên chém gió đi nên bước đi. ok anh để anh trả lời cho cái thằng Hà Hoàng đấy. Mày bảo là ở Mỹ người già thất nghiệp là có tiền trợ cấp à? Má nhà mày, tiền trợ cấp đấy nó nằm ở trong cái tiền đóng thuế của mấy thằng đĩ đực đó. Mày ăn cả cái chỗ đấy mày không tính ngon à? Mà mày 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 vẫn còn còn ấy hả? Mày ăn cả cái tiền đó à hả? Đúng không? Mày thấy thế mày sướng chưa? Mày ăn từ cái đồng tiền của KVA đi được thế mà rồi chúng mày vẫn tự hào à? Đâu, thằng nào xem là Chào tôi Phương nghe chứ suốt ngày ngồi chê anh Sơn Tây chắc vừa anh đam quả này thụt đầu thụt cổ chạy rồi. Không thấy xuất hiện nữa rồi. Hay là anh lại Sơn Tây đang gội đầu anh Sơn Tây? anh Sơn Tây nãy ở bên diễn đàn của anh Đam thua hả? Anh Sơn Tây nãy bên diễn đàn của anh Đam thua hả? Không thua nhưng mà có những câu mà nó bí quá. Hỏi nhất là cái vụ mà tại sao điệp viên Nga chết ở Anh đó thì nước Mỹ cấm vận nước Nga, rồi Liên minh châu Âu cấm vận Nga. Còn coi nhà báo Ả Rập Xê Út Anh đây hỏi bị chết phanh thây. họ thấy nghi lắm Thế nghi là lắm mấy thôi ông chúng hỏi ta hai điều đó chạy vòng vòng không à. Mới lại cái chạy vụ một vòng vừa cái gì anh KVA đi Sơn được Tây anh đây. chừng đa một câu thôi là, anh Sơn Tây chỉ cần đa một câu là thắng à, cái vụ đó Mỹ biết rồi đang nhận hồ sơ điều tra xác minh bây giờ làm rõ nha, Thì thế chừng nào thôi. làm rõ xong quay lại trả lời sau Nhưng mà bây giờ Mỹ là cũng cũng ghê, không muốn nặng lời với lại Ả Rập Xê Út bởi vì chỗ đấy là chỗ kiếm tiền. đúng rồi, thằng 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 con rể của Trump chơi với thằng thái tử nó thân lắm. Mà thậm chí Sơn Tây bảo là coi như là ngay kể cả Donald Trump ngày xưa phá sản là cũng do Ả Rập Xê Út nó cứu. Thành ra bây giờ đâu có dám nói đâu. Vậy hả? Vậy là nó cho tiền là sao dám nói. Đấy, tao đã nói rồi, thằng Duy vừa nó nói một câu, nó bảo mày bảo tao là con chó mặt lồn Bắc Kỳ. Thế mà mày bỏ thời gian, mày mất thời gian mày vào đây mày xem, đúng không? Bố mẹ mày nuôi lớn mày để chỉ vào xem mấy thằng mặt lồn như này thế à? Bà Bắc Kỳ là C ông nội à, Bắc Kỳ là T là bà là bắt cướp nha. Hôm nay đi chơi đâu không? Hôm nay ở nhà anh ơi, bữa nay mới thứ bảy à. Kìa nó chửi tiếp kìa anh. Kệ đó. Lũ Việt cộng chó chết. Mày hay lắm. Mày sống ở đâu mà bây giờ mày vẫn còn cái từ Việt cộng với Việt gian ở đây. Thế kỷ 21 rồi mà bây giờ vẫn còn nói từ Việt cộng là tao biết trình độ của mày rồi. À, xin lỗi mọi người nhá. Vì mày ham đam quá cho nên là khi mà vào diễn đàn chưa chào tất cả mọi người. Anh lưu ly anh ngồi nói chuyện giùm em phút 2 phút đi, em tiếp sạc cái nha. Ok. Vì vào cho nên là ham đam quá nên là không chào mọi người. Mà mình chào mọi người nhé. Chúc mọi người một cái ngày thứ bảy thật là vui vẻ nhé. Còn tôi nói với các bạn này, sống ở nước ngoài đấy nó cũng chẳng sung sướng đâu. Các bạn cứ tưởng là làm ở nước ngoài sướng lắm, thì mẹ làm vào trong công xưởng rồi chui đầu vào làm á, nó gõ cho đến nơi đến chốn đấy. Các bạn có nhìn thấy ở bên Mỹ không, cái người Việt Nam ở bên Mỹ đó bị còn bọn da đen đấy, bọn Tây đấy, nó vào trong tiệm nail nó làm xong nó không trả tiền, nó còn gõ cho long thủ lên đấy đấy.
nhân quyền đó, đấy, tự do đó, sướng chưa? Còn cái thằng quân lệnh cuối cùng này chắc chắn là chút nữa là sẽ bị cho ra khỏi diễn đàn. Đúng rồi, chị An Nghi, An Nhiên. Suốt ngày coi là đi no kiếm tiền thì không đi no lo phản động. Lại mất dạy chưa? Còn tôi nói với các bạn nhiều cái này. Tất cả những cái thứ mà người Mỹ được hưởng, tất cả những cái thứ mà dân Mỹ được hưởng, đấy là toàn là tiền thuế của người dân thôi. Đúng không? Toàn là thuế của tiền của người dân thôi, từ thuế của bà nhặt rác, thuế của ông phu xe, rồi thuế của người lao động. Nó mới có. Nó lại có cái, nó lấy xong nó lo cho rồi, nó phải lấy lại bằng cái cách nào? Nó lấy lại bằng cái cách là mày đi học tao cho mày miễn phí, thế nhưng mà học xong rồi ra đi làm lại đóng thuế. Nó chẳng qua nó cho vay thôi chứ làm cái gì mà nó gọi là cho. Được rồi, tí nữa nó vào nó sẽ nốc cho nó đi lấy cái cục sạc thôi, mà nhân tiện nó đi lấy cục sạc coi là vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm nhảy lên rồi chửi bới linh đình lên. Các bạn tha cho nó làm gì? Chém chết đi thôi chứ để làm gì nữa. Cái bọn ăn nói vừa mất dạy vừa vô văn hóa lại còn mang cái tinh thần phản động nữa. Các bạn chia sẻ ra nhé. Mình vừa vào cái là làm nó tụt mất mấy chục view, nó đã sót rồi, mai khéo nó block mình nữa. chia sẻ rộng ra. Thằng quân lệnh cuối cùng đấy, em cho nó xuống hầm cầu đi em. Vào toàn chửi bới này, còn chửi cả lãnh tụ nữa. Đâu nào. Thằng quân lệnh cuối cùng đấy. Quân lệnh cuối cùng gì đó đó. Là quân lệnh cuối cùng. Thằng này bị bỏ cái đã chết rồi. Nói chung người ta nói mày nghe nè, vô đây chửi cái gì không biết nữa, mệt quá, đúng không? Sợ cộng sản á, thì đi trốn đi, chứ mà tối ngày vô đây chửi tao không à. Đây em đem đam nó cho chửi chi, thằng này chậu tre mà chửi Bác Hồ chậu nữa đó. Tối ngày mày ăn được không rồi. Nghe mày nghèo thì kệ mẹ mày chứ, tự nhiên mày chửi Bác. Đúng không? Mày biết Bác là gì? Bác là nguyên khí quốc gia đó mày. Không có Bác là dân Việt Nam mày chết mẹ hết rồi. Đúng không? Không có được hổng như vậy. Tao nói mày rồi. Đừng có chống nhân dân nhiên. Gì lóc đi cho... Cái này làm đơn nha. Cái này là nó làm đơn. Nó làm đơn, nó kêu lóc rồi tao tội nguyện mày. Tụi nhìn mặt này biến thái thiệt nội mẹ ơi. Rồi nó lên đường rồi đó. Nó làm đơn thì quốc nó luôn. Thuế ở vậy nhưng công bằng. Tiền thuế là được. Tao nói cho mày theo cái định luật bảo toàn năng lượng đấy. Thì chẳng có cái gì mà tiền từ tay mày sang tay tao. Xong lại từ tay tao về tay mày mà nó không có rơi rớt cả. Đúng không? Nếu mày là một thằng có ăn có học thì mày phải hiểu một điều, tiền qua từ tay mày sang tay tao rồi xong tao lại đưa lại cho mày là phải mất công, gọi là hao phí rồi. Không có từ công bằng đâu, chẳng có cái gì công bằng bằng cách là mày mua xong mày trực tiếp trả tiền cả. Cho nên đừng nói là thuế nhà nước thu xong lại lo lại cho người dân mà là lo hết đâu. Mày đóng 10 đồng mày chỉ được hưởng 8 đồng, đấy là nguyên tắc. Còn đừng bao giờ nói là mày bỏ 10 đồng mày được hưởng cả 10 đồng đâu. Còn mày mà hưởng quá 10 đồng, tức là hưởng 11 đồng là mày là một thằng ăn bám xã hội. Kiểu gì mày cũng vừa nhục hoặc là mày mất tiền. Mày thích kiểu gì? Mày đóng có 10 đồng thuế mà mày ăn 11 đồng tức là mày chịu nhục, ăn bám xã hội. Còn mày đóng 10 đồng mày ăn có 8 đồng thì mày là cái loại bị ngu, mất tiền ngu thôi. Đấy, mày thích kiểu gì nào? Thích đau hay thích nhục? Má mày. Tóc anh để năm mấy em?
gì Phan Hà giờ bớt chửi chưa? Hay là cũng vẫn vẫn còn chửi như xưa? Vẫn vẫn. Không, bớt chửi rồi nhưng mà đam. Ông chơi xanh đâu rồi ta? Jason hôm qua cũng cắt lắm á. Ở đây sao? À, cái đoạn mà ngồi ô tô đấy thì Jason hôm qua cũng cắt lắm á, nhưng mà giận đâu. Không, dạo này bên đấy là cũng gắt rồi. Anh Sơn Tây dạo này cũng gắt phết. Minh Phùng à. Lâu lắm rồi mới thấy Minh Phùng vào đây đấy. Mày cái lồn mày biết gì về nước Mỹ vĩ đại, nói ra cười đó thằng chó. Tao nói thật tao chả biết vĩ đại không, nhưng mà tao thấy nước Mỹ là một nước vô cùng bóc lột. Thế thôi. Anh Luli, anh Luli, thằng này em có người này đam hay đó. Anh xuống đi, em đưa người này lên đam, thằng này vui lắm rồi. Ok. Rồi xuống dưới rồi coi đi. Yeah, đó rồi. Nè thằng này ơi. Đang mời bắt cầm đam đó nha. Đang mời bắt cầm đam đó nè. Bắt cầm đam làm gì không dám lên luôn trời. Việt Nam là yên bình nhất thế giới. Đúng rồi. Tại vì Việt Nam là quê hương của tụi mình đó. Nên quê hương của tụi mình là đẹp nhất. Đó. Những người nào nói tiếng Việt Nam là quê hương. Làm gì vậy con? Cái gì vậy? Tao đang chiên cá mà sao đủ mà. Vụ gì? Sáng nghe chút xíu vậy? Sao nữa? Nghe được không? Tắt cái gì lên. Trời, con bác bị gì rồi? Có bác cầm lên ụ cũng đỡ lắm mà sao bác cầm kia này lên được ta? nước Mỹ vĩ đại bao nhiêu rận, bao nhiêu rác nhận hết. Quê hương là chùm khế ngọt, đúng rồi. Quê hương là chùm khế ngọt nhưng mà vú sữa nó đi xuất khẩu mỗi ngày. Kiếm mà có hàng không ta? Khuya rồi đam cho nó vui. Cái lồn trâu còn vĩ đại hơn nước Mỹ của Phan Hà. Ê, nói vậy thì gắt quá bạn. Nói vậy kỳ quá nha. Không được. Mình nói chung là mình kiểm điểm đồng chí. Đồng chí đang gọi là bóp giấy lãnh đạo đó đồng chí. Đồng chí hiểu không? Tại vì chủ trương nhất quán của Việt Nam bây giờ là hợp tác toàn diện với Mỹ. Đúng không? Gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, cùng đi đến hòa bình hữu nghị nha. Đồng chí không được quyền nói cái chuyện nước Mỹ như cái lờ nha đồng chí. Tôi rất là kiểm điểm đồng chí ở vấn đề này. Đó, kỳ sau mà ra Trung ương là tôi đưa vấn đề này ra đó. Nếu mà không đồng chí không xin lỗi. Đồng chí xin lỗi đi, coi như tôi chưa thấy. À, đồng chí không có được nói Mỹ như vậy nha. Tư bản khác xã hội chủ nghĩa thế nào? Trời, nữa hả? Nói mày nghe, tư bản là cái có trước, xã hội chủ nghĩa là cái có sau, đúng không? Tư bản nó có được là do nó bóc lột người dân, nó bóc lột lao động của nó trong cái thời điểm bây giờ. Mày nó nghe tao nói rõ nha, trong thời điểm bây giờ là coi như đầu thế kỷ 20 đi, đó mày hiểu thời điểm đó. Nó đâu nó rút đó, đúng không? Tức là nó bắt làm lao động trong những cái môi trường mà gọi là khổ, rồi nó bắt lao động nhiều giờ, rồi nó bắt lao động này nọ, nó bóc lột, trả lương thấp kém hơn so với cái giá trị mà người lao động tạo ra nhiều lần. Hiểu chưa? Chết mẹ nữa hả? Đang giảng bài hay, thôi mời bắt cầm lên đi. Chào bác,
Nãy giờ bác không gặp được. Hello con. Có bác là nói gì những câu chuyện hôm qua đi. Những câu chuyện hôm qua bác nhớ hôm qua bác có coi mà. Có coi nhưng mà được giờ rồi, tao mày nghe rõ không? Được không rồi. Ok rõ chưa? Rõ rồi phải không? Ok bây giờ hai tao nói cho tụi mày nghe, nói chốt một cái như vậy nè, hai tao nói cho tụi mày nghe cái điều này nè. Những thằng nào ở nước ngoài nghe rõ không, chẳng hạn như ở Mỹ, ở châu Âu hay là ở đâu không cần biết chuyện đó, mày hãy rờ lại cái đầu của mày đi. Nếu ở Mỹ đủ cái thằng Mỹ đéo có thằng nào có tóc đen hết trơn trời á, đủ mà đéo có thằng nào mà có lỗ mũi với mắt, đủ mắt lõ, đủ mắt xanh, đủ mà mũi lõ hết trơn trời. Mày phải hiểu mày là ở một đất nước sở tại, mày chỉ là công dân hạng hai, mày đéo phải đại diện cho cái đất nước đó. Cái thằng Việt Nam mà đại diện cho nước Mỹ mà để mà nói chuyện về Việt Nam thì đủ má thằng đó như cứt kìa, đủ mà mày đéo có đại diện cho ai cả. Mày không phải là người Mỹ, tiếng nói mày cũng đéo phải là người Mỹ, mày nói tiếng Việt, mày viết tiếng Việt, mà nói tiếng Việt, mà mày đại diện để một cái đất nước đó để mà nói về phê phán Việt Nam tao là đủ má, là tao chửi á, đủ đáng chịu, đủ má tụi bay. Đúng không? Tao nói vậy mày hay nghĩ đúng không? Tại vì mày đéo có đại diện được, tại vì người Mỹ cũng không đại diện được mà. Chừng nào là tổng thống Mỹ á nói về Việt Nam tao tao ok, còn tụi bay á đủ bên ever, ê bỏ vô vô rác ngồi đi, chờ chút, đủ thằng nào nói tao nói ngu là sao? Có thằng nào ở Việt Nam mà ở Mỹ nào mà đại diện cho người Mỹ đâu, dám nói cái đại diện cho người Mỹ hả? Đúng không? Thành ra đừng bao giờ so sánh những cái chuyện mà của Mỹ với Việt Nam, mà bây giờ tao so sánh thử tụi bay coi nè. Việt Mỹ có nhiều cái nhất hơn Việt Nam, rõ ràng, rất là nhất. Chẳng hạn, cái số người chết một lần nha, chưa có thằng nào bằng Mỹ cả. Số 11 tây 9 tháng 9 ngày 11, đủ quốc cái 3.000 người chết, đủ Việt Nam mà chưa có bao giờ có xảy ra đó, là phải Mỹ nhất không? Số chết, số người chết một lần trong một vụ, đây ta đéo nói cần đi cho, ta chỉ biết chết thôi. Năm ngoái nó rã súng ở Las Vegas chết 50 mấy người một cái, đồ mà cũng khủng khiếp luôn, đồ mà cũng hơn Việt Nam nhiều cái hơn lắm, tao kể là tới chiều cũng chưa hết nữa, đồ đó rõ ràng đó. Rồi thí dụ như chẳng hạn như là súng đạn hả, đồ mà Việt Nam là thua xa rồi, đồ cũng Mỹ nhiều hơn, rõ ràng thằng nào cũng có một cây chứ, đúng không? Đó rồi thí dụ như là cảnh sát với là giao thông. Đúng không? Có kể cả Mỹ cũng có. Đồ má nhớ nhắc tao cá trái nữa là tao chửi cha tụi bay lên đó. Đồ đang chi cá nữa đó, đồ má. Tới chưa? Rồi gì nữa? Đồ mày ăn nhân quyền phải không? Rồi, đồ má thằng Mỹ, đồ má mày phải bắn người chết như ngoé, tao đã đưa video clip cho tụi bay coi hết rồi đó. À. Cho nên ra gì thì Mỹ cũng nhất cái chân trời đó, ta kể là những cái gì của nhất của nước Mỹ, đủ chợ kể cả chàng nào ở nước Mỹ, đầu đen ở nước Mỹ. À, cho nên vì chỗ đó anh ra suy nghĩ lại, đừng bao giờ đủ có nói thằng Mỹ là nhất. Tại vì nó nhất rõ ràng có nhiều cái nhất, gái điếm, đủ mà nhất luôn. Việt Nam mình đủ có đâu có thằng nào mà tự do vô đó trả tiền, đủ má chơi đâu, đủ ở Mỹ có, lên đá rồi gác đó, thấy không? Phim xét nước Mỹ, đủ má cũng nhiều nhất luôn, nhất thế giới luôn, đủ cái thứ gì nó cũng nhất trơn mà. Đó. Đủ rồi ra đường chỗ đám đông, đủ nó xả súng mình cũng sợ chết chết mẹ, cũng nhiều nhất luôn, đủ mắt cũng nhiều nhất luôn, đủ mắt cái gì nó cũng chết cái chân á, đủ mắt khổ vậy đó. Mày làm con hồi đó có cá này đó, thành ra đây tao nói một lần nữa, những thằng đầu đen tóc đen mũi tẹt, đủ má đừng bao giờ nói chuyện nước Mỹ ngang, bỏ đi ngang, đủ chưa? Đồ mà tao ghét nhất là cái thằng mà đồ của mẹ nói tiếng Việt, viết tiếng Việt, đầu đen mũi tẹt mà lúc nào cũng nói nước Mỹ tôi, nước mũi gì, nước Mỹ ông nội mày chứ nước Mỹ của mày, mày làm con cặc gì nước Mỹ, đồ má tụi mày nói chuyện tới tào lao, đồ mà tao hả, Minh Phụ tao không biết, đồ mà tao ở Việt Nam tao có nhà mà mày, tao muốn đi là tao đi chứ mày thằng mày mày lại càng không biết tao nữa. Tao có hai quốc tịch rõ ràng mà nó đâu nó láo, hỏi thằng Duy Nghĩa coi đúng vậy không, hai passport
Rõ ràng phải không? Tao có nhà làm chủ quyền nhà Việt Nam. Tao thích đi thì tao đi, tao thích về thì về. Đủ đưa ra trùm quả đéo nó cấm tao được cỡ chữ bay. Đủ x, bay, go, get out. Đủ tàu lao. Người ta nói rồi bà nãy cái gì Mỹ nó cũng nhất trơn, nó cũng giàu nhất nữa, thiếu nợ cũng nhiều nhất nữa. Đủ mà thấy không? Đủ. Tao thấy rõ ràng đó, đừng bao giờ đầu đen mà lên nói đủ mắc cái chuyện nước Mỹ, rồi tao ghét lắm. Rồi còn muốn nói gì nữa không? Đó, cái chủ yếu tao là vậy đó, gom lại. Rồi bị cái câu này tao đã nói bên dưới diễn đàn của Luli rồi. Các bạn trẻ ở Việt Nam, tao tao không nói nước Mỹ nha, hơn Mỹ thì đủ má nó. Bây thường thường mình nói, những người nào có một cái tích cực về quê hương thì cái chuyện đó rất là dễ. Nhưng mà cái thằng nào mà đã có đéo cục cất ở yêu hương nó ghét thì đụng miễn miễn bàn tụi nó. Thế tao hỏi tụi bay đánh một cái mốc từ 1945 tới ngay thời điểm bây giờ, các con coi thử cái giai đoạn nào mà các con đáng sống nhất, gồm có hòa bình, không chiến tranh, không người chết, không đủ thứ. Con coi thử coi cái giai đoạn nào là cái giai đoạn con đáng sống nhất. Trả lời cho coi, tao nghe coi, nếu trả lời đúng, bấm số 1. Lo quên ra cái giai đoạn nào. Giai đoạn nào, thử coi, tụi bay ngồi thử coi. Cái giai đoạn nào mà hòa bình, không chiến tranh, không chết chóc, không bom đạn, không đủ thứ. Không có lựu đạn, không đủ thứ, hả? Giai đoạn nào? Đủ không dám trả lời hả? Giai đoạn bây giờ nè. Giai đoạn hiện tại phải không? Giai đoạn hiện tại là ngon nhất phải không? Thế thì đủ má có con cặc gì mà tôi phải ngồi lên bảng tụi bay, đủ má tụi bay ngồi phê bình. Đủ má tụi bay. Tôi cho mày 100 năm rồi, đủ má mà tụi bay còn chưa trả lời nữa. Giai đoạn hiện tại là cái đủ má khác khác ha. Alo, cái tiếng mình nghe được không mấy bạn? Cái tiếng mình nghe được không? Nè, có sẵn tay lên nè, được. Đó, xuất hiện hai cực rồi nè. Alo, tiếng gì nghe được không các bạn? Yêu sinh lý không anh sẵn tay? Hôm qua ra chơi khô máu mà. Trả lời tôi cái coi, tiếng nghe được không? Nghe rồi hả? Quốc đi sẵn tay ơi. Quốc đi anh. Yêu sinh lý không? Còn chị An Nhiên làm gì không comment tối ngày kha kha hoài vậy trời. Ở anh sân tay đeo tai nghe vô để không bị mang tiếng nha. Vui không mấy em? Này gọi là đấu trường nè. Tối nào anh Nhiên cũng có chương trình đấu trường hết mấy em. Nói chuyện như thằng Di Nguyễn có đàng hoàng không? Quá đàng hoàng. Quá đàng hoàng. Sơn Tây mặc áo vô xong chơi trên Sơn Tây. Giai đoạn này đáng sống nhất sao chui rút vào Mỹ vậy chú? Mình lên đấu trường không? Quốc Quy mình lên đấu trường không? Lên đấu trường không? Cho mình lên luôn. 5 phút tối đa. Mày comment chú bắt cầm có đọc được đâu. Chậm hoài vậy trời. Bây giờ mời người nó lên đi nó mới im lại. Ai lên lẹ lẹ đi, 5 phút giùm cái tiếng nó bị gì á, bực quá. Rồi, phe nào đi, nhớ là phe Mỹ đi. Nè, em Sơn Tây nè. Lên bữa đi Sơn Tây. Má anh lãnh tụ tinh thần, anh không lên không. Khổ ghê vậy đó. Chậm hình, má bực mình cái điện thoại ghê ta. Xài đồ của con hàng xẻng này. Đúng rồi đó.
Thôi giờ mời anh Lưu Ly lên 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 lên, lên phản biện với anh Sơn Tây nha. Anh Lưu Ly lên phản biện với anh Sơn Tây giùm đi. Rồi anh phản biện anh Sơn Tây đi. Có anh Sơn Tây nói gì mà phản biện? Anh vừa có chưa bên diễn đàn của anh nó nói gì? Thì anh phản biện đi. Ông đang nghe kìa. Trời ơi, đã nói rồi anh Sơn Tây hôm nay không được, không bao giờ dám thò đầu lên trên này. Khẳng định với em một câu. Bởi vì vừa ở diễn đàn kia anh nói thẳng rồi. Anh đã nói là anh Sơn Tây từ bây giờ không bao giờ dám thò đầu lên. Anh biết anh Sơn Tây. Vì anh đã nói rồi. Anh Sơn Tây đấy hay tất cả những người Việt Nam ở Mỹ đấy. Bao giờ mà người đi sang châu Âu hay đi sang nước ngoài mà nó gọi là à nước Mỹ của mày. Thì lúc đấy người Việt Nam ở Mỹ mới được tự hào. Chứ còn lúc nào vẫn nó vẫn chỉ gọi là chúng mày là người Việt Nam. Bao giờ người Mỹ mà gốc Việt đấy phải khoe là tôi là người Mỹ gốc Việt. Chứ còn khi nào mà phải bỏ cái từ khoe đấy mà nghiễm nhiên người ta gọi mày là người Mỹ thì lúc đấy họ mới được cái tự hào. Còn bây giờ rõ ràng họ thua cái người trong nước ở chỗ đi đâu người ta cũng nói người Việt Nam và chúng tôi có cái để tự hào. Chúng tôi như là những người có nhà. Anh luôn đi. Vậy chứ giờ mấy em Việt Kiều đi qua nước ngoài người ta không có kêu là người Mỹ hả? Người ta không kêu là American hả? Có mà kêu, nó bảo là người Việt Nam. Đúng không? À, nó kêu thẳng là Việt Nam luôn hả? Còn nói thẳng một câu nói đơn giản này. Nói đơn giản một câu này. Người Việt Nam chúng tôi đi ra ngoài nước ngoài chúng tôi được người ta gọi à mày là người Việt Nam như là người, như chúng tôi là người có nhà. Còn riêng như anh Sơn Tây hay là người nọ người kia thì tất cả đều gọi là người Việt Nam hết. Tức là anh là người vô gia cư. Phải giới thiệu là à tôi là người Mỹ gốc Việt. American Vietnamese. Đấy, nó khổ thế đó. Cứ phải giới thiệu. Thậm chí không tin là phải lóc cóc chạy về phòng giơ cái hộ chiếu ra. Tôi là người Mỹ gốc Việt. American Vietnamese. Nó khổ. Cho nên là nói đúng ra là trong mắt xã hội đấy, những người American Vietnamese không có uy tín. Bởi vì sao? Bởi vì là cái gì cũng phải lôi giấy tờ ra chứng minh. Họ có tin này nói đâu. Đúng không? Cho nên là vừa nãy giờ anh Sơn Tây ít comment, ít lên nên là khổ lỗi nè. Hôm nay bị trúng gió. Hôm nay thứ bảy mà. À trúng gió rồi hả? Bị anh Phan cho trúng gió. Rồi chào anh Tây Sơn Tây. À, anh Nam gắt quá. Rồi anh xuống ngồi coi đi để em mời ai lên phản đàm anh. Rồi bây giờ có ai lên phản đàm anh Lưu Ly không? Có ai lên phản đàm anh Lưu Ly không? Không ai phản đàm. Rồi nãy giờ ở dưới có nhiều ý kiến phản biện quá mà cử ra người lên đi. Nó mấy bạn ở dưới gì, gì chó con tùm lum tùm la nè. Nè phản gì tùm lum vậy? Nó phản biện quá trời luôn sao không ai lên trơn vậy? Mình lên đi, mình lên chương trình đấu trường dân chủ. Có ngàn bạn bên Bigo đang coi nữa nè. Duy đang quay camera nè, bên Bigo đang coi nữa nha. Là các bạn lên là các bạn đang diễn thuyết trước gần 1.500 người đó. Rồi anh cư xá lên nha. Rồi anh cư xá lên yếu sinh lý nha. Yếu sinh ơi. Bị lỗi quậy ta. Sống như vậy thì nhục lắm nhỉ, phải không anh Sơn Tây? Đâu có biết đâu. Rồi chào anh. Khỏe không à? Khỏe không à, Duy? Khỏe, em khỏe, em muốn là vô làm khỏe à. Khỏe, cho anh xuống cái à, lên lại tại anh nghe tiếng nói của phía bên Bình Dương. Cúp đi ha, cúp lại. Dạ rồi. Alo. Mấy bạn nghe không? Nhà đang có đám ồn lắm không lên được Duy à. Ủa đây... mà giờ này có đám. Chị An Nhiên lên không? Nãy giờ có dưới núp lùm không à. Nghe giọng nữ ơi. Lên đi lên đi bạn ơi. Đấu trường dân chủ nè. Phản biện đa chiều nha. Cứ lên đây đi solo.
Ok, Duy. Chào em. Chào, anh. Chào mọi người. À, em nghe được không? Em anh bây giờ không nghe cái tiếng. Bên nãy tự nhiên anh nghe tiếng bên Bình Dương, không biết tại sao không? Thì nói đi. Thì anh thì anh hồi nào giờ anh ủng hộ Lưu Ly. Nhưng mà có những cái Lưu Ly nói thì anh không nhất thiết là anh đồng ý lắm đâu. Lưu Ly thông cảm nha. Lưu Ly thông cảm nha. Tại vì anh thì anh muốn đồng ý hết tất cả những gì. Tại Lưu Ly là yêu nước, yêu dân tộc Việt Nam, yêu đất nước Việt Nam. Cho nên anh không có muốn có một cái tư tưởng gì để chống đối. Nhưng mà về vấn đề mà nói người Việt Nam ở bên Mỹ cái gì, Lưu Ly nói anh nghe anh không rõ. Là ta không bao giờ coi mình là người Mỹ hay là cái gì. Thì cái đó thì anh nghĩ mình không nên nói vậy. Tại mình nói vậy cũng hết vơ đũa cả nắm hết tất cả những người Việt Nam mình sống ở các nước Tây Phương. Đúng không? Anh nói ở nước Tây Phương nha. Tây Phương có nghĩa là nó da trắng. Thì thành ra nó dễ phân biệt được người nào Á Châu, người nào da vàng. Còn ví dụ như mình sang Đại Hàn hay là mình sang Nhật hay là mình sang Tàu thì mình sinh sống thì mình trở thành người công dân nước đó. Ai mà nhận ra được? Không ai nhận ra được. Không ai phân biệt được người nào là người Đại Hàn, người nào Việt Nam. Còn ở Tây Phương thì đúng rồi, nó có thể phân biệt được. Nhưng mà để nói như này là mình vẫn là người Mỹ. Mình vẫn là người Mỹ. Lily không thể nói vậy được. Thí dụ như mình sống ở Mỹ thì như là cái em Khoa này em nói rất là đúng. Mình là người Mỹ nhưng mà mình là Vietnamese American. Hay là mình là Indian American. Indian American nghĩa là người Ấn Độ, người Mỹ gốc Ấn Độ, hay là Chinese American là người Tàu gốc Ấn Độ, hay là người French American, ví dụ vậy. Nó là Pháp, Mỹ gốc Pháp, nhưng mà Mỹ gốc Pháp thì nhìn như Mỹ rồi, không? Thì thành ra mình không nên nói vậy. Mình cứ chia ra, mình khi mà mình đam những người, mình đam cái tư tưởng của những người cờ vàng chống đối nước Việt Nam, mình đam cái tư tưởng của họ. Chứ mình không có nên đam cái giá trị con người của họ. Ví dụ như họ sang Mỹ, mình cứ nói là họ sẽ không bao giờ là người Mỹ. Không nên nói vậy. Nước Mỹ, đại đa số của nó là người da trắng. Da trắng vẫn nắm số đông. Thành ra, dựa theo cái tỷ lệ, thì người da trắng bắt buộc họ phải nắm chính quyền. Tại họ di cư sang Mỹ trước. Cho nên họ phải nắm cái số đông. Còn người da đen sau này nó cũng vẫn nắm rất số đông, tại vì nó là di cư thứ hai. Tuy là ngày xưa họ là nô lệ, nhưng mà bây giờ người da đen họ nắm chính quyền rất là nhiều. Em không thể nói nước Mỹ là của người da trắng, mà người da đen họ có cái tiếng nói rất là mạnh. Thì trong tương lai có thể là sẽ tới người Ấn Độ, hoặc là có thể tới người da vàng. Mình nên nhớ người da vàng mình cái tỷ lệ nó rất là nhỏ, mà bây giờ cái tỷ lệ mình quá nhỏ vậy mà mình đòi hỏi mình phải nắm cái chính quyền á, thì nó hơi khó xảy ra. Nó có thể xảy ra chứ không phải không, nhưng mà nó hơi khó xảy ra. Ý anh nói như vậy á. Cho nên mình không anh đam Lưu Lê là anh nói như thế. Còn mình là người Mỹ, mình Mỹ là sao? Có nghĩa là mình có quốc tịch, mình là người Mỹ thôi. Mình có hết tất cả quyền lợi giống như người Mỹ thôi. Có điều đương nhiên nó có những sự kỳ thị mà ngấm ngầm mà mình không biết. Chứ nó không lộ liễu được. Tại luật không có cho phép lộ liễu. Thí dụ như anh nói cái này là Duy, ví dụ như người da vàng phải không? Thí dụ người da vàng mình đi. Bây giờ mình bước vô một cái quán ăn, ví dụ hay là một cái bar rượu gì đấy. Nhưng mà nếu mà mình đàm thoại với người chung quanh của mình mà mình nói tiếng Anh không có một cái giọng Á Châu nào hết, mà nói như Mỹ, cộng lại những cái đề tài mình nói là giống như Mỹ, thì tụi Mỹ nó không quan tâm mình là người gì. Nó không quan tâm mình là người da vàng, da đen gì hết. Nó chỉ quan tâm đến cái đề tài mình đang nói chuyện. Còn nếu mà mình bước vào một quán bar mà mình cũng nói tiếng Anh, nhưng mà mình nói tiếng Anh không rành, mà cái đề tài mình nói thì nó lại lạc lõng, nó không có giống cái đề tài của nó, thì thành ra bắt đầu nó nhìn mình với cặp mắt là mình là người ngoại quốc, cho dù mình ở đây lâu. Cái đó là điều tự nhiên. Cho nên mình đừng đem ra vấn đề mình đi sâu xa, mổ xẻ sâu xa quá. Là chắc không bao giờ là người Mỹ hay cái gì. Đó, anh nói vậy em hiểu ý anh nói không? Em hiểu anh. Thôi thì 2 phút chiếu sinh lý để cho ai ai không đồng ý cái việc nói.
Ok. Đâu có gì đâu anh. Anh hoàn toàn khách quan mà. Em đồng ý mà anh. Ừ. Yeah. Ok. Rồi, cho anh xuống. Cho người khác lên này. Ok. Bye. Rồi anh Luli mất tiêu camera rồi anh. Anh Luli mất tiêu camera rồi nha. Thế nào đam ông cũng lên lại mà. Biết rõ luôn mà. Luli trung mập nổi tiếng nhờ anh Dương. Và anh có gì đâu em ơi. Gì bình thường. Gì đâu. Rồi còn ai đam nữa không? Thôi anh Uli ngồi dưới đi, cho ông sân tay lên trước đi. Nãy giờ anh chắc anh đều muốn trình bày. Anh nhường ông cái đi anh ơi, anh ngày mai anh ngủ mà. Chào rồi, alo. Rồi chào anh 5 phút chào, nha anh. Quốc. Chào Quốc, chào Quốc. Chào mọi người. Bạn thấy chưa? Quốc khô máu đi. Ít khi nào mà anh đồng ý với Cư Xá, nhưng mà Cư Xá nói này rất đúng, thành ra Luli thấy chưa? Em Luli em nói em chị em. Anh là rất là công tâm, anh rất là công bằng rồi đó. Về những cái em nói không, anh nếu mà anh đam á thì là sẽ có vấn đề, nhưng mà là Cư Xá là cái người mà thân cộng đó, thấy Cư Xá nói chưa? Và anh đồng ý với Cư Xá điều này. Đừng có nghĩ là mình ra đường rồi cái Mỹ nó miệt thị, tại vì Mỹ là quốc tế nên nhớ điều đó, không phải là ai là trắng cũng là Mỹ đâu nha. Cái nói chung bên nước Mỹ này, Cư Xá sân tay rất là đồng ý với những cái gì mà Cư Xá vừa nói luôn, không có cái gì mà sai mà để mình lên phản đam luôn, để này là bổ sung thêm để cho Luli biết là cái thái độ, đừng có cái thái độ miệt thị người khác nha Luli. Mỹ là quốc tế và quốc tế là Mỹ nên nhớ điều đó. Bao nhiêu người trên thế giới này, có bao nhiêu nước là đa số là đều có mặt của người ta ở xứ này và người ta mang quốc tịch Mỹ nha. Thành ra là chỉ có người Á Đông mình mới mấy cái tật miệt thị thôi, coi thường người khác thôi, giống y chang như Duy Tân Cư Xá vừa nói, mình ra đường mình nói tiếng Mỹ, mình nó đang nói cái gì mình nói cái vấn đề đó, nó không bao giờ coi thường mình, tại vì ông cha của nó, ông nội, ông cố của nó là người từ nước khác tới, các bạn nên nhớ điều đó. Dạ, người ta đa, trong lòng thì anh không biết, nhưng mà đa phần ở ngoài, nếu mà mình giao tiếp, mình nói chuyện đúng cỡ như sân tay đi, giờ cái này anh không phải khoe khoang gì, Di thừa biết rồi, Di thừa biết anh đi xe gì rồi, anh có đi học rồi, anh có trình độ rồi, anh ra đường nói tiếng Mỹ người ta rất là tôn trọng mình, người ta cũng không cần biết bây giờ muốn biết người đó là Mỹ hay không, chỉ cần nói một vài câu là biết này biết nói tiếng Mỹ hay không rồi, không, người ta rất là lịch sự. Còn Luli nói là phải chạy về cốc á. Ừ. Lên sân tây cái này em không có đam anh, mà em hỏi thôi, ví dụ như giờ em qua bên Mỹ tới bây giờ đi, xong rồi cái em có quốc tịch Mỹ đi, xong rồi em qua bên Mỹ em nói tiếng Việt Nam, em qua bên Pháp nói tiếng Việt Nam, mà em có quốc tịch Mỹ thì Mỹ như tụi anh có kỳ thị em không? Ê, anh là không rồi đó, tại vì mình kỳ thị là cái gì, anh không, anh quen cái tánh của người Mỹ rồi, từ nhỏ anh đã học bên này từ nhỏ rồi, mình không có kỳ thị ai cả. Bao nhiêu lần anh nói với Duyên sao, anh vô trong tiệm nail mấy cô Việt Nam mới qua nói tiếng Anh rất là bập bẹ luôn, gặp người gặp như cái thí dụ như Duy hay là Luli, người cười người ta trẹo quai hàm rồi, nhưng mà anh không, anh nói em mà cái chữ đó em phải nói như vậy nè, ok, khi em gặp khách thì anh phải chào hỏi người ta như thế nào nè, không cái này hỏi Cư Xá đi nha, để coi Cư Xá có đồng ý không nha. Tức là người Mỹ đa phần người ta rất là lịch sự, tại vì cái xứ này là cái xứ của người từ thập phương người ta tới, thành ra là đa phần, anh nói đa phần nha, anh không bao giờ nói là cái gì trên đời này không có gì mà tuyệt đối nha, vẫn thì lâu lâu vẫn có mình đụng chạm một vài tụi Mỹ đen hay tụi Mỹ trắng, nó có cái đầu óc kỳ thị đúng không, nó giống như là mình nhìn không giống tụi nó, đương nhiên rồi, giống như Cư Xá nói, Cư Xá sân tay rất là đồng ý tất cả những gì Cư Xá vừa nói nha, nói đúng là mình đồng ý, mình không có cần phải chống cái gì hết trơn á, ok, nói đúng là mình đồng ý thôi đó. Thì á, thí dụ như gặp một có một đám nào đầu óc nó cũng không có mở mang, nó nhìn mình đương nhiên rồi. Anh giờ anh kể cho anh có một cái thí dụ luôn cho biết, ok. Có một lần anh đi một cái tiểu bang xa ở chính giữa đó, thì đó là anh qua cái tiểu bang đó kêu là Nebraska đó. Các bạn có thể nhìn trên bản đồ Nebraska là tiểu bang nằm ở đâu. Thì tới một cái thành phố lớn đó thì để kiếm chỗ để mở tiệm nail thôi. Thì mình tới đó, Duy biết không, vừa xuống phi trường nha, tất cả những cái tiểu bang ở chính giữa đó nha, toàn là Mỹ trắng không à.
xuống hết toàn là tụi tóc vàng mắt xanh không à, nó nhìn mình giống như là người trên hành tinh xuống vậy đó. Nhưng mà sao khi mà mình nói chuyện với nó, mình hello how are you, mình nói chuyện bình thường thôi, rồi mình muốn biết cái gì đâu, mình hỏi nó thấy ok này biết nói tiếng Anh rồi, ok chắc này cũng Mỹ luôn rồi thôi, đúng không? Lúc đầu thì nó nhìn mình rất là quái đản luôn, nó ủa tại sao có một thằng tóc đen ở đây, thấy không? Đó là một lần nữa là quốc rất quan anh đồng ý những gì là cư xá vừa nói đó. Cư xá nói đúng, Mỹ nó không có cái tánh miệt thị đa phần, như anh không nói là tuyệt đối 100%, lâu lâu vẫn có, như lâu lâu vẫn có, anh bị hoài, anh lâu lâu anh vẫn bị, không phải bị hoài, lâu lâu anh vẫn bị. Anh sang Tây có kỳ thị không? Anh sang Tây có kỳ thị không? Anh tuyệt đối, anh tuyệt đối là không. Mình là con người có học mà hỏi cư xá cũng vậy đi. Nếu mà cư xá người có học, cư xá là cái tánh không bao giờ kỳ thị. Mỹ không có kỳ thị, không, mình tại vì mình có hơn ai đâu mà mình làm ra cái vẻ là mình hơn người ta, mà mình cũng hy vọng ngược lại là người ta cũng tôn trọng mình. Rồi ok em hiểu. À, thằng Hà Lâm nó đam anh kìa, nó nói là văn minh nhưng kỳ thị người khác, người trong nước nghèo lạc hậu. Thì anh nghĩ sao? Ai kỳ thị người trong nước lạc hậu nghèo ai? Đó không phải là anh rồi nha, đó là thì chắc nó nói gì kiểu á, ý nó nói không bậy 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 bậy. Anh đi về Việt Nam lúc anh đi chơi anh không bao giờ ra vẻ lắm, giống như là anh cao cả hơn mấy, thí dụ như anh thường thường về Việt Nam thì mình đi ăn đi, hoặc là mình đi nghỉ ngơi ở đâu, mình đi ra resort cho người ta phục vụ mình đi, chưa bao giờ anh ra cái làm ra vẻ giống như là anh là cao cả hơn người ta hết. Anh rất là bình thường, anh chẳng bao giờ nghĩ mình là cái gì hơn ai, chứ mình đâu có biết đâu. Nhiều khi người ta đang phục vụ mình, nhưng mà nhà người ta nhiều khi có bạc triệu bạc tỷ, người ta giàu hơn mình thì sao, làm sao biết được chuyện đó. Nhưng mà nói chung á, anh không cần biết cái người đó là ai, anh rất là lịch sự, mặc dù người đó là đang bưng đồ ăn cho anh hay là đang bưng cái ly nước cho anh hay là gì, anh không bao giờ coi người ta là thấp hèn gì cả. Cái đó là cái tánh của người Mỹ nha, người ta không có, đa phần người ta không có kỳ thị nha. Đó rồi giống bắt anh cầm lên hồi nãy đó, anh cầm cái đầu óc, cái suy nghĩ của anh cầm đó là gì, anh cư xá vừa đam anh cầm luôn đó, anh cầm nói cái chuyện gì thì không có đúng cái sự thật vậy đó, thì đương nhiên anh cầm là bị rồi đó. Anh cầm ra đường đâu biết tiếng Mỹ đâu, già cái đầu rồi làm gì có cơ hội đi học mà biết tiếng Mỹ, hiểu chưa? Thì ra đường nói chuyện bập bẹ mà cái kiểu mà cứng đầu như ổng thì đương nhiên là Mỹ nó gặp là nó kênh thì bo ổng rồi. Nhưng mà gặp sân Tây thì anh nói gì, anh nói thiệt cái gì, anh làm cho người Việt Nam mình rất là được hành nể. Tại sao anh nói thiệt như này, không phải khoe cũ hay gì, cái xe bây giờ hỏi mấy bạn bên Mỹ nè, bao nhiêu người bên Mỹ chạy cái xe giống như xe của anh, nó bây giờ hỏi mấy bạn bên Mỹ thấy không? Em thấy lên livestream của em toàn là Toyota mía rồi gì đó sạch là 90 thì đó rồi sao cái đó có nghĩa là gì? Là em thích ở sân Tây cái chỗ là có cái xe đó, cái xe của anh là nhìn nó đỡ được xíu, mấy ông nội kia xe cùi quá. Không, nhưng mà cái rồi nhưng mà cái đó là cái gì, nhưng mà cái đó sao mỗi lần mà anh đi đổ xăng gì thường thường á, anh đổi cái nhà khác cho nó đẹp đi đó. Từ từ thì để anh nói hết câu chuyện cho nghe. Thường thường á là anh đi đổ xăng gì thường thường á, cái xe của anh á, cái này nói thiệt, hỏi mấy người bên Mỹ đi, thường thường cái xe của anh là những cái Mỹ già không à, những Mỹ trắng già, tại vì cái xe đó là cái cấp giàu của Mỹ nó mới đi cái xe của anh thôi, đúng không? Cái đổ xăng thì vô đổ xăng, mình vô đổ xăng xong mình đi ra trả tiền xong mình đi ra, mình bước vô xe cái tụi nó nhìn với một cái cặp mắt ủa xăng này hay ta, xăng này nó đi xe này, thấy không? Cái đó là anh nói sự thật đó, thì đó anh, đó đó anh là tay anh như vậy, anh sẽ là niềm tự hào cho người Việt Nam. Đương nhiên và khi mà nó hỏi anh là người gì á, anh nói tao là người Mỹ gốc Việt. Yes, cái xe của anh là chuẩn rồi, nhưng mà cái nhà của anh chưa chuẩn nha. Anh đổi cái nhà đi, từ từ cái đó từ thì đương nhiên rồi nó đó, thí dụ như là nói nhà đúng rồi, mới đổi nhà rồi đẹp nè. Nói cho nghe nè, anh nói cho Duy nghe nè, ví dụ như Mỹ nó gặp những người giống như anh đi, hoặc là những người gặp như cư xá đi, nó nói chuyện là nó thấy đương nhiên là anh với cư xá là bắt hoàn toàn không phải là Mỹ trắng hay là Mỹ đen rồi, nó nhìn rõ ràng là Á Đông rồi, nhưng mà mình vẫn nói chuyện với nó bình thường. Á Đông thì mình nói mình Á Đông, mà mình không bao giờ mình chối cho anh là thực tế, anh không bao giờ từ chối cái nguồn gốc của mình, ok? Nhưng mà nói chuyện ra thì nó nói đừng có coi thường mấy cái này nha, mấy cái này nói tiếng Mỹ cũng như mình rồi nha. Đó, lúc đó là bắt đầu là không còn cái sự miệt thị giống như Lưu Ly nói hồi nãy, phải chạy cộc về lấy cái tôi này, tôi có quốc tịch Mỹ, Lưu Ly tào nao
ra đường á, mình muốn biết người đó là Mỹ hay không, chỉ cần nói tiếng Mỹ vài ba câu là biết rồi. Gì nói tiếng Mỹ vài ba câu là biết cái người đó biết nói hay không, là biết người đó là cái trình độ như thế nào rồi nha. Hoặc là Luli kể thì anh nghe cũng mắc cười, là phải chạy cộng 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 về Luli đi hài thiệt. Ok rồi, thấy bấm ok nhiều quá, cho lên đi rồi, cho Luli lên đi, cho Luli lên đi. Rồi 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 rồi, Luli 5 phút thôi nha, anh trình bày những gọn nha. Giờ đang là yếu sinh lý giờ khuya nha anh. Chết giá. Rồi, cứ tưởng nãy trước giờ anh Duy Tân coi là đồng đội để sơ hở cái bị bóp ngay được. Nhưng mà cũng phải nói với lại tất cả Việt kiều Mỹ như thế này, là cái chuyện người châu Âu người ta nhìn một người Việt kiều Mỹ chẳng hạn, người ta hỏi are you Vietnamese, thì những người mà còn lòng tự hào dân tộc sẽ vẫn cứ ngẩng cao đầu và nói yes I am Vietnamese, đúng không? Thế nhưng mà có những cái người mà chối bỏ cái nguồn gốc quê hương quê quán của mình đấy, thì bắt đầu mới phải dặn hết tất cả công lực tiếng Anh của mình ra để chứng minh mình là người Mỹ. Cái đấy mới là cái nhục, cái đấy mới là cái vất vả, và cái đấy mới cái đáng bị lên án. Chứ còn chẳng ai cũng có lấy. Ví dụ anh là một người Mỹ nhưng anh cũng đồng thời là một người Việt, người ta hỏi anh là người Việt hả? Ok, I am Vietnamese. Có cái gì đâu mà phải xấu hổ. Thậm chí nó còn phải tôn trọng ngược lại, nó loạt câu xin chào các bạn. Đó mới là Việt Nam. Chứ còn việc gì mà cứ phải hello mới giết, đúng không? Cái khổ nó nằm ở chỗ đó. Là một người Việt Nam, là một người có dân tộc, thì dân tộc nó giàu hay nghèo, lớn hay nhỏ, không có gì mà phải đáng xấu hổ cả. Chỉ sợ những người chối bỏ cái dân tộc mình, lúc nào cũng nói tao là người Mỹ, mà người Mỹ lại còn phải người Mỹ gốc Việt, thế nó mới nhục, nó mới đau, mới đáng bị lên án. Chứ còn không có cái chuyện là em nói cái từ đó, hoặc là nói đến là miệt thị toàn bộ Việt kiều. Những người Việt kiều mà vẫn còn yêu Việt Nam thì người ta chả liên quan cho gì cái chuyện là nói là nước Mỹ là của mày hay là nước Mỹ không phải của mày. Bởi vì Việt Nam, họ có một cái Việt Nam để lẫn lưng rồi. Họ đâu có cái gì phải xấu hổ. Nói Việt Nam, ok. Đúng không? Còn anh Sơn Tây đã từng nói, đó là gì? Là bọn Mỹ trắng nó nhìn anh rất là kỳ thị, hay là nó thấy nặng nại. Và anh phải nói tiếng Mỹ thì nó mới thằng này cũng là người Mỹ. Thế là không nói gì thôi à? Nhưng em là một người Việt Nam, em đi bất cứ đâu, chúng nó nhìn em bảo tao người Việt Nam. Và nó phải nói tiếng Việt Nam với em. Em chẳng cần phải nói tiếng nước nó. Ví dụ ở bên Hàn Quốc này, nhiều thằng taxi em lên xe, cái nó hỏi nước nào, bảo Việt Nam. Nghe bắt đầu nó, xin chào, anh yêu em. Xin lỗi mày, tao không phải BD, tao thắng. Đấy, đây là cái hơn của em đấy. Bởi vì sao? Em có cái để tự hào. Em việc gì em phải nhận là tao là người Hàn đâu. Đừng nói là tao là đúng người rồi. Hàn gốc Việt. Đúng rồi. Nói chung là em đồng ý với anh Luli ở điểm là mình tự hào chủ quốc tịch gốc của mình. Đúng không? Ví dụ như bây giờ cái người Việt ở bên Mỹ thì họ là người Việt gốc Mỹ. Ủa lộn, người Mỹ gốc Việt. Thì họ đi qua bên châu Âu á, thì họ có thể nói tao là công dân Mỹ, nhưng tao là người Việt Nam. Câu đó em mới nãy. Đó. Có cái gì còn đâu mà phải. Không việc gì phải chứng minh. Tao là người Mỹ, em coi thường Mỹ con khỉ gì. Mày chó đấy, có làng đấy. Cái quan trọng, cái mà anh muốn nói đây là gì? Là một thằng khi mà hỏi, ví dụ là người Việt Nam đó, yes, ok. Thế tức là cái chỗ đây á, anh em mình tranh luận á, là cái quốc tịch là cái khác. Còn cái người á, là cái nguồn gốc của nó khác. Đó. Anh sao phải hiểu, Lưu Lê hiểu em cái mà, anh hiểu, cái mà cái vấn đề nó nằm đây này. Có một số người chối bỏ, bởi vì là họ coi thường Việt Nam, chính họ coi thường cái dân tộc, cho nên họ chối. No, I am Vietnamese American. Đấy, phải giới thiệu điều đó. Giới thiệu điều đó để làm gì? Bạn được gì từ cái đó? Bạn là người Việt Nam hay bạn là người Mỹ thì bạn mua một cái bánh mì bạn vẫn phải giả cân lấy tiền. Chả được cái gì cả. Thì tại sao phải chứng minh cái điều đó? Cái khổ nó khổ nằm ở chỗ đó. Chứ còn bao nhiêu Việt kiều như bác Cầm thì bác là người Mỹ hay bác là người Việt Nam, bác vẫn chả có cái gì. Nói bác Cầm là người Việt Nam, bác Cầm vẫn cứ tự hào hề, Việt Nam là của tao. Mà nói bác Cầm là người Mỹ, bác Cầm cũng ở nước Mỹ là của tao. Có phải là rõ ràng hơn không? Rồi. Đó.
Cho nên anh Duy Tân thì cũng đừng vì cái đó mà hiểu lầm. Còn anh Sơn Tây đừng bám vào cái đó mà được tưởng bật đam được em. Xin lỗi hôm nay thứ bảy nhá. Mà em nói thật, meo nói nhở Việt Nam vô địch. Cho anh xuống để cho rồi, mọi người okay. Tiếp. là chú Bình Phương ok là chú lên hay là chú đồng ý với Luli? Hồi nãy bắt cầm kêu tao lên nữa. Sơn Tây còn thua bọn Tàu Khựa. Tại sao mày nói vậy? Tại sao mày nói Sơn Tây thua bọn Tàu Khựa? Dạo này đấu trường vui này rồi, chào chào chú. Chào Duy, chào các bạn diễn đàn của Phương. À, cô Duy, mà hôm nay nãy giờ bên kia kéo qua bên đây đem cái đề tài nãy bên kia kéo qua luôn bên đây trời. À, mình chỉ nói thêm một cái ý của ông Luli như thế này nè thôi. Giờ là cái gì mình cũng nhìn vô thực tế đi các bạn à. Bây giờ là tôi chỉ hỏi ông Sơn Tây nè, nước Mỹ mình á mới vừa thoát được ông chắc không biết, ông luật sư mà, ông luật sư da đen mà phải không? Thành ra là người Mỹ không có thèm ngồi chung lên autobus đó, là người da đen phải ngồi riêng, người da trắng phải ngồi riêng. Đó là mới vừa thoát ra được cái đó được bao nhiêu năm rồi. Nhưng mà cái đó là trên danh nghĩa là thoát thôi, chứ trong thực tế đó, trong thực tế đó là họ cũng vẫn còn kỳ thị nhiều lắm. Cái này tôi không có ở bên đó nhưng mà tôi có người nhà tôi bên đó. Và tôi cũng hỏi rất nhiều người thì cái kỳ thị không phải chỉ riêng Việt Nam mình đâu. Mà cái này nói thật ra cái kỳ thị này đó nó cũng khó lắm. Việt Nam mình đó, gặp cái dân Campuchia đó thì mình kêu nó mỏi. Mình kêu nó tụi ăn bốc bà mẹ. Rồi gặp mấy cái người dân tộc Tây Nguyên mình tránh nó cũng vậy. Rồi cái người Tàu, cái người Trung Quốc đó, nó nói chuyện với tôi lúc tôi làm ăn trong Chợ Lớn vậy, nó kêu là nó đem văn minh đến cho nước Việt Nam, nó khai quá mình rồi nó đem văn minh cho mình, nó nhìn mình con của nó, con gái á, nó không có gả cho Việt Nam nha, con trai nó cho lấy vợ Việt Nam nhưng con gái nó không gả Việt Nam đó. Tại vì nó cưới vợ thì về nó, còn có là gả là không gả đi. Nó kỳ thị đến cái mức độ như vậy. Cho nên Việt Nam, bản thân Việt Nam mình cũng kỳ thị những cái anh mà nhỏ nhỏ hơn mình cứ kỳ thị. Thành ra mình cũng không trách được cái máu kỳ thị này á. Máu kỳ thị này là nó có trong người mà nước Mỹ cũng đâu có hết đâu. Nhưng mà tôi chỉ nói qua cái khía cạnh mà tự tôn dân tộc. Tự tôn dân tộc thì cái này nói lại là lây qua cái chính trị một chút. À, xin lỗi các bạn ở bên Mỹ mà có gốc coi như là Việt Nam Cộng Hòa đó, thì cái này tôi xin lỗi trước. Nhưng mà nó thật sự đó là khi người Việt Nam mình nói chung đi qua ở bên đó, tôi nghe kể thôi, tức là cái khu nào mà người Việt mình đông, người Mỹ nhiều khi nó bực mình nó bỏ đi ở chỗ khác, tức là những cái sinh hoạt của mình đó. Hả? Như vậy càng tốt không chú? Thí dụ mình tới chỗ nào nó bỏ nó đi chỗ khác càng tốt. Mình chiếm mình nó không muốn, nó bực bội mình cái cách sinh hoạt của mình sao đó, thì nó không có phù hợp nó sao đó mình không hiểu. Nhưng mà đa khái cái nhiều người bảo là thấy mà quê lắm, nó không có muốn dính líu tới mình, dây giống như tụi hủi này vậy đó nha. Một mặt khác đó, tôi nói thật là cái Việt Nam Cộng Hòa đó cũng góp phần vào cái chuyện mà cho tụi nó kỳ thị, nó khinh thường. Nhưng mà không phải nói là để mà khoe khoang hay hoặc là tự hào cho người cộng sản hay là tự hào cho ta thắng cảnh hết á. Nhưng mà người Mỹ bắt đầu là coi như là phải để mắt tới Việt Nam và phải tôn trọng người Việt Nam và phải bắt đầu là phải coi người Việt Nam quan trọng hơn, là bắt đầu là từ những cái cú đánh, từ những cái cú mà kháng chiến của người Việt Nam. Nó giật mình liền. Trời, mình đổ bao nhiêu tiền, bao nhiêu của vô mà cuối cùng nó mà không có xong xu gì hết. Đúng không? Rồi đó là bây giờ là Việt Nam á, các bạn có thấy là cứ nói là giống nhau không có giống nhau. Tôi nói ngay cái đây, nhân đây mình nói thôi, cái tuyên truyền nó, cái hôm mà tàu và sân bay của Mỹ vào Đà Nẵng thì mấy ông Việt Nam Cộng Hòa nhà mình, mấy ông mà phóng viên mà nói về réo hò cách đây bao nhiêu năm tàu mà Mỹ vào đây, bây giờ Mỹ cũng như là Mỹ quay trở lại vậy đó rồi, hay hoặc là Việt Nam đó,
À, rồi Việt Nam là đại khái là đánh Mỹ cho đã, bây giờ rước Mỹ. Nhưng mà không cái đó con coi mất rồi, nó chú coi mấy đài của bên Úc đó, nó nói vậy. Mất rồi lắm. Tức là cái tinh thần mà họ tôn Mỹ, họ thờ Mỹ và họ coi Mỹ là ông nội đó, nó ăn sâu trong máu, trong tim. Còn cái người bên đây đó, người ta cái tinh thần bất khuất của người ta nó là rất là rõ, cho nên là anh, các anh nhìn thấy cái gì nó khác không? Hồi xưa khi mà họ đổ bộ vô năm 65 đó, không cần hỏi tới ông Cao Quy Quát. Đó ông Phan Quy Quát, ông lúc đó là đang là quyền thủ tướng, thì nó anh đổ quân xong anh mới nó nói cho mày nghe, tức là mày phải nghe lệnh tao thôi. Không cần xin ý kiến. À, còn ngày nay đó cái hạm đội của anh đó, anh đi đến cách bao nhiêu hải lý là anh phải thông báo cho bên Việt Nam, và bắt đầu vào tới đâu là anh phải treo cờ của Việt Nam lên, treo cờ của Việt Nam trên hạm đội đó, rồi mới bắt đầu mới chạy vô, và những cái tàu của Việt Nam ra nước anh vô qua tiêu đem vô đàng hoàng chứ đâu có tự bơi vào đâu. Đúng rồi, thành ra là khi anh đến đó, anh đến với cái tư cách là anh đến để hợp tác, đến để hợp tác, đây là một đối tác để hợp tác. Còn ngày xưa tao đến là tao đến, hai cái này nó cái này là rõ ràng nó khác nhau rất là xa, khác rất là xa. Đó. Thành ra là tôi cũng không muốn nói là để khoe khoang cái gì, nhưng mà rõ ràng cái vị thế cái người tiếng người Việt Nam trong con mắt người Mỹ á được nâng lên, được nâng lên. Đúng rồi. Thôi, tôi nói trên trường quốc tế đó, mà các bạn biết là vừa rồi các cái đoàn quân của mình mà đi làm nghĩa vụ quốc tế theo nhiệm vụ của Liên Hiệp Quốc á. Qua châu Phi á. Đúng rồi, cái này tôi cũng đọc báo thôi, cho tôi cũng trả cái đi bên đó mà biết, bảo là cái những cái quân nhân khác ở nước khác mà họ nghe nói là Việt Nam á, trời ơi, nó tôn trọng lắm quân nhân Việt Nam, tại vì cái mấy ông này đã từng đánh thắng Mỹ. Nó nghĩ như thế đó. Rồi còn nói cái chuyện mà dân lao động, rồi tôi đọc cái đâu cái việc gì ta, tức là mấy cái ông đoàn mà cái lúc mà Libya mà nó giết đại tá Gaddafi đó. Thì đó là cái những cái người lao động Việt Nam mà đang làm ở đó đó là phải chạy đi, phải chạy qua cái biên giới nào nước Việt của châu Phi gần đó đó, chạy qua. Thì trong cái quá trình đi đó đó thì người Việt Nam mình với người Trung Quốc đó, thì nó lẫn lộn, nhưng mà mấy cái thằng cảnh sát nó hỏi là Việt Nam hay là Trung Quốc, mình trả lời là Việt Nam, thì nó là Việt Nam khoát tay cái là đi. Tức là những cái nước châu Phi nó rất quý Việt Nam, nó rất quý Việt Nam. Nhưng mà mình nói như vậy để thấy rằng là cái vấn đề kỳ thị, quay trở lại vấn đề kỳ thị, người Việt Nam mình bây giờ đó là cũng đỡ lắm rồi, chứ hồi xưa là nó coi không có ra ôn hoàng, không có cái tên trong quốc tế luôn, chứ đừng có nói. Nó cứ tưởng mình là tụi ba Tàu, không là đi đâu nó cũng hỏi mình là phải người Tàu không, không. Chứ không phải, nó không có nghĩ tới Việt Nam. Thành ra bây giờ còn cái chuyện mà kỳ thị thì thôi, các bạn ở Mỹ như ông Thân Tây bảo là ông không có thị. Đó là tại vì ông biết rằng ông là ai, cho nên ông đâu có dám kỳ thị người ta, ông nội. Đó. Còn Mỹ á, là con Mỹ đó là nó đang nghĩ nó là ai, cho nên nó có thể là nó lịch sự ở phía bên ngoài, nó lịch sự bên ngoài là nó cũng chào hỏi hay hoặc là cái gì đó vậy thôi, chứ còn là ở bên trong trong lòng nó sao mà mấy ông biết được. Nhưng mà tôi thấy rõ, tôi cũng nghe kể nhiều lắm là kỳ thị vẫn còn, không có hết đâu. Rồi cho tôi xuống đi. Dạ cảm ơn chú rồi Đam, chú để tôi ra là chắc đuối luôn á. Rồi tiếp đấu trường dân chủ đa chiều. Live tim nha, khách mời đó đúng là phải live tim nha. Yêu dân tộc, yêu tổ quốc, sơn tây ngu hơn chó, trời chửi hoại bá. Nãy luôn đi lên rồi sơn tây, bắt cầm có lên không, bắt cầm có lên 5 phút không? Rồi anh cư xá hả? Rồi yếu sinh lý nha anh. Yếu sinh lý anh ơi. Sinh lý nhiều quá tục quyêu. Ok, hello chị, anh đây. Chào chị. Chào anh. Chào chị trong này ấy.
làm anh bị rợn da gà. Ok, bây giờ cho anh trước tiên câu nói đầu tiên là anh cảm ơn Sơn Tây đã đồng ý với anh, tại vì anh có nhiều cái anh không đồng ý với anh Sơn Tây, nhưng mà mình không đồng ý về cái tư tưởng đó, chứ mình không có gì cá nhân, cho nên anh hy vọng anh đừng có get personal. Ví dụ như anh Sơn Tây nói mình thân cộng thì cái đó thì cho mình đam lại chút xíu. Thật ra mình chẳng có cộng với lại hòa gì quái gì hết, không xanh, không vàng, không đỏ gì hết. Mình thấy cái gì đúng là mình chơi thôi. Cho nên anh label mình là thân cộng là có nghĩa là không biết dựa theo cái gì, mình không có thân gì hết trơn. Mình thấy cái gì đúng cái gì sai. Bây giờ mình đặt hai cái lên trên bàn, một đội vàng một đỏ. Thấy rõ ràng là màu vàng là không đúng rồi đó. Xin lỗi Sơn Tây, tại cái cảm nhận mình vậy thôi. Còn anh cảm nhận khác thì mình tôn trọng. Cảm nhận mình ba mươi mấy năm này mình cảm nhận là màu vàng là sai bét, không có gì đúng hết. Và tiếp tục là sai, là sản xuất ra những hậu duệ. Thí dụ Thùy Dương cũng nói chuyện sai bét. Ok. Thì anh Đam, anh dính chính lại cái chỗ đó. Ok, yeah. Bây giờ nói cái thứ hai mà anh muốn nói là vấn đề kỳ thị. Bây giờ anh hỏi chứ, người Việt Nam mình có kỳ thị không Duy? Cũng có anh. Nếu mà nói về kỳ thị là cũng có chứ mà không có đâu. Tại vì em sống ở môi trường Việt Nam thành ra cũng ít va chạm với đủ sắc dân, chứ anh sống ở đây anh thấy người Việt Nam mình kỳ thị đến mẹ luôn. Người Việt Nam mình tự bản chất mình là kỳ thị. Người Việt Nam mình cứ gặp da đen là nói da đen. Thì đó, người Việt Nam mình bị kỳ thị á. Không. Mấy anh châu Phi á, qua mà, nhưng mà để anh nói như thế này là trong gia đình anh á, anh không có cái màn kỳ thị, anh không nhìn thấy màu da, anh nói thẳng luôn á, anh không có nhìn màu da, anh không có quan tâm là người đó là da đen, da vàng, da đỏ, da xanh, da cam gì hết, da trắng anh cũng không care. Ok, tại vì mình phải có cái principle của mình là như vậy, thì mình không cho phép người khác kỳ thị mình, với điều kiện là mình không kỳ thị họ. Chứ còn tự mình đã kỳ thị họ rồi thì đến khi người ta kỳ thị mình á, mình bắt đầu mình mở miệng ra mình than phiền này kia, lúc đó mình than phiền không ai nghe hết. Còn anh không kỳ thị ai hết, anh dạy con cái anh không có đứa nào không có trông thấy màu da, cho nên á anh cũng không chấp nhận bất cứ người nào mà kỳ thị mình đó. Nói như thế là cho hiểu. Thì ban nãy anh nói về tiếng Anh á, là cái vấn đề là người da Mỹ, da trắng hay da đen hay bất cứ gì đó, nói chung là tụi Mỹ đó, gọi Mỹ bây giờ để anh định nghĩa chữ Mỹ ha. Anh theo cái cá nhân anh, người Mỹ là gì? Người Mỹ là đại khái là họ sanh ở bên này, nếu mà cho dù ba má nó là người Miên, người Lào, người Campuchia, người gì nữa mà nó sanh ở bên này, nó sanh ở bên này là nó nói tiếng Anh như Mỹ rồi. Còn tụi anh nè, anh không nói tiếng Anh với giọng Mỹ, mà anh biết là anh sanh Tây á, anh rất là confident, có nghĩa là gì ta, rất là tự tin là anh nói tiếng Anh, đúng không? Nhưng mà tự tin mà, nhưng mà anh bảo đảm luôn, anh Sơn Tây nói tiếng Anh giỏi, nhưng mà anh Sơn Tây nói tiếng Anh với giọng ngoại quốc, có nghĩa là giọng Việt Nam, chứ không thể nói tiếng Anh như là một người Mỹ sinh ở Mỹ. Cho dù anh tiếp tục anh ở cho tới khi mà anh qua đời luôn, anh sẽ không bao giờ mà mất cái giọng được. Ok, cho nên anh nói nếu mà người Mỹ mà có nghĩa là nói tiếng Anh như Mỹ thì lúc đó màu xanh, màu vàng, màu đỏ, da vàng, da xanh, da gì nữa nó không thành vấn đề. Tại mình mở miệng ra mà nói như Mỹ rồi những cái tư tưởng của mình mình nói giống như nói chuyện hàng ngày thì nó tập trung vào cái gì mình đang muốn nói, chứ đâu tập trung vào màu da mà để làm gì, chẳng ai tập trung cái đó. Cho nên cái đó mình phải ghi nhớ cái đó. Bây giờ nói về cái đó thì cho anh nói về vấn đề ngôn ngữ. Ngôn ngữ này nói một phút yếu sinh lý về cái vấn đề ngôn ngữ là anh tin tưởng là như thế này, cái human brand đó, có nghĩa là đó con người mình đó, nó làm việc như thế này. Nếu mà em sang một môi trường đó, mà nói tiếng Anh đó, hay là nói tiếng Pháp hay tiếng Nga bất cứ gì đó, mà em sang trước khi mà em dạy thì á, Duy nghe anh nói không? Trước khi mà em dạy thì á, thì tự nhiên á em học một cái ngôn ngữ thứ hai á, một cách tự nhiên. Sau tùy người, tùy mỗi người, nhưng mà sau khoảng 3-4-5 năm vậy á, tự nhiên em nói giống như là người Mỹ luôn. Cái đó không phải là tại em hay gì hết, mà tại vì cái óc mình nó làm việc như vậy. Nhưng mà em sang Mỹ sau khi em dạy thì rồi đó, thì em phải học cái ngôn ngữ đó giống như một người lớn thôi. Thí dụ như cái thằng nhóc này nó sang Mỹ làm 14 tuổi, nó đã dạy thì rồi,
có nhiều thằng á nó 14 tuổi nó chưa dậy thì mình không nói gì, nhưng mà có nhiều thằng á phần lớn nó 14 tuổi dậy thì đi thì á nó phải học tiếng Anh theo cái kiểu giống như một người sang Mỹ năm 24 tuổi, rồi nó sẽ có cái giọng nó giọng Việt Nam suốt cuộc đời luôn. Anh không nói cái này là công thức gọi là gì absolute là gì ta, công thức tuyệt đối, anh không nói tuyệt đối, nhưng mà đại đa số là như thế. Đại đa số 95% trừ một số nhỏ phần trăm họ có cái khiếu về ngôn ngữ. Họ, cho dù họ sang Mỹ hay một cái môi trường nào đó lúc họ đã lớn rồi, nhưng mà họ có cái khiếu, thành ra họ học cái ngôn ngữ đó và họ nói cái ngôn nói cái tiếng ngôn ngữ đó một cách rất là giống như người bản xứ luôn, thì cái số đó rất là nhỏ. Còn đại đa số hơn 95% là sẽ có cái giọng Việt Nam, anh nói thẳng như vậy đó, hay là giọng ngoại quốc. Người Ấn Độ nó sang Mỹ lúc mà nó hai mấy tuổi, 20 tuổi rồi đó, học tiếng Anh nó nói rất là giỏi mà nó vẫn có cái giọng Ấn Độ. Ok, anh có chú của anh là sang Pháp năm ông 17 tuổi, lúc đó ông sang Pháp năm 1952, đến bây giờ là bao nhiêu năm rồi, em làm toán trừ thử đi. Mà ông lấy vợ ở Pháp năm 1952, trước khi di cư. Thì đó, để bây giờ em làm toán. Ừ, nhiều lắm, nhiều năm lắm đó. Thì bây giờ em làm toán trừ là em thấy là sau bao nhiêu năm như thế mà ông vẫn có cái giọng Việt Nam đó. Mà dù ông lấy vợ là vợ Pháp, con cái ông không biết nói tiếng Việt đó, mà ông vẫn nói. Cho nên ý nói vậy, cho nên anh nghĩ là anh sân Tây nói tiếng Anh khá đương nhiên rồi, ở lâu rồi phải nói, nhưng mà nói như Mỹ thì không đâu. Anh nói thật đó, anh không nói như Mỹ được. Anh tại vì cái môi trường anh là anh làm về khoa gọi là kỹ thuật, thành ra anh không cần nói nhiều lắm. Chứ còn nếu mà anh mà làm về cái môi trường khác thì có thể anh khá hơn được thôi, chứ anh không dám bảo đảm là mình nói như người Mỹ được. Anh không dám bảo đảm, tại vì anh nói rồi, cái óc mình nó làm việc khác. Với lại thêm một cái này anh muốn nói anh Sơn Tây là cảm ơn anh đã là quý, nhưng mà anh nên nhớ mình nói tiếng Anh chứ mình nói tiếng Mỹ nha. Anh cứ nói mình nói tiếng Mỹ, tại vì mình nói speak English, speak American, không có tiếng Mỹ, chỉ có tiếng Anh thôi. Hoặc là tiếng Anh giọng Mỹ, hay tiếng Anh giọng Úc, hay tiếng Anh giọng Canada gì đó, không có tiếng Mỹ. Ok, một cái nữa anh muốn nói cuối cùng là vấn đề xe hơi. Anh thì anh lại không có quan trọng cái vấn đề xe cộ lắm. Thì anh biết là Duy cũng thích về xe, anh Sơn Tây thích xe, anh tôn trọng cái đó. Tại nhiều người, mỗi người có một cái thích khác nhau không? Nhưng mà anh không nghĩ là anh không quan điểm là cái xe hơi nó làm cho cộng đồng Việt Nam mình nở mặt nở mày hay là tự hào. Anh không quan trọng cái đó. Anh không nghĩ cái đó là cái quan trọng. Thí dụ như anh Sơn Tây mua cái xe, anh không rành về Mercedes, tại vì anh không thích xe Mercedes. Thì anh nghĩ xe đó mắc tiền, nhưng mà anh nghĩ cũng không quan trọng, tại vì có người ta khen, người ta thích xe, người ta khen này kia. Nhưng mà cái xe của anh này, nói thật ra xe của anh là rất là rẻ tiền, nhưng mà cũng rất là nhiều người khen. Nhưng mà anh ngạc nhiên đó là tại nó rẻ tiền mà sao cũng có nhiều khen. Mà người khác khen anh cũng chả quan trọng, quả quan tâm đến này. Tại vì anh quan tâm đến cái nhân cách của người là quan trọng hơn chiếc xe. Thì xe của anh là Cadillac. Ok, mà Cadillac thì người Á Châu mình không ai đi á, không ai thích Cadillac. Nhưng mà anh thích Cadillac. Tại vì anh thấy cái Cadillac đó, nó nhìn nó handsome. Ok, anh thích. Nhưng mà nhiều, nó không mắc lắm, lúc mới ra thì nó cũng mắc đó, nhưng mà nó rớt giá rất là nhiều, nhưng mà không thành vấn đề. Nhưng mà cũng rất là nhiều người thấy đi cái xe này họ khen xe đó, thì cái khen của họ nó cũng giống như cái người kia khen xe của anh Sơn Tây. Có nghĩa là tùy, có nhiều người họ mua xe đẹp thì người này thích xe này, người kia thích xe kia, thì người thích xe Mercedes thì họ khen nó xe Mercedes, người thích xe Cadillac thì xe Cadillac, đúng không? Cho nên anh nói tóm lại cái xe không quan trọng. Nhưng mà nếu mà em thích xe, anh thích xe thì sure, mình tôn trọng cái đó, đúng không? Nhưng mà anh nói đi nữa là xe, bạn xe hai người ta giống nói thì xe thôi, nó giống như một anh cũng thích anh cả đời thôi. Đừng hiểu lầm, anh cũng thích xe, đàn ông mà ai mà không thích xe.
anh cũng thích xe, nhưng mà anh có nhiều cái sở thích quá, anh không có đặt nặng vô cái chỉ có xe không. Anh có thích gái không? Cái đó anh nói nhỏ nhỏ anh cũng thích lắm, tại anh đâu bị bệnh gì đâu, anh đâu bị bệnh gì đâu mà bắt anh cưỡng. Nói nhỏ nhỏ anh đâu bị bệnh gì, tự nhiên bắt anh cưỡng là sao, đúng không? Ok, anh mấy phút yếu sinh lý vậy thôi, thì bây giờ chắc là anh xin tay sẽ lên đó, anh xin tay sẽ lên đó, thì anh xin tay lên đi là nữa cả. À, sinh lý của anh này là không có yếu đâu, anh này sinh lý mạnh lắm. Ở đâu? Sơn tay anh luôn đi giữa lên không? Ông nào cũng được. Ưu tiên cho anh sơn tay, tại vì tiếng của anh nó lặn hơi lâu. Còn anh không lên thì anh Uli lên. Hello. Nghe anh ơi. Ê, nói sao giờ ta? Nói trả lời ok. Cư xá không, thí dụ mình nói mình nói đúng thì không ai phản biện với mình. Hồi nãy thì có nói là cư xá thân cộng thì cái đó không đúng, là lỡ lời sân cây, I'm sorry nha cư xá. Ok. Label tức là đặt cái một cái tên mà cái chữ không đúng làm cho người khác khó chịu. Ok, I'm sorry. Rồi. Trở về hồi nãy lâu quá rồi, cách một người rồi không nhớ, là anh Bình Phương nói là cái gì bao que làm cho người Mỹ kỳ thị hay là cái gì đó. Bởi vì các bạn chưa có ở Mỹ một ngày nào thì các bạn nói những cái câu đó. Anh nói thì cái gì á, anh ra đường á, anh đại cái thằng Mỹ nào nó lại nó mệt thị anh luôn á. Ông anh thương nó chết mẹ nó luôn á, anh có mớ liền á, dám, thấy không? Ở Việt Nam không có biết thì cứ cấu ngày, tại vì tại sao cái này anh Bình Phương em nói cái này anh giận em cũng chịu nha, tại vì cái đầu óc mình là cái đầu óc chuyên môn là nghĩ coi thường người khác, là cái đầu óc là cái đầu óc hán nô nha. Anh nói thiệt, đụng chạm thì xin lỗi nhưng mà mình phải nói nha. Ở bên đã nói cái xứ này, cái xứ này là cái xứ người ta là cái xứ này là cái xứ người ta là cái anh cứ coi anh nói đồ óc háng nô thì anh dựa vào cái gì mà anh nói đồ óc háng nô? Không, cứ tối ngày cứ nghĩ là cái người này trên cái giống dân này trên cái giống dân nọ. Không có, hồi nãy là cư xá đã nói rồi, mình nói tiếng Mỹ như tụi nó, mình nói chuyện đi, ok, và nói cho đúng là mình không cần nói như tụi nó, nhưng mà nó nói câu nào mình trả lời được câu đó, mình không bập bẹ là ok rồi. Và hồi nãy cư xá cũng nói đúng là mình sau bao nhiêu tuổi thì bây giờ mình học tiếng Mỹ cách mấy, mình cũng nói với cái giọng là cái giọng của một cái người nước ngoài nói tiếng Mỹ, cái đó đồng ý đó, không phản đam. Thì những cái đứa càng tới Mỹ trẻ bao nhiêu thì càng học tiếng Mỹ dễ bao nhiêu, thì cái đó là đúng nha. Nhưng mà anh nói thiệt luôn á, mình sân tay nói thiệt luôn á, mình ra đường mình cũng đợi cái thằng Mỹ nào mà tới nó kỳ thị mình luôn á. Ủa, mình thưa nó chết mẹ nó luôn á, bởi vì không có biết thì đừng có nói những cái mà coi thường người Việt ở bên Mỹ là những cái xuyên tạc. Nói tiếng Mỹ là bullshit nha, là cứt bò bố láo nha, đừng có nghĩ như vậy. Còn ở trong lòng nó kỳ thị kệ mẹ nó chứ, bây giờ nó có ngon nó kỳ thị ra mặt đi, đúng không? Mình chỉ nói vậy thôi. Còn thí dụ như trong lòng anh ghét gì như cất gì đó anh cũng đâu nói ra đâu, đúng không? Anh có ngon thì anh nói ra đi, đúng chưa? Thành ra cái chuyện ở trong lòng người ta mình không có suy ra được nha, để bỏ cái tật đó đi nha. Cái đó là những cái anh
không, thí dụ thôi, hiểu chưa? Nó lúc đầu cái đầu óc người người Á Đông mình rồi còn còn có bạn nào trong này không, nên là nói người người Tàu, người người Tàu người ta gì tự hào dân tộc, cái đó là cái đó là một trong những cái hán nô của nó, tức là nó lúc nào nó cũng nghĩ nó trên cơ người ta hết đó, tầm bậy. Ok, ít nhất là cái trường học của Mỹ nó dạy mình như vậy, không có cái giống dân nào trên cái giống dân nào hết trơn á, mình bình thường. Ok, không có, tất cả đều là bình đẳng bình quyền nha. Cái ngày mà các bạn còn nghĩ cái vấn đề giai cấp là các bạn không phải là người cộng sản rồi, vì bây giờ sân tây chứng minh sân tây hơn cộng sản, đối với sân tây không có giai cấp nha, ai cũng bằng ai đó. Giờ nào giờ bây giờ thằng nào cộng sản hơn thằng nào, nói đi. Đúng không gì, đúng không? Cộng sản là gì? Không có giai cấp, đúng chưa? Đúng chưa? Mà các bạn còn nghĩ mình hơn người này, mình hơn người kia, mà phát xít Đức rồi, Hitler rồi hả? Hả? Nghĩ giống dân này hơn giống dân kia, màu da này hơn màu da kia. Đó, hôm nay giờ bây giờ biết ai là cộng sản hơn ai rồi gì nữa? Chịu chưa? À, mình mà còn nghĩ mình cái giống dân nào hơn cái giống dân nào, hay là cái màu da nào hơn cái màu da nào, đó là những cái suy nghĩ rất là tiêu cực nha. Đó là cái đầu miệt thị người ta đó, không nên, không tốt nha. Không có ai hơn ai đó. Mình hơn nhau cái gì là cái trình độ học vấn nha. Chứ cái màu giống như cư xá nói rất là đúng, cư xá dạy cho con cư xá là cái màu nào cũng như nhau thôi. Không, tức là từ nhỏ là tụi, bởi vì tụi con nít Mỹ nó vậy đó, nó không có biết kỳ thị là cái gì. Các bạn ở bên đỡ chưa có qua Mỹ thì bây giờ mình nói cánh mấy, cư xá nói cánh mấy, hay là những bạn Việt kiều ở Mỹ nói mấy, các bạn cũng đều không thể nào hiểu được. Nói tiếng Mỹ đàng hoàng đi, thằng nào dám lại cười kỳ thị mình thử coi. Ủa, mình lại hoài luôn á, nhưng mà chưa thấy luôn á, dám. Ủa, mà thương cái chết mẹ luôn á, mà cái tội đó là cái tội nặng luôn á, coi thường người khác, miệt thị người khác. Cỡ như Lưu Ly mà miệt thị anh hôm nay là anh giàu rồi, anh thương là chết, anh thương là xúc mừng rồi. Ok rồi, thôi được rồi. Ê sao ông chủ diễn đàn bữa nay không đam vậy trơn, vậy chủ diễn đàn nữa. Trời đất ơi, hai bên đang cân bằng lực lượng, đam gì em đam vô banh sát hết sao. Ok rồi, cho Lưu Ly lên đi, Lưu Ly lên đi, bye, bye mọi người. Cuối giờ chơi vui thôi. Luli mất camera rồi. Luli mất camera rồi. Thì lên nói vài câu đi chứ ngọn tức chết luôn. Thông cảm nha, tắt điện rồi. Ok vậy nói đi anh. Được rồi, thì vấn đề là ở đây không ai kỳ thị đỏ trắng vàng đen, không ai kỳ thị cả, không ai kỳ thị cái màu, nhưng mà người ta ghét là ghét đã vàng mà cứ muốn nhảy sang làm da trắng thì người ta ghét, hiểu chưa? Anh Sơn Tây đã da vàng rồi nhưng mà cứ phải muốn bằng da trắng, muốn hòa nhập vào da trắng cơ, ta vàng thì sao đấy, nói cho anh Sơn Tây thế. Chứ còn bây giờ củng cố lại cho gọi là chú Bình Phương một câu như này, là chú Bình Phương nói rất chuẩn. Ngày xưa đó gọi là tổng thống Kennedy của Mỹ đấy, làm câu chúng ta còn một thằng con trai ở Việt Nam, nói về Nguyễn Văn Thiệu đúng không? Đấy, đấy là cái tư cách ngày xưa của Việt Nam Cộng Hòa. Còn bây giờ Việt Nam Cộng sản đúng không? Đấy, ông Nguyễn Xuân Phúc sang bên châu Âu đập bàn, đập ghế bôm bộp ấy, bảo tại sao chúng mày không làm nhanh nhanh nữa lên. Đấy, cho nên là ký ngay hiệp định rồi là tự do thương mại giữa EU với lại Việt Nam luôn. Đáng lẽ ra phải đến mùng tháng 1 năm 2019 mới ký. Nhưng mà bây giờ là thấy ông Nguyễn Xuân Phúc sang phát ký luôn rồi. Đấy, nó đơn giản, nó nằm ở chỗ đó, hiểu chưa? Nó đi lên ở chỗ đó. À, Diệm à. Đấy, các bạn phải hiểu một điều. Rõ ràng là chúng ta là da vàng. Chúng ta trắng việc gì, chúng ta phải hòa nhập và làm da trắng cả. Mỹ à,
kệ mẹ Mỹ, tao Việt Nam, đơn giản thế thôi. Cho nên là chúng tôi không ghét những người mà bảo không có sự kỳ thị, không có kỳ thị gì. Anh có thấy người người Mỹ không? Cái ông Obama đấy, ông da đen đấy. Nhưng ông đâu có câu nói ông ấy đặc biệt phải là người Mỹ đâu. Ông vẫn nhận ông ấy, quê hương của ông là Indonesia. Ông vẫn về Indonesia chơi. Đấy là tổng thống nhá. Nhưng chưa nói đến người dân. Như vậy thì tại sao chỉ ghét là ghét những người mà người Việt Nam nhưng mà cứ muốn làm người Mỹ, cứ phải là người Mỹ. Tại sao không nhận làm người Việt Nam? Nó hơn nhau chỗ đó đó. Thua người ta cái giàu sang nhưng phải hơn người ta cái đàng hoàng. Cái này thì bên phía vàng không ăn được bên đỏ đâu nha. Rồi anh xuống. Nghe nói nhiều Việt Nam vô địch. Má thương hiệu luôn rồi. Rồi, ông chơi câu thương hiệu luôn rồi. Rồi chào chú Đam đi chú. À, câu đầu tiên cho mình nói với ông Sơn Tây vậy này. Câu đầu tiên ông lên ông nói thì bây giờ hồi nãy ông đã xin lỗi ông gì đó cư xá gì tăng rồi thì ông phải xin lỗi tôi ngay. Tại vì tôi là thằng chống tàu kịch liệt lắm nha. Tôi là trong nước, tôi là cái người mà chống Trung Quốc, chống cái chuyện mà bành trướng của Trung Quốc kịch liệt nhất nha. Cái không có ông nói tôi tương tự. À, ông nói tôi hán thô là tôi đề nghị ông nếu không xin lỗi là tôi không nói chuyện với ông nữa đâu nha. Tư tưởng của tôi không phải là tư tưởng hán thô đâu cả nha. Tư tưởng của người Việt Nam chân chính. Còn tôi cặp mắt trung gian tôi nhìn thấy vấn đề sao tôi nói vậy. Ông cứ phản đam tôi cái vấn đề tôi nói trúng sai cho thôi. Đừng có nói tôi là người tư tưởng hán thô. Đó là điều thứ nhất. Chứ cái thứ hai tôi không hề kêu gọi bây giờ phút này mà có tư tưởng màu da này hơn màu da kia. Nhưng mà tôi muốn nói phản ảnh một cái thực tế trong cuộc sống. Rằng là chúng ta nói thì nghe hay như vậy đó. Nhưng mà chính chúng ta nè, dân tộc mình nè, vẫn gặp mấy ông Campuchia tôi thấy rõ ràng vẫn kỳ thị người ta. Gặp mấy cái ông trên cao nguyên vẫn kỳ thị người ta. Rồi bản thân tôi bị mấy thằng Ba Tàu ở chỗ lớn nó cũng kỳ thị mình chứ phải không? Đó. Rồi đó là tôi biết chắc chắn luôn người Mỹ cái gì đó về sau ông đó là tôi không ở bên đó. Nhưng mà tôi cam đoan là cái trước đó thì đúng. Thấy không? Tức là người da đen đó là bị tới cái ông lực sư gì kịp quên mẹ rồi. Cái ông mà cho tôi một giấc mơ đó. À. Thì mới là có chuyện mà đấu tranh rồi sau này người da đen mới được là lên xe buýt mới được ngồi chung với người da trắng sao mà không phân biệt. Cái đó nó vẫn còn tồn tại tới ngày nay. Thì cái chuyện đó là cụ thể như thế nào ông bắt bí tôi là tôi không có ở Mỹ đúng rồi nhưng mà tôi cũng có nhiều người quen lắm ông ơi. Ông nói là ông chưa bị nó kỳ thị. Ông nói ông chưa bị kỳ thị nhưng mà tôi nói trong sân tay nghe nè có những người người ta bị kỳ thị thì sao? Tại sao mà ông dám khẳng định là không có? Thấy không? Thành ra là tôi nói rõ là cái thứ nhất ông nghe chuyện hình như là ông nghe không có được kỹ cái ý của người ta. Thứ nhất là ông nói tôi hán nô là ông phải xin lỗi. Thứ hai là tôi không kêu gọi nghĩa là phân biệt chủng tộc này chủng tộc kia hoàn toàn. Tôi muốn nói rằng là cái đó là cái thói xấu của cái loài người của mình đó. Người này khinh người nọ vòng vòng cho nó ở Mỹ cũng vậy. Rồi cái đây là bàn về cái việc đó chị thôi. Còn cái một cái nữa đó là hồi nãy ông lại đánh khái niệm sai. Bảo là ông hơn cộng sản cái chỗ là cộng sản rồi mà giờ còn tôi hơn cộng sản rồi tôi không phân biệt. Cộng sản thì nó lại càng phân biệt. Tại vì ông không hiểu. Ông không có hiểu cộng sản cho nên bởi vì mấy ông mới thua cộng sản hoài. Cộng sản đó, nó có một cái thuyết gọi là chuyên chính vô sản. Ông có biết cái đó không? Đấy, cái đó là cái mà tệ hại nhất mà người ta bây giờ người ta chống đó là cái đó đó. Cái chuyên chính vô sản mà anh đẩy cái giai cấp công nhân của anh lên quá mức thành một cái giai cấp lãnh đạo nha, thành giai cấp lãnh đạo và cái gì mà đi ngược lại cái quyền lợi của cái giai cấp đó là ông chuyên chính ngay à, thành phần ví dụ như thành phần này là tao cụp mày à, thành ra đó là ông nói rằng là cộng sản là không có thế này thế khác ông không có vậy là ông là cộng sản thì đúng ra là không có được phân biệt này phân biệt kia cộng sản phân biệt kỹ nha, phân biệt giai cấp rất kỹ đó. Còn ông tuyên bố là ông còn hơn cộng sản nữa là ông là sai bét rồi. Ông không hiểu gì lý thuyết về cộng sản cả. Đó là tôi nói ông bình tĩnh. Anh em mình tôi thấy ông trước đây là cũng sáng suốt nhưng mà tôi thấy có vẻ hình như là cái câu này là ông phán câu hán nô là hình như cái này là cái e của cự vàng rồi
cứ thả trong này nói cái gì là cứ hán đô. Ô mày người ta quánh hán chết mẹ luôn đó. Hồi nãy tôi định xin chủ diễn đàn đó là nếu như mà có thời gian thì mình chém gió cái tình hình bây giờ ở bên ngoài Biển Đông, tình hình tam quốc chí giữa Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ, chiến sự sắp xảy ra nha, mà cái đó là chém gió nha. Chém gió cái đó cũng được, nhưng mà chú phải cho bên phía anh Sơn Tây thời gian để chuẩn bị tài liệu. Chứ bây không, giờ không, chú nói chém gió mà đâu cần phải chuẩn bị. Không, chú không có đam với ai hết trơn á, nhưng mà chú muốn tam quốc diễn nghĩa mà mình muốn trình bày một cái hiểu biết của mình về cái tình hình ở đó, giống như hồi chiều mà Duy trình bày đó. Thấy không? Mà được chú rồi. Trình bày theo cái dạng cứu lâm thôi, chứ còn không có thiệt đâu. Đã gọi là chém gió là không có thiệt nha. Đó, ngoài thôi bây giờ đang đang hot cái đề tài mày kỳ thị này thì để bàn cái kỳ thị đi, nếu còn thời gian thì mình chém gió thì mới chơi. Dạ. Vậy thôi. Rồi. Dạ, cảm ơn chú. Rồi anh Sơn Tây có lên lại không? Sơn Tây rồi có lên lại không? Lên nói chuyện sắp sóc nhìn qua đi. Sơn Tây làm xấu mặt dân quận 12, thiệt sự mất mặt quá. Kìa kia nó quận 12 nó đam anh kìa. Sơn Tây gặp Tây nào cũng sợ kêu là Tây nô. Rồi Sơn Tây chạy đâu luôn rồi. Cho lên đi Duy rồi ok. Này là ngôi sao mới nổi trên bầu trời dân chủ nha. Rồi lên ngắn gọn nha bạn. Chưa biết bạn là ngắn gọn nha. Chưa xin lý nha. Sao tự nhiên gọi kêu lên đã từ chối cha. Rồi ai lên ok nha. Nhanh nhanh đi. Lên đã từ chối mời lên từ chối đó. Mà sao đi trơn vậy? Thôi không ai lên làm mất thời gian quá. Sao anh Sơn Tây sút quần bỏ chạy gì à? Hả? Lại tiếp tục gì à? Không biết đóng tiêu rồi. Nói với mọi người một điều này là trên thế giới này bây giờ đấy, nói đúng ra như chú Phương nói đấy là bảo cộng sản họ 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 kỳ thị lắm đấy thì cũng không đúng chú Phương ơi. Còn nói thật cái vấn đề kỳ thị thì không đúng, là kỳ thị ngày xưa thôi, bây giờ họ thay đổi rồi. Bây giờ đấy là họ chỉ có phân biệt giữa người yêu nước và người 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 gọi là phản quốc thôi. Chứ còn các thành phần kinh tế là họ tập hợp hết rồi. Còn từng thời kỳ một, từng cái lúc một đấy, cho nên là chúng ta cũng không trách người cộng sản. Cái nghiệt lúc ấy Bác Hồ đã nói rồi, dĩ bất biến ứng vạn biến. Đúng không? Nhưng không tôn vinh người lao động, không tôn vinh lực lượng công nhân vào cái thời đấy thì lấy ai đi đánh Mỹ, lấy ai đánh Pháp. Thế cho nên là mình cũng phải hiểu cho họ. Đấy, cho nên là đến bây giờ là thế hệ sau này rồi chúng ta phải hiểu là cái lúc đó là cái lực lượng đó là mạnh nhất. Thế mà bây giờ không tôn vinh họ, không trả công cho họ, không biểu dương cho họ đúng tầm, đúng mức ai đánh Pháp, ai đánh Pháp đâu, ai đánh Mỹ đâu. Làm sao chúng ta có dân có được một cái đất nước gọi là tự do độc lập như thế này. Thế còn nói với anh Sơn Tây, nói tất cả các bạn Việt Kiều nãy giờ đam thì nó cũng là một cái trò chơi, đam gọi là giải trí vui vẻ với nhau thôi, chứ còn không ai phân biệt, không ai kỳ thị cả. Bây giờ kỳ thị dám kiện ngay, sợ gì. Còn không kiện là việc của chúng nó. Đúng không? Mình không trách ai cả, mình không có cái trách nhiệm phải đi bảo vệ quyền lợi của người khác. Thế giới tự do rồi, bây giờ ai cũng có đủ cái phương tiện để bảo vệ chính mình. Còn cái việc không biết áp dụng cái phương tiện đó thì cấm kêu, cấm cãi.
cũng ý kiến được. Ở Việt Nam thế, ở Mỹ cũng vậy. Thế cho nên là nãy giờ đam ấy thì đam cho vui, đam cho câu chuyện. Nên mọi người cũng đừng có vì thế mà nặng lòng rồi lúc đấy lại ngồi bắt đầu bất mãn với Việt Nam thì được, chứ đừng có bất mãn với New Ni là không xong, bởi vì bất mãn New Ni là không được cái gì cả. Đúng không? Thế còn cái vấn đề Biển Đông thì để hôm nào đi, chú Bình Phương hôm nào nói bảo là không chuẩn bị tài liệu thì không có cái gì để chém được đâu. Còn sớm nó mới tỉnh, còn giờ khuya rồi, nhiều khi nói tỉnh. Đúng rồi, thứ nhất là khuya, thứ hai rồi nữa xong là... rồi em trốn rồi hả? Thứ hai nữa là phải chuẩn bị tài liệu để mà chém nhé. À, Cộng sản cần xin lỗi những sai lầm trong quá khứ đối với nhân dân. Xin lỗi gì nói nghe thử coi. Này, cái vấn đề đấy là phải xin lỗi với nhân dân chứ không phải xin lỗi với mày. Mày là cái thằng hậu sinh. Mày có cái gì, có cái công gì, có cái tội gì trong thời gian đấy mà cần phải xin lỗi? Hả? Mày ông nghĩ mà bây giờ xin lỗi cái là mày tự nhiên bị mất ra khỏi cuộc đời này, mày có chịu không? Không có cộng sản làm sao có mày? Thằng này chuyên trị nó vào suốt ngày nó chỉ chửi cộng sản không à, mà trong khi nó thì sinh ra vào chắc thằng này chắc là sinh năm 8 thời 80 90 gì đó. Đúng không? Đúng đến rồi. Lúc đấy mày còn nỗi đầm gì với mày đâu mà bắt xin. Mà xin lỗi vụ gì mới được cho nó rõ đi. Đấy, xin lỗi vụ gì? Có cái gì đâu mà phải xin lỗi. Từ cái đất nước có 99% dân thì mù chữ, 2 triệu dân chết đói để được có cái đất nước như này mà lại còn phải xin lỗi nữa thì tao cũng đến lại mày. Thế có ai muốn lên không? New Ni nhường diễn đàn cho. Nãy giờ ngồi làm sao mà anh Sơn Tây chạy đâu rồi? Hôm nay nên nhớ thứ bảy. Em chỉ dành tất cả vào thứ bảy thôi, còn trong tuần em lại vỗ béo anh. Vì bọn rồi anh nghĩ một chút đi. Bọn Việt Cộng tụi mày chỉ biết ăn cướp. Thì Việt Cộng ăn cướp thì mày đi mày chửi Việt Cộng đi ba. Tự nhiên chỗ anh em ta đang ngồi mạng. Trong đây đâu có ai Việt Cộng đâu. Lộn chỗ rồi ba ơi. Đúng không mấy bạn? Khổ ghê vậy đó. Người ta nói quan gia có đầu nợ có chủ. Tao chỉ biết Việt Cộng qua lịch sử thôi, chứ tao cũng biết Việt Cộng là gì luôn á. Rồi, anh Sơn Tây đâu rồi? Có đam lại không? Đang chờ đam của anh nè. Rồi không ai lên, mời chú Bình Phương lên, Tiếu Long. Để chú Bình Phương lên giải trí nha. Gì các rồi, chào chú. Chả có thời sự gì hết á, để chú nói chuyện vui cho nghe. Là dạ. Cái tình hình... mấy ông Việt nói chung hãy ai là người Việt Nam nha, nghe tin này phải vui nha, vui mừng lên nha, tức là tình hình là mình ngon lắm rồi nha, ở miền Đông mình sắp ngon lắm nha, mai mốt bàn cái bàn chính đất bàn sau cũng về bàn chuyện Tiếu Lâm thôi, tức là tin tình báo của gián điệp của mình đó nha. Thì tôi nói xa xôi cho các đồng chí biết nè, đồng chí Đỗ Nam Trung đó là cái tên tại sao mà khi mà đảng cử đi qua nằm dùng bên đó đó đặt tên là Đỗ Nam Trung nha. Là tình hình Biển Đông của mình về lâu về dài đó, Bộ Chính trị mới phân công hôm qua bên đó là chuẩn bị để mà đổ quân ở phía Nam Trung Quốc nha. Thành ra mới đặt tên là Đổ Nam Trung, là đổ quân phía Nam Trung Quốc. Rồi đó nghe, thành ra ổng đang chuẩn bị nghĩa là để mà đổ quân phía Nam ở Trung Quốc đó. Mà Trung Quốc thì bây giờ mình bấm quẻ mình coi theo cái trước khi ra trận đó thì như Khổng Minh đó, mình bấm quẻ thì mình thấy là Trung Quốc bây giờ là mấy ông lãnh đạo là ông là Tập Cận Bình,
tập á là à là gì, nó phân tích ra cận là cái gì, gần là gì, bình là gì, bình là hòa bình hay là trung bình hay là cái gì bình, thì phân tích ra nha. Mà bây giờ hai cánh tay của ổng mới nhất á là cái ông chủ tịch quốc hội á, là cái tên rất là hay. Giờ duy biết ông chủ tịch quốc hội của ổng cánh tay trái tay phải con Tập Cận Bình tên gì không? Chú nói đi con, làm sao biết? Ổng tên là Lật à, Lật gì cái gì ta, cái gì Chiến Thư. Họ Lật. Lật Chiến Thư hả? À Lật Chiến Thư. Lật Chiến Thư. Chủ tịch quốc hội mà tên là họ Lật nha, Lật Chiến Thư. Đó. Rồi. Rồi. Bây giờ cái ông bộ trưởng bộ quốc phòng của ổng á thì tên là gì, gì biết ông tên là cái này, nói cái này cái ông Sơn Tây ổng lại lên ổng nói tôi kỳ thị nữa. Đã là thật sự vui mà còn còn dính ai chửi nữa. Báo một sáng mà quên mà tên ông đó rồi. Còn ông tên là Quỷ. Hả? Còn mới đồng bảo là quên tên rồi. Bộ trưởng quốc phòng họ Ngụy. Ngụy Ngụy gì ta? Ngụy gì? Con chả nhớ tên đúng không? Con mới đọc báo hồi sáng nè. Thì đó ổng ổng tên là Ngụy Ngụy gì quên bà mẹ nó luôn, như không quên nha, cái tên cũng bị nghĩa lắm. Cái tên nhớ lắm. Nhưng mà mình mắc cười của cái này nè. Một cái ông á, tức là khi mà Mỹ một ông dân ông mình đó là đổ quân phía Nam Trung Quốc, ông đổ Nam Trung đó. Ông đổ quân phía Nam Trung Quốc, chuẩn bị đổ quân phía Nam Trung Quốc thì Trung Quốc nghĩa là thay vì là hạ chiến thư thì ông lại lật chiến thư. Lật chiến thư là sao? Lật ngược. Cái chiến thư có nghĩa là không không dám chiến. À thì mình đánh giá thời cuộc đi, không dám chiến nha. Không dám chiến đưa qua tới cái ông nội này mà ông tên là Ngụy gì đây nè. Cái gì mà cuối cùng rồi là Bình đó, cái cuối cùng là Bình Ngụy 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 Dung Bình cái gì. Thì có nghĩa là không phải Ngụy Đuông Hàng, đừng có nói bậy đó gì mấy ông kia, nó là Ngụy á thì cái này cái điềm rồi. Ngụy Ngụy Phượng là... Hoa. Hả? Ngụy Phượng Hoa. À Ngụy Ngụy gì? Ngụy Phượng Hoa đúng rồi. Thì á là tức là gì? Tức là Ngụy đã là Ngụy thì là không có hòa được. Ừ. Đánh trận á thì có anh chỉ có mấy đường thôi, anh là bộ trưởng quốc phòng mà anh đánh trận á thì mà anh đã họ Ngụy rồi là anh thua rồi. Một là anh phải chạy thôi. Hai nữa đó là không có hòa được, không hòa. Đánh trận một là thắng, hai là hòa, ba là chạy. Đúng không? Mà ông này là Ngụy không hòa. Cho nên đã là Ngụy là không được hòa luôn nữa, có nghĩa là không thắng là đương nhiên rồi, không được hòa nữa có nghĩa là bại. Bại, tức là chiến thư không dám hạ nè, ông kia thì lật chiến thư. Một ông đó thì coi như là chấp nhận là không không được hòa luôn. Thì như vậy là thua. Thua thì chỉ có đầu hàng thôi chứ còn gì nữa. Thì mình suy luận ở thì bây giờ suy luận ra là cái ông Tập Cận Bình đó là ông tiếp cận hòa bình ha. Ha, ông Tập Cận Bình là ông tiếp cận là tiếp cận hòa bình với lại Mỹ bằng cách là tức là ông đầu hàng, nhưng mà ông đầu hàng một cách hòa bình đi đường lòm vô thôi. Giờ nói vậy giờ điều kiện của anh sao đó, rồi tất cả các thứ thì là rút xuống hết, rút thang chiến tranh xuống hết đó. Đó là cái chuyện Tiểu Lâm của chú ngày hôm nay, tức là mình yên ổn nói coi căng thẳng vậy đó, chứ còn qua cái tên của ông Đỗ Nam Trung là mình biết đổ quân phía Nam Trung Quốc rồi ha. Rồi đó là mấy cái tên của mấy ông kia mình phân tích lát ra là mình thấy là Trung Quốc sẽ xuống thang đi đường lòn hòa quảng đó. Đó là kết luận của chú. Còn bàn chính thức là nhiều cái hay lắm nha. Bàn chính thức là mang là mai mốt cho chủ đề đi, chú sẽ bàn cái này chém gió thôi chứ cũng mình không phải là cái gì đâu mà biết. Dạ. Còn Sơn Tây không Duy? Sơn Tây chạy ra mất tiêu rồi anh cư xá ơi. Tù nghĩa đường. Còn ai phản biện nữa không? Còn thì chơi không đi ngủ bạn ơi. Phí vậy, em đâu có biết đâu anh. Hôm qua ông nói ông chơi khô máu mà chắc ông hết máu rồi đó. Còn có nhiêu đó máu thôi.
Chú Bình Phương hôm nay lĩnh hội tinh hoa của Trần Dần. Đào Minh Quân nhắn tin vô lại đi, để em nhắn chạy luôn rồi. Mà ông này nhắn tin ông không trả lời, ông về đó ông đọc chứ không trả lời. Cơ trưởng đi lái máy bay rồi hả? Đó, còn tới 200 mấy chục người coi luôn. Chịu vô đam đi. Nói chung ông vậy á, người Việt kiều nhắn tin ít trả lời đúng không anh? Lâu lâu thì cũng nhắn tin cho em mà em nhắn tin lại không trả lời. Vậy đó. Chả hiểu. Chắc khi ngại rep thì điện thoại vợ cầm hay gì đó ai biết. Hôm nay phe Sơn Tây yếu nên Sơn Tây cũng im, khi nào chiến hữu nhiều sẽ quyết chiến với anh. Ghê vậy. Mình anh Sơn Tây đủ đủ chơi rồi. Bạch Ngọc Đường là đái trắng. Đó là Duy nhắn tin là anh Sơn Tây đọc rồi á. Mà anh Sơn Tây không vô, không trả lời. Sao dạo này ít gặp mấy bạn bất đồng quan điểm ha. Đi buổi sáng cũng gặp mà đi buổi chiều cũng gặp nữa. Hết bom đi cưa rồi. Không dám hết đâu. Anh Sơn Tây mà hết. Anh Sơn Tây anh nhiều bom lắm. Sơn Tây gắt lắm mà giỡn đâu. Very very gắt. Nên kiện ông Sơn Tây vì ổng kỳ thị người Việt cộng sản. Anh Duy thấy hợp lý không? Mày rảnh quá, mày học cái tật của ông Đào Minh Quân. Ăn rồi tối ngày đi kiện. Cãi anh đi, tội nhỏ xíu kiện gì mày ơi. Phe Sơn Tây kéo vô rừng chuẩn bị kế hoạch kháng chiến Trường Kỳ đó anh. Trời ơi làm gì. Trời ơi lại đi chào ơi. Anh Sơn Tây anh chơi sinh bùi đâu rồi? Để tôi ngủ chơi sinh bùi coi. Mấy cái chơi sinh bùi có đi làm không? Thì nói như Sơn Tây nói đó, kỳ thì là kiện ha. Tại Duy Nguyễn đã lôi kéo yêu nước hết rồi, làm sao? Trời ơi khuya rồi còn 200 mấy chục người coi luôn, chưa vô đam đi cha. Gần 2 giờ mà còn coi đông như nè, vô 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 đam đi, vô đam đi. Mấy bạn là bất đồng chính kiến rủ hàng vô đam nha. Đam có thắng không? Thắng là mình nghe nha. Tính ra Việt Nam Cộng Hòa đu qua Cali lại hay, được Mỹ bảo vệ an toàn, còn Đài Loan giờ như cá nằm trên thớt. Cũng chưa chắc đâu, chưa quýnh nên chưa biết sao.
con gì, con Thùy Dương hay là con Tình Dục? Thùy Dương quá đúng không? Đúng là láo thiệt, hôm qua nó ghê gớm bây giờ nấp. Đâu có biết đâu. Thì tụi nó theo Di yêu nước hết rồi, ở vậy thì được. Đó, dù gì chứ theo Di yêu nước là được nha. Giờ này hàng đi làm rồi, bữa nay thứ bảy mà làm gì? Nhậu đi anh ơi, nhậu khỉ đi ngủ mày. Yêu nước phải mua hàng BBT nha mọi người. Chủ nhật rồi, Lean Body có bị lên mỡ không sếp? Lean Body sao lên mỡ mày khùng hả mày? Đó, Lean Body tăng cơ đốt mỡ, mà hỏi Lean Body lên mỡ không? Làm thêm trả tiền thuê nhà, nó nghe khó quá. Tắt đèn thì làm sao biết đó là gái nước nào Duy? Ông chú hỏi khó nữa, làm sao tắt đèn làm sao biết gái nước nào hả? Con thấy gái nước nào nó cũng có chung một âm thanh đó chú ơi. Ông Bình Dương có mấy chục view cũng mà ngồi đam khí thế. Nhiều khi anh Bình Dương mấy chục view mà view của anh có hàng. Đúng không? Còn view có hàng nó khác, còn view mà ngồi nghe không nó khác. Từ nãy giờ em kéo kèo quá trời luôn mà không dính ai luôn hả? Gì? Thằng chung của nó chẳng quan tâm đến nhân Đài Loan đâu, nó chỉ quan tâm là cái đảo và cổ vật mà tưởng giới thạch mang sang đó. Ủa mà cái vụ tao hỏi thiệt nha, cái vụ mà cổ vật với vàng của tưởng với thạch nó mang qua đó nó xài hết chưa mày? Cái đống nó giờ ở đâu ai biết đâu đúng không? Cái đống nó ai giữ? Đâu ai biết đâu đúng không? Thật mà anh ở bên đó gần cả năm 2017 anh biết. Ủa anh đi qua đó chơi hả anh? Hay là sao? Ngồi nghe cũng có gì sai, người nghe cũng có trái tim mà, đúng chuẩn, ai nói gì đâu. Cũng online mấy tiếng rồi, 3 tiếng 43 rồi, ghê vậy bộ giỡn nha. Thôi không ai, họ không ai lên đam ngủ nha. Ngủ mai tính. Thôi, mới ngủ hàng trai kia vô, trả nhận tin nhắn không, không giờ trả lời hết. Thôi đi ngủ mọi người nha. Bye bye nha.